Tống Thư Hàng hiện tại sọ não đau. Hắn thực tế không thể nào hiểu được thiên đế não mạch kín, ấn lý thuyết nàng đã đem thiên đình chi đạo chuyển di cho thần bí đảo Bạch Bào đảo chủ. Mà lại, thiên đạo béo cầu đại lão cũng đã phát nhai, nàng trói buộc đã trải qua toàn bộ giải thoát, hiện tại vì cái gì lại đột nhiên muốn tìm cái chết. Rõ ràng lúc trước mới từ trong phong ấn ra lúc, nàng cầu sinh dục mãnh liệt như vậy. Lúc này mới hơn nửa năm, đột nhiên lại muốn tự động muốn chết, nữ nhân quả nhiên đều là giỏi thay đổi sinh vật. Chờ chút, trừ phi. Nàng còn không có triệt để từ thiên đình chi đạo bên trong giải thoát. Cho nên phải giống như Bắc Phương Đại Đế, Bạch Long tỷ tỷ đồng dạng, lấy cái chết thoát thân, đồng tiến con người giống như Trình Lâm loại kia chết không thể chết lại trạng thái. Nhưng coi như nàng muốn đi vào chết không thể chết lại trạng thái, tại sao phải kéo lên ta? Còn muốn chết trong tay ta? Tống Thư Hàng tự nhận là hắn coi như khắc tận trong tay tất cả tài phú, cũng không có khả năng giết chết thiên đế. Ở trong đó, có âm mưu gì? Chẳng lẽ lại thiên đế muốn đem thiên đình cái này to lớn nhân quả nổi lớn, vung ra trên đầu ta đến, để ta gánh nổi? Khả năng này rất lớn. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong, góp nhặt đại lượng thiên đình mảnh vỡ, mà lại hạch tâm thế giới còn liếm đi thiên đế không ít thiên đình trường sinh chi đạo. Nếu như thiên đế muốn vung nổi, Tống Thư Hàng rất có thể tránh không khỏi vung nổi công kích. Mặt khác, Tống Thư Hàng còn nhớ rõ thiên đế bây giờ còn vẫn như cũ nhập thân vào Vũ Nhu Tử Linh Quỷ bên trên, nàng yêu cầu chết, Vũ Nhu Tử Linh Quỷ làm sao bây giờ? Rất nhiều suy nghĩ, nhao nhao phun lên Tống Thư Hàng trong lòng. Nguyên thần ký thác hư không, tinh thần lực đạt tới cửu phẩm kiếp tiên trình độ về sau, đầu óc xoay chính là nhanh. Một nháy mắt, trong đầu tin tức liền soát bình phong đồng dạng bắn ra. Đối diện, thiên đế tiên tử cười không nói. Như nàng sở liệu, bá tống tâm lý quả nhiên không có một chút AC số. Nàng tìm đường chết loại chuyện này, cũng là bởi vì quan bá tống có việc, mới có thể đem hắn kéo lên. Không cùng tống tiền bối nói giỡn, trên thực tế, ta chỉ là mượn tống tiền bối ngươi trung kiếp dùng một lát. Dùng để hủy diệt tiểu thế giới này. Thiên đế tiên tử chậm rãi nói thuận tiện, tại tiểu thế giới này triệt để chôn vùi thời điểm, để tự thân cũng theo tiểu thế giới này chết đến một lần. Tống Thư Hàng. Dùng ta trung kiếp hủy diệt tiểu thế giới này. Ngươi chẳng lẽ làm nhục ta tu chân kiến thức căn bản không đủ phong phú. Ta trung kiếp nếu như có thể hủy diệt toàn bộ tiểu thế giới, dẫn bạo hằng tinh, ta đã sớm trở thành di động thiên tai, làm cho cả tu chân giới run lẩy bẩy. Hắn tại ma hải thế giới bên trong thiên kiếp mặc dù đạt được cường hóa, nhưng cái kia cũng chỉ là đạt đến cửu phẩm thiên kiếp trung kiếp uy lực, thiên kiếp không phải thiên phạt, nó chung quy là có cực hạn, làm quan trọng cho độ kiếp tu sĩ lưu một chút hy vọng sống. Đừng nói là dẫn bạo hằng tinh, coi như đem trung kiếp uy lực chia đều ra, nhiều nhất hủy diệt một cái tiểu quốc. Mà lại, vẫn chỉ là loại kia đem mặt đất cày một lần, căn bản là không có cách tổn thương đến tinh cầu chỗ sâu loại kia mặt mũi hủy diệt. Cửu phẩm kiếp tiên có được hủy diệt thế giới năng lực, nhưng cái kia cũng tương tự chỉ là đem tinh cầu mặt ngoài cày một lần, mà không phải đem chọn khỏa hành tinh đều nổ thành phấn vụn. Nổ hành tinh loại này việc khổ cực, cũng chỉ có lĩnh ngộ phá hư tính đại đạo trường sinh giả, mới có tư cách nếm thử. Trung kiếp uy lực coi như chuyển rời đến hành tinh mặt ngoài, cũng nhiều nhất cho hành tinh gãi ngứa ngứa. Tống tiền bối, ngươi nhìn kỹ viên kia bạo tạc hành tinh. Nhìn kỹ, ngươi phát hiện cái gì? Thiên đế tiên tử truyền âm nói. Tống Thư Hàng theo lời, quay đầu tiếp cận viên kia a khoát xong đời mặt trời nhỏ. Nhưng trừ chướng mắt bên ngoài, hắn cái gì cũng không có phát hiện. Có phải là cảm giác nó đặc biệt chướng mắt, con mắt phi thường khó chịu? Thiên đế tiên tử vui vẻ nói. Tống Thư Hàng. Nhà ngươi con mắt nhìn chằm chằm mặt trời nhìn thời điểm, chưa phát giác chướng mắt. Chỉ cần không mù, nhìn chằm chằm hằng tinh nhìn. Đặc biệt là cái này kịch liệt bạo tạc bên trong hằng tinh, có thể không khó thụ. Thiên đế tiên tử chính mình nhưng không có quay đầu đi xem hằng tinh, chậm rãi nói, sau đó, có phải là cảm thấy liền tống tiền bối ngươi cửu phẩm cấp cường độ con mắt, đều sẽ có chút không chịu nổi. Có loại muốn mù đồng dạng cảm giác. Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn lập tức hiểu được. Hắn lúc này không có lắp đặt nho ra thánh nhân chi nhãn. Hiện tại đôi mắt này là đang bế quan bên trong thông qua thánh viên long lực thần công tổng cương thiên cộng trình lâm tự lành pháp mọc ra mới con mắt. Cái này đối trong mắt luận cường độ, tuyệt đối không kém gì cửu phẩm kiếp tiên cấp con mắt. Mà bây giờ, cái này đối trong mắt lại bị đâm đau nhức. Cho nên, cái này hằng tinh bên trong có đồ vật gì?
Tống Thư Hàng truyền âm nói. Mà lại, rất có thể là đẳng cấp rất cao đồ vật giấu ở bảo tàng bên trong, mới có thể để ánh mắt của hắn, giống như là trong mộng cảnh nhìn thẳng Bất Hủ lúc đồng dạng, trận trận nhói nhói. Tống tiền bối ngươi không cần lên tiếng, ta có thể biết ngươi muốn nói cái gì. Lúc này, ngươi hảo hảo tích xúc năng lượng, đừng lãng phí. Thiên đế tiên tử nhắc nhở. Tống Thư Hàng. Tu sĩ quá trình tu luyện, cũng là một loại không ngừng tiến hóa, hoàn thiện tự thân quá trình. Sinh vật tại qua hóa quá trình bên trong, một chút vô dụng khí quan rất có thể sẽ bị thoái hóa tuột. Tống Thư Hàng cảm giác, còn tiếp tục như vậy hắn dây thanh, sẽ dần dần thoái hóa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thừa dịp còn có một chút thời gian, thiên đế tiên tử bắt đầu giải thích nói, trên thực tế, cái này chư thiên vạn giới bên trong tiểu vị diện, là cái nhân tạo thế giới. Nơi này tinh cầu, cùng bạo tạc hằng tinh, toàn bộ là nhân công chế tác. Tống Thư Hàng đầu óc xoay nhanh chóng, viễn cổ thiên đình. Năm đó viễn cổ thiên đình vẫn lạc lúc, mảnh vỡ rơi xuống tại chư thiên vạn giới. Nói cách khác, viễn cổ thiên đình cũng không phải là đặc biệt tại một cái nào đó chư thiên vạn giới vị diện bên trong. Không sai, cái này nhân tạo thế giới, xuất từ lúc trước viễn cổ thiên đình đám người chi thủ. Là chúng ta chuẩn bị thiên đình cái thứ hai cơ. Nguyên bản, khổng lồ thiên đình cuối cùng sẽ giáng lâm tại trong tiểu thế giới này. Đáng tiếc cuối cùng, nó không có phát huy được tác dụng. Thiên đế chậm rãi nói kỳ thật tại chế tạo tiểu thế giới này hằng tinh cùng hành tinh quá trình bên trong, nàng mượn lực lượng ngoại lai. Bất quá mượn ngoại lực việc này cũng không nhắc lại, ảnh hưởng nàng cao nhân hình tượng. Đối diện, Tống Thư Hàng bị chấn sửng sốt một chút. Lấy nhân thủ, chế tạo hành tinh, hằng tinh, mở ra hoàn chỉnh tiểu thế giới vị diện. Khó trách lúc trước thiên đế sẽ bị tổng cho rằng là cùng Nho Gia Thánh Nhân một cái cấp độ tồn tại. Lúc trước nàng thủ đoạn, hoàn toàn chính xác khiến người vô pháp tưởng tượng. Sáng tạo so hủy diệt càng khó khăn. Có được sáng tạo hằng tinh, hành tinh thủ đoạn thiên đế, quả thực chính là trong truyền thuyết thần minh. Ngay từ đầu, ta muốn cùng Tống tiền bối liên thủ, giải quyết tiểu thế giới này. Ta biết, Tống tiền bối người có một loại thủ đoạn. Có thể đem trong thế giới này thâm căn cố đế thiên đế ấn ký cùng thiên đình chi đạo xóa bỏ. Ta cần ngươi loại thủ đoạn này ủng hộ, thiên đế nói. Ngay từ đầu, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, về sau phát sinh biến hóa. Phát sinh một ít biến hóa, nhưng với ta mà nói là chuyện tốt, thiên đế chậm rãi nói, trong thế giới này hằng tinh. Nó ngã bệnh, bị truyền nhiễm bạo tạc tính chất virus. Mà này virus đẳng cấp chi cao, làm ta đều cảm giác được sợ hãi. Đây là một loại nhằm vào hiện thế chư thiên vạn giới hằng tinh virus. Tại phát hiện mặt trời bên trong bệnh độc về sau, ta liền thử qua đối mặt trời nhỏ tiến hành tịnh hóa, nhưng không thành công. Loại này nhằm vào hiện thế chư thiên vạn giới hằng tinh mà ra đời bệnh độc, phi thường ngoan cố, phổ thông thủ đoạn đối với nó không có cái gì hiệu quả. Ta còn ý đồ thông qua dịch chuyển không gian phương thức, đem hắn cắt chém ra ngoài. Nhưng nó miễn dịch không gian thủ đoạn, thiên đế tiên tử dành thời gian. Trước khi chết thật nhanh hướng Tống Thư Hàng giải thích. Bất quá, bởi vì thời gian có hạn, ta không có tiến hành nhiều nếm thử. Sở dĩ, ta không xác định còn có hay không thủ đoạn khác đưa chúng nó tịnh hóa. Ta lập tức liền muốn đi tử vong quốc độ, hiện thế đến cùng có thể hay không hủy diệt, ta tạm thời sẽ không quá mức để ý. Nhưng Tống tiền bối ngươi nhưng phải lưu ý loại này hủy diệt hằng tinh bệnh độc, dù sao ngươi còn muốn hảo hảo sống sót đát. Thiên đế tiên tử nói. Tống Thư Hàng, hủy diệt hằng tinh bệnh độc, mà lại là liền thiên đế đều không thể khu trừ ngoan cố bệnh độc. Tống Thư Hàng bộ mặt cứng ngắc, trong lòng của hắn nổi lên một cái không ổn suy nghĩ. Mặt khác, ta thậm chí không biết mình tiểu thế giới bên trong mặt trời, là lúc nào cảm nhiễm lên loại vi khuẩn này. Từ viễn cổ thời đại trở đi, chỗ này tiểu thế giới liền ở vào phong bế trạng thái, chưa bao giờ đối bên ngoài mở ra sở dĩ. Ta hoài nghi rất có thể là ta vẫn lạc trong đoạn thời gian đó, tiểu thế giới bên trong mặt trời phát sinh biến hóa. Thiên đế tiên tử tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, nói cách khác, bệnh độc truyền nhiễm bộc phát thời gian, là tại viễn cổ thời đại thiên đình sau khi ngã xuống, cho tới bây giờ. Không sai, thiên đế tiên tử nói, mà khoảng thời gian này, cũng chính là tiền nhiễm thiên đạo bắt đầu dần dần biến suy yếu, trạng thái bắt đầu cơ giới hóa giai đoạn, là cái rất đặc thù đoạn thời gian. Tống Thư Hàng nhíu mày, nếu thật như thế, loại vi khuẩn này rất có thể là có người trong bóng tối đưa lên. Mà lại đưa lên thời điểm, cố ý tránh ra thiên đạo ảnh hưởng.
Đương nhiên, cái này nói không chừng là một tin tức tốt. Từ khía cạnh chứng minh, loại vi khuẩn này sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng. Nói không chừng chỉ muốn chứng đạo bất hủ về sau, một cái ý niệm trong đầu đảo qua đi, liền có thể đem chư thiên vạn giới tất cả hằng tinh bệnh độc toàn bộ nhổ. Thiên đế tiên tử duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng bả vai, cổ vũ, Tống tiền bối. Tống Thư Hàng. Không nói nhiều, kế tiếp là ta dài rằng giặc nhân sinh hướng đi trung điểm thời gian. Thiên đế tiên tử xoay người lại, mặt hướng cái kia bạo tạc mặt trời nhỏ, cùng sụp đổ thế giới. Sốt cục, nàng muốn chết, mà lại rất có thể liền thi thể cũng sẽ không lưu lại, muốn thịt nát xương tan. Sở dĩ, liền đại mộ đều không cần chuẩn bị. Tại xoay người về sau, thiên đế tiên tử nhẹ nhàng nắm vuốt cằm của mình vừa rồi, nàng hướng Tống Thư Hàng nhấc lên hủy diệt hằng tinh bệnh độc lúc, Tống Thư Hàng sắc mặt biến phi thường phức tạp. Thông qua đọc mặt thuật đều không thể đọc đến trong nháy mắt đó Tống Thư Hàng nội tâm. Nhưng là có thể khẳng định, đối với hủy diệt hằng tinh bệnh độc, Tống Thư Hàng tựa hồ biết một số nội tình. Mà để Tống Thư Hàng nội tâm phức tạp đến bộ mặt kẹt bình phong nội tình, khẳng định không phải tin tức tốt gì. Hiện tại Tống tiền bối, đã là cái hợp cách đại tiền bối. Thiên đế tiên tử thầm nghĩ trong lòng, chỉ ít hiện tại bá Tống biết rất nhiều tin tức. Mà lại những tin tức này là nàng đều không có cách nào đi lấy được. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, chỉ là từ Tống Thư Hàng bằng hữu vòng liền có thể nhìn ra, Tống Thư Hàng trao đổi đạo hữu hạn mức cao nhất phi thường cao. Cửu U Chúa Tể, tiền nhiệm Cửu U Chúa Tể, đứng đầu nhất trường sinh giả, một cái khác vị diện đặc thù thiên đạo cá thể vân vân. Chỉ muốn hảo hữu đẳng cấp đủ cường đại, cho dù ở ngày thường nói chuyện phiếm bên trong, đều có thể để lộ ra rất nhiều làm cho người khiếp sợ tin tức. Nắm giữ tất cả tin tức người, liền có thể nắm giữ thắng lợi. Đúng rồi, Tống tiền bối. Nếu như một hồi, ta chết không đủ triệt để, tỷ như nguyên thần còn không có triệt để nát bấy lời nói, còn mời Tống tiền bối ngươi vì ta bổ sung một kích cuối cùng. Thiên đế tiên tử đột nhiên lại truyền âm nói. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, người muốn chân chính thần hình câu diệt. Nếu như muốn phục sinh lời nói, ít nhất phải lưu một chút xíu nguyên thần loại hình, tốt cho tàn lại cháy a. Nếu như ngay cả nguyên thần cũng đều triệt để vỡ nát, muốn làm sao phục sinh? Tóm lại, mời Tống tiền bối ngươi đến lúc đó tuyệt đối không nên lưu tình. Nếu như nhìn thấy nguyên thần của ta còn không triệt để tiêu vong, liền cho ta hung hăng bổ sung một kích chí mạng đi. Thiên đế tiên tử phóng khoáng nói. Tống Thư Hàng. Mặc dù không biết thiên đế tiên tử rốt cuộc muốn làm sao phục sinh, nàng nhìn qua rất có lòng tin bộ dáng. Cái kia. Mình tại cuối cùng muốn hay không cho nàng lưu niềm vui bất ngờ, tỉ như tại đánh nát nàng nguyên thần thời điểm, sử dụng bí pháp, đưa nàng nguyên thần cắt thành càng lớn mảnh vỡ. Sau đó, lặng lẽ cho nàng lưu một khối nhỏ mảnh vỡ lấy. Tống tiền bối đừng làm rộn, mà lại, ta sẽ cho ngươi thù lao. Thiên đế tiên tử nhếch miệng lên nói, linh thạch, vô cùng nhiều linh thạch, cam đoan là tống tiền bối ngươi cả một đời đều không có thấy qua số lượng. Ta cả một đời cũng không có gặp qua quá nhiều linh thạch, mặt khác, nếu như ta đem nguyên thần của ngươi toàn bộ vỡ vụn, ta muốn làm sao tiếp thu linh thạch. Tống Thư Hàng nói, chỉ muốn tống tiền bối ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền sẽ có thủ đoạn đem linh thạch ẩn thân địa điểm thuật lại cho ngươi. Mặt khác, tại triệt để đánh nát nguyên thần của ta thời điểm, tống tiền bối ngươi có thể tinh tế thể nghiệm cả cái quá trình. Nhìn thấy ta mỹ mạo nguyên thần tại trong tay của ngươi triệt để vỡ nát, đem mỹ hảo sự vật triệt để phá hủy lúc. Nhất định có thể thỏa mãn tống tiền bối ngươi sâu trong nội tâm bạo lực cảm xúc. Thiên đế tiên tử nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng. Nhớ kỹ, tại vỡ nát nguyên thần của ta thời điểm, tại triệt để đem hắn toàn bộ nát bấy thời điểm, muốn tinh tế thể nghiệm. Ngươi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, thiên đế tiên tử nói. Dứt lời, nàng duỗi nhẹ tay nhẹ đẩy, đem Tống Thư Hàng đẩy vào đến thiên đình hình chiếu bên trong. Càng xa xôi mặt trời nhỏ bên trong. Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân bắt đầu tiến vào độ kiếp hình thức, chống lên một cái thiên kiếp thế giới. Thiên kiếp không gian ở thời điểm này, ngược lại thành một loại bảo mệnh biện pháp bất quá Tống Thư Hàng bản thể, nhưng không có bị kéo vào đến thiên kiếp không gian bên trong đi, bản thể của hắn đã bị phán định vì độ kiếp kết thúc trạng thái. Thiên đế tiên tử thân hình đón lấy cái kia bạo tạc mặt trời, nàng không có đi chống cự, mà là muốn mượn lấy cái này lực lượng hủy diệt thế giới, đem thân tự cũng triệt để hủy đi. Đợi đã, thiên đế tiên tử, thân thể của ngươi vẫn là vũ nhu tử linh quỷ, chỉ ít trước đem vũ nhu tử linh quỷ phóng xuất ra a. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến việc này,
lên tiếng kêu lên. Linh quỷ cùng bản thể là một thể. Thiên đế hiện tại oanh liệt chịu chết, mang theo vũ nhu tử linh quỷ cùng một chỗ. Nếu như vũ nhu tử linh quỷ chết mất, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hiện thế vũ nhu tử. Mặc dù sẽ không tổn thương đến vũ nhu tử tính mệnh, nhưng linh quỷ tử vong cái chủng loại kia thống khổ, sẽ chia sẻ cho bản thể. Loại này nồi, Tống Thư Hàng liền đã từng bị qua một lần, ký ức khắc sâu. Trễ đát, Tống tiền bối, thiên đế tiên tử thanh âm xa xa truyền đến. Nàng căn bản cũng không có muốn trả vũ nhu tử linh quỷ dự định. Tống Thư Hàng phát hiện, cái này chư thiên vạn giới đại lão nhóm đều có mượn linh quỷ liền không trả tật xấu. Mà lại liền xáo lộ cũng như ra một đường. Đầu tiên là cưỡng ép mượn đi linh quỷ, sau đó đem mượn đi linh quỷ cùng bản thể ở giữa cảm ứng cho chặt đứt, lại nói tiếp chính là mượn linh quỷ thân thể khắp nơi đi lãng. Cuối cùng thời điểm chết, còn muốn mang theo linh quỷ cùng một chỗ chôn cùng, căn bản liền không có muốn trả linh quỷ dự định. Lúc này, thiên đế tiên tử đã dấn thân vào với thế giới tận thế bên trong. Cái kia hủy diệt hằng tinh tai nạn, quét sạch cả cái tiểu thế giới vị diện. Đặc biệt là dấu ở trong bạo tạc bệnh độc, càng là tràn ngập hủy diệt pháp tắc lực lượng. Đó là triệt triệt để lực lượng hủy diệt, tại thiên đế tính toán bên dưới, cái này hủy diệt lực lượng liền nàng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, đủ để đưa nàng cùng toàn bộ thế giới triệt để xé nát. Còn nữa, thiên đế tiên tử đã đem thủ hộ thủ đoạn, đều dùng đến bảo hộ ở hậu phương Tống Thư Hàng. Nàng lúc này, thản đãng đã nghênh đón tử vong. Dưới tình huống như vậy, Tống Thư Hàng căn bản là không có cách từ thiên đế tiên tử trong tay mang về vũ nhu tử linh quỷ. Tiên tử yên lặng nhìn qua thiên đế tiên tử bóng lưng, trong lòng suy đoán nàng không chịu trả lại vũ nhu tử linh quỷ nguyên nhân. Có phải hay không là thiên đế tại vũ nhu tử linh quỷ bên trong, lưu lại thủ đoạn gì, dùng để tiến vào chết không thể chết lại trạng thái. Gặp không cách nào muốn về vũ nhu tử linh quỷ về sau, Tống Thư Hàng liền trước tiên thông qua tu chân thiên phú nói chuyện phiếm công năng. Liên hệ vũ nhu tử bản thể, vũ nhu tử, cắn chặt răng, chuẩn bị nghênh đón thống khổ trùng kích. Dù sao không phải mỗi người đều giống như hắn, có được cường đại thống khổ sự nhẫn nại. Có chuẩn bị về sau, thống khổ lực trùng kích cũng có thể nhỏ một chút. Đối diện, vũ nhu tử trước tiên hồi phục tin tức, a, à, Tống tiền bối người biết ta tại đối mặt mộng giới mặt trời nhỏ sóng nhiệt. Bất quá người yên tâm đi, Tống tiền bối. Điểm ấy mặt trời sóng nhiệt. Ta còn chịu nổi, mà lại, có tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cùng quy tiền bối bảo hộ lấy ta. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, sóng nhiệt. Vũ nhu tử đồng dạng kịp phản ứng, chẳng lẽ Tống tiền bối nói cho đúng là chuyện khác? Hừm, ngươi linh quỷ muốn nổ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón linh quỷ bạo thể sau tử vong trùng kích. Tống Thư Hàng nhanh chóng nói bổ sung. Lại nói, vũ nhu tử tại mộng giới chơi mặt trời nhỏ. Luôn cảm giác hôm nay làm sao luôn cùng mặt trời đòn khiêng lên, thiên kiếp là mặt trời, thiên đế phát nổ mặt trời, vũ nhu tử nơi đó lại tại tìm mặt trời nhỏ chơi đùa. Ta linh quỷ muốn nổ. Vũ nhu tử một mặt mộng bức, Tống tiền bối, đó là ta thật vất vả khế ước bên dưới linh quỷ a. Mà lại, ta thật vất vả khế ước linh quỷ về sau, còn không dùng nàng mở treo tu luyện mấy tháng, nàng liền bị mượn đi. Ta cũng thế, Tống Thư Hàng bi thương nói. Hắn cũng là thật vất vả khế ước linh quỷ, còn không hưởng thụ linh quỷ mang tới phúc lợi, linh quỷ liền bị cưỡng ép mượn đi, cuối cùng còn bị chơi sập. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Tống Thư Hàng liền trận trận thương cảm. Đối diện vũ nhu tử trầm mặc một lát, phát tin tức nói, hừm, Tống tiền bối không khóc. Hèn hát, chúng ta lẫn nhau cùng nỗ lực. Tạ ơn, Tống Thư Hàng trả lời. Không khách khí, Tống tiền bối. Vũ nhu tử nói. Đối thoại kết thúc. Tống Thư Hàng gãi đầu một cái, rõ ràng là hắn chuẩn bị an ủi vũ nhu tử tới, làm sao cuối cùng đột nhiên biến thành vũ nhu tử an ủi hắn. Cái này lời thoại đến cùng là thế nào triển khai? Bất quá được rồi, mục tiêu đạt đến liền tốt, chí ít đem linh quỷ muốn nổ tin tức, truyền cho vũ nhu tử. Sau đó, Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu, nhìn về phía vị diện tận thế bên trong thiên đế tiên tử. Hủy diệt lực lượng đã cuốn tới thiên đế bên người, đưa nàng thôn phệ. Tại cái này phá hủy cả cái vị diện thế giới lực lượng trước mặt, một cái tiểu cá thể thật sự là quá mức nhỏ bé đến liền vi khuẩn cũng không bằng. Đây là làm người tuyệt vọng tràng diện. Mà liền tại cái này không cách nào hình dung hủy diệt bên trong, thiên đế tiên tử còn có thời gian chỉnh lý bản thân dung nhan.
tại sinh mệnh sau cùng mấy cái giây lát bên trong. Thiên đế tiên tử nhanh chóng đem mái tóc dài của mình chải vuốt đâm thành đuôi ngựa, sau đó lại lấy ra không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành đồ trang điểm, cho mình bên trên phấn, họa mi, bôi son, lại nhấp bên trên đẹp mắt son màu đỏ. Son cụ thể là loại kia màu đỏ sắc hào, Tống Thư Hàng không phân biệt được, chẳng qua là cảm thấy, cái này sắc hào bôi tại thiên đế. Nói đúng ra là bôi tại vũ nhu tử linh quỷ trên môi, đó là cực kỳ đẹp đẽ, cực phối sắc thái. Một bộ phức tạp trang điểm quá trình, trong ngày thường chỉ ít cần cả tiếng thời gian dày vò, mà bây giờ, toàn bộ bị thiên đế áp xúc đến ngắn ngủi trong nháy mắt. Thời gian đại đạo, bị thiên đế tiên tử dùng tại sinh hoạt mỗi một chi tiết nhỏ. Tống Thư Hàng thậm chí hoài nghi, thiên đế tiên tử tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, mặc dù có thể toàn bộ hành trình bảo trì xinh đẹp tư thái, PK kiểu tóc cũng không loạn, rất có thể là tại cùng người chiến đấu trên đường, bớt thời gian sử dụng thời gian chi lực, bổ trang. Oanh! Nương cái kia tiếng nổ tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai lúc, cái kia hủy diệt lực lượng lại đã sớm từ trên người hắn nghiền ép lên đi, thậm chí đã nghiền ép đến vô số bên trong bên ngoài tiểu thế giới hành tinh. Tiểu thế giới hành tinh, trực tiếp liền bị uy lực nổ tung triệt để thôn phệ, cả cái tinh thể tan rã. Hình tượng này, so nhìn 4D phim muốn kích thích nhiều. Bao vây lấy Tống Thư Hàng viễn cổ thiên đình hư ảnh dây lát liền bị ép bạo, so giấy còn muốn yếu ớt. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức choáng váng mấy tức thời gian. Vọng thiên, ta sẽ không chết a. Nương Tống Thư Hàng trong đầu quanh quẩn lên cái ý thức này lúc, ánh mắt thoáng khôi phục. Hắn mở to mắt, phát hiện tại mình còn sống. Lúc này, hắn tình trạng phi thường quỷ dị, ở vào hiện thế cùng thiên kiếp thế giới ở giữa. Chính là độ bát phẩm huyền thánh kiếp lúc, đang bị kéo vào đến thiên kiếp thế giới một khắc này hư ảo trạng thái. Thân thể mặc dù còn tại hiện thế bên trong, nhưng hiện thế bên trong công kích đã không cách nào xúc phạm tới hắn. Hiển nhiên, đây là thiên đế tiên tử đã sớm an bài tốt thủ đoạn. Sắt thép hóa thân độ thiên kiếp, tiến vào thiên kiếp không gian, vì chính là giờ khắc này, để Tống Thư Hàng duy trì tại loại trạng thái kỳ diệu này. Nhưng cho dù là loại này quy tắc cấp trạng thái đặc thù, Tống Thư Hàng ý thức vẫn như cũ chịu đến trong bạo tạc ẩn núp bệnh độc hủy diệt pháp tắc ảnh hưởng, choáng váng mấy tức. Lúc này, thiên đế tiên tử lưu tại bên cạnh hắn 1000 loại phòng ngự thủ đoạn, lúc này bị phá hủy hầu như không còn. Mà tại Tống Thư Hàng tỉnh táo lại giây lát, cái kia ẩn núp bệnh độc lực lượng, vẫn như cũ không buông tha. Bọn chúng không nhìn Tống Thư Hàng hư ảo trạng thái, cuốn tới. Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm ứng được cái kia bệnh độc tồn tại lúc này cái này bệnh độc lan tràn tới cả cái tiểu thế giới, Tống Thư Hàng mới có thể ẩn ẩn cảm ứng được đối phương. Là thuần năng lượng thể. Này virus cũng không phải là thực chất vật thể, mà là năng lượng thể cấu tạo. Nếu là năng lượng thể, vậy liền biến thành ta bá tống hình dạng đi. Tống Thư Hàng không chút do dự thi triển bá thần trụ bí pháp, bá thần trụ số 2 hình thái, ngưng tụ mới hệ liệt, bệnh độc trụ. Bí pháp lực lượng quấn lên những cái kia thuần năng lượng thể bệnh độc, quấn lấy một bộ phận, bắt đầu ngưng tụ. Năng lượng thể hằng tinh bạo tạc bệnh độc bị bá thần trụ bí pháp cuốn lấy, nhanh chóng xoay tròn. Đang xoay tròn quá trình bên trong dần dần hướng hình trụ hình thái chuyển hóa, biến thành trụ hình. Có thể thực hiện, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ muốn cái này hằng tinh bạo tạc bệnh độc có thể bị chế tác thành bá thần trụ, cũng không có cái gì có thể sợ hãi. Thậm chí, chỉ muốn cho hắn đầy đủ thời gian, hôm nay hắn có thể thu lấy được vô số bá thần trụ. Bệnh độc trụ, tràn ngập cả cái tiểu thế giới hằng tinh bạo tạc bệnh độc nguyên vật liệu là như vậy phong phú, còn tại không ngừng mọc thêm. Chỉ muốn Tống Thư Hàng có tinh lực, những thứ này hằng tinh bạo tạc bệnh độc đơn giản lấy không hết. Mà lại, bệnh độc trụ đẳng cấp cũng không thấp, quy ra xuống tới, chí ít cũng là kiếp tiên trụ đẳng cấp. Chỉ muốn ngưng tụ ra vạn cái phía trên bệnh độc trụ, thế giới đều muốn ở dưới tay ta run rẩy. Tống Thư Hàng không khỏi lộ ra nhân vật phản diện thiếu dung tâm tình của hắn lại bởi vì cửu u chúa tể quyền hạn nguyên nhân, bắt đầu bành trướng. Tiên tử! Lại đến Tống! Cách mỗi nửa giờ nội tâm bành trướng một lần, Thư Hàng thời gian sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một vạn cây kiếp tiên trụ cấp bệnh độc trụ, một hơi ép xuống đi lời nói, ai chống đỡ được a? Đồng thời, cái này lấp đầy thế giới bệnh độc nguyên vật liệu, đừng nói là một vạn cây, coi như chế tác mười mấy ức cây đều dư xài. Nếu như Tống Thư Hàng nguyện ý đầu nhập tinh lực cùng thời gian, hắn thậm chí có thể ngưng tụ ra đầy đủ bệnh độc trụ,
đưa chúng nó cắm đầy cả cái địa cầu, vì địa cầu mụ mụ châm cứu. Nghĩ đến cái này hình ảnh, tiên tử không khỏi dùng mình một cái, nàng công là công đức chi lực hóa thân, trong đầu sao có thể cân nhắc bạo lực như vậy hình ảnh. Một bước cuối cùng, đúc trụ, Tống Thư Hàng tay kết đạo ấn, khẽ quát một tiếng. Hoa! Bá thần trụ bí pháp xoay tròn, năng lượng dần dần tán đi, cái thứ nhất bệnh độc trụ sắp diện thế. Hai hơi về sau, một cây màu đen nhánh chạch, tràn đầy hủy diệt pháp tắc cây cột xuất hiện tại Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân trước mắt. Căn này cây cột, từ bề ngoài nhìn lại, so Hà Chỉ Ma Đế ma thần trụ còn muốn tà ác hơn mấy phần, cái này cây cột thuần túy là vì phá hư cùng hủy diệt mà tồn tại. Thành công, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Công đức xà mỹ nhân có chút dừng lại, nàng chú ý tới Tống Thư Hàng câu nói này, là dùng giọng nghi vấn. Làm người thi pháp Thư Hàng bản thân vậy mà đều không xác định cái này bá thần trụ bí pháp có thành công hay không. Thùng thùng, đang khi nói chuyện, trước mắt căn này bạo lực bệnh độc trụ lay động kịch liệt lên. Tống Thư Hàng cau mày cũng chỉ tại trước ngực, tiếp tục thi triển bá thần trụ bí pháp, khống chế thân trụ ổn định. Nhưng bệnh độc trụ căn bản không nhận hắn khống chế. Tại kịch liệt lay động bên trong, ẩn chứa tại hắn nội bộ hủy diệt pháp tắc như núi lửa một dạng bạo phát đi ra. Cái này pháp tắc là cực đoan hủy diệt, bạo tạc chính là ý nghĩa tồn tại của nó. Hằng tinh bạo tạc bệnh độc căn bản là không có cách bị ổn định thành trụ, nó trời sinh thuộc tính tự cùng ổn định hai chữ cách biệt. Một lát sau, thật vất vả ngưng tụ thành cây cột, lại một lần nữa nổ tung. Bạo tạc sóng xung kích hướng phía Tống Thư Hàng vào tới tại hủy diệt pháp tắc tác dụng dưới. Hắn có thể trực tiếp xúc phạm tới hư ảo trạng thái bên dưới Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân đã sớm chuẩn bị, nàng duy trì vũ trang công đức nữ đế hình thái, duỗi tay đem Trung Yên Thánh kiếm cắm vào tấm chắn nội bộ. Điều khắc vĩnh bất hãm lạc thánh thành tấm chắn, hóa thành Trung Yên Thánh kiếm vỏ kiếm. Công đức xà mỹ nhân hai tay cầm cái này kiếm thuẫn, đem mình và Tống Thư Hàng một mực bảo vệ. Kiếm thuẫn hợp nhất về sau. Cứ nhiên trực tiếp liền đem bệnh độc trụ uy lực nổ tung đều ngăn lại, kiếm thuẫn sau Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân, lông tóc không tổn hao gì. Thất bại, Tống Thư Hàng thở dài, hắn bành trướng nội tâm, bị vô tình hiện thực cương châm chọc lấy một châm người bành trướng, liền sẽ bị hiện thực đâm cho thoát hơi. Không muốn nhụt chí, thất bại chỉ là nhất thời. Chúng ta có thể một lần nữa định một mục tiêu, cho mình một cái cao không hợp thói thường mục tiêu, dạng này, cho dù là thất bại. Cũng tại người khác thành công phía trên. Tiên tử nắm lấy cơ hội, cho Tống Thư Hàng mãnh liệt quán tâm linh độc canh gà. Hừm, lời này là 1m59 cự nhân Napoleon nói. Tống Thư Hàng tiếp lời nói, ngoại trừ ta cũng giống vậy bên ngoài, hắn rốt cuộc tìm được thuộc về mình lời kịch sinh tồn chi đạo. Tiên tử, nàng đã tại cùng một cái đối thoại hình thức bên dưới, bị Tống Thư Hàng cướp đi 2 điểm. Nhưng quá tam ba bận, bá Tống đã không có lần sau. Nàng dùng hai cái trình cầu đàn đầu thề. Sinh vật có trí khôn chính là muốn không ngừng học tập, sống đến già học đến già, từ trong thất bại hấp thụ giáo huấn, hết thảy vì lần tiếp theo thành công. Kiếm thuẫn ngoại bộ, bệnh độc trụ bạo tạc trùng kích, như là sóng biển một dạng, từng đợt nối tiếp nhau trùng kích công đức xà mỹ nhân kiếm thuẫn. Tống Thư Hàng yên lặng chằm chằm vào hằng tinh bạo tạc bệnh độc năng lượng, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Bệnh độc năng lượng không cách nào bị triệt để tạo nên vì bá thần trụ, ngoại trừ hắn tự thân hủy diệt không ổn định thuộc tính bên ngoài, tựa hồ còn có một nguyên nhân khác. Tống Thư Hàng tinh tế nhớ lại bản thân đúc trụ cùng trụ bạo chi tiết, mơ hồ từ đó cảm ứng được mùi vị quen thuộc. Bất hủ, hoặc là nói, là ngụy bất hủ thuộc tính lực lượng. Hắn lên tiếng nói. Công đức xà mỹ nhân lệch ra qua đầu, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Công đức tiên tử. Chúng ta có biện pháp nào không tìm tới ban sơ dấu ở hằng tinh nội bộ bệnh độc nguyên thể? Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi. Hiện tại tràn ngập toàn bộ thế giới hằng tinh bạo tạc bệnh độc đều là mọc thêm khuếch tán ra tới. Nếu như có thể tìm tới ban sơ bệnh độc, liền có thể xác minh suy đoán của hắn. Công đức xà mỹ nhân lắc đầu, nàng và Tống Thư Hàng thoáng qua một cái lúc đến, hằng tinh liền phát nổ, đi nơi nào tự chuốc lấy phiền phức độc năng lượng nguyên thể đi. Nàng thậm chí ngay cả bệnh độc nguyên thân dài dạng gì cũng không biết. Sau đó, chúng ta ở chỗ này lưu cái tọa độ, chờ bạch tiền bối sau khi tỉnh lại, liền mang bạch tiền bối tới nghiên cứu một chút. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn ẩn ẩn cảm giác đến, những thứ này hằng tinh bạo tạc bệnh độc lại là bạch tiền bối cần chú ý đồ vật,
Đây là một loại trực giác bén nhạy, có thể là bởi vì hắn lúc này trong tay trái, hình chiếu lấy ấu bạch nguyên thần tại dẫn dắt đến hắn. Công đức xà mỹ nhân nghiêm túc gật đầu, nàng đồng dạng phát giác tình thế này tầm quan trọng. Đúng rồi, thiên đế đâu? Triệt để thần hình câu diệt sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Công đức xà mỹ nhân lắc đầu, nàng cũng không có phát hiện thiên đế. Tống Thư Hàng. Thiên đế tiên tử cứ như vậy xong. Cái kia, đã nói xong chôn giấu linh thạch bảo tàng sở tại đâu? Tống Thư Hàng cũng không cầu giống bạch tiền bối như thế có được nguyên một khỏa linh thạch tạo thành hành tinh, chỉ cầu có cái mặt trăng như vậy lớn linh thạch bảo khố liền tốt ra. Tống tiền bối, nhanh, mau ra tay. Đang lúc này, thiên đế tiên tử hư nhược thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Tại cái này hủy diệt thế giới trong tai nạn, từ bỏ phòng ngự thiên đế tiên tử lại còn sống. Ngươi ở đâu? Tống Thư Hàng nói. Ngươi để cho ta ra tay giúp ngươi giải thoát, ít nhất cũng phải để cho ta biết ngươi ở đâu mới được a. Ngay phía trước, Tống tiền bối ngươi hướng phía ngay phía trước công kích. Thiên đế tiên tử kêu lên. Nguyên thần liệt giải chân kinh, Tống Thư Hàng không chút do dự thi triển ra hắn một cái duy nhất nhằm vào nguyên thần bí pháp. Một loạt phù văn tại Tống Thư Hàng dưới bàn tay hiển hiện, hóa thành nguyên thần liệt giải chân kinh, hướng về ngay phía trước đánh tới. Đây là chuyên môn vì Tống Thư Hàng ma cải bí pháp, sở dĩ hắn thi triển ra lúc vừa lòng đẹp ý, tương lai nói không chừng còn có thể cùng trường tâm lôi một dạng, diễn hóa xuất rất nhiều biến hóa. Mà tại hắn xuất thủ đồng thời, công đức xà mỹ nhân triệt hồi kiếm thuẫn phòng ngự, miễn cho cản trở Tống Thư Hàng bí thuật phát huy. Mặt khác, công đức xà mỹ nhân hai tay cầm kiếm, huy động tấm chắn cự kiếm, chém về phía trước. Dùng một kích này, vì Tống Thư Hàng nguyên thần liệt giải chân kinh mở đường. Thuẫn kiếm phách chạm mà xuống, trước người bệnh độc năng lượng bị tạm thời bổ ra. Thần bí thiên đế nguyên thần, cũng rốt cục hiển lộ tại Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân trước mặt. Đầu tiên đập vào mi mắt là lớp kín từ thủy tinh đúc thành to lớn tường thành. Tại cái này thủy tinh trong vách tường bộ, lại mơ hồ hiện lên một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Đây chính là thiên đế nguyên thần. Đồng dạng là nguyên thần, thiên đế nguyên thần đăng tràng tự mang đặc hiệu. Tường thủy tinh cũng là nàng nguyên thần tạo thành một bộ phận, nói đúng ra là nàng nguyên thần một loại nào đó phụ thuộc vật, là nguyên thần tự động hộ thể một loại thủ đoạn. Tự cùng tu sĩ hộ thể linh khí là tương tự khái niệm. Lúc này, tường thủy tinh bên trên tràn đầy vết rách, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Bên trong tường thiên đế nguyên thần, cũng ở vào sắp gặp tử vong trạng thái, chỉ còn một hơi tại. A, à, công đức xà mỹ nhân nhìn qua thiên đế nguyên thần, khẽ gọi một tiếng thiên đế nguyên thần, cũng là nữ tính hình thái. Nhưng cái này cũng không hề là công đức xà mỹ nhân kinh ngạc nguyên nhân. Làm tiên tử kinh ngạc chính là, tường thủy tinh bên trong cái này mảnh khảnh thân ảnh, mơ hồ cùng trình cầu đản có hai điểm tương tự. Mặt khác, có thể là vũ nhu tử linh quỷ ảnh hưởng, thiên đế nguyên thần bề ngoài tại hướng vũ nhu tử dựa sát vào liền nguyên thần cũng thay đổi thành vũ nhu tử bộ dáng. Nguyên thần liệt giải chân kinh thuận lợi đánh vào trên vách tường kiếng. To lớn tường thủy tinh, đụng một cái tức nát. Bí pháp uy lực thấu tường mà qua, khắc ở thiên đế tiên tử nguyên thần phía trên. Thiên đế tiên tử mở ra lại tí, thản nhiên nghênh đón một chiêu này nguyên thần liệt giải chân kinh bí thuật. Nếu là sắp chết nguyên thần trạng thái, nàng dung nhan vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người. Tóc dài bị cuộn tại đỉnh đầu, thuộc về thiên đế bình thiên quan đem tóc dài thúc trụ. Hoa lệ viễn cổ thời đại kiểu dáng bảo phục, choàng tại nàng nguyên thần trên thân, khắp nơi lộ ra ung dung hoa quý. Mặc dù nàng lúc này bộ dáng cải biến rất lớn, nhưng là... Bất kể là ai, mặc kệ có biết hay không viễn cổ thiên đình thiên đế, chỉ muốn vừa nhìn thấy hiện tại thiên đế tiên tử, trong lòng liền có thể sinh ra một loại minh ngộ. Cái này, đây là viễn cổ thiên đình thiên đế. Là tại Nho Gia Thánh Nhân về sau, một cái khác vị trấn áp chư thiên vạn giới thiên kiêu. Là viễn cổ thời đại đến nay, một vị duy nhất cùng Nho Gia Thánh Nhân đánh đồng đặc thù tồn tại. Loại hiệu quả này, là thực lực đạt tới cực hạn về sau, sáng tạo ra độc thuộc về mình văn tự, để chư thiên vạn giới đều lưu lại dấu vết của nàng lạc ấn, từ đó đạt tới cùng loại thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả. Đặc biệt là tại thời khắc này, tại thiên đế nguyên thần, sắp bị triệt để nát bấy một khắc, phía sau của nàng, mơ hồ trong đó có từng mai thâm ảo đế văn. Như ẩn như hiện, hư ảo phảng phất tùy thời muốn tiêu tán. Nho văn cùng đế văn, là thánh nhân cùng thiên đế thân phận tượng trưng.
Những thứ này đế văn lấy loại này bi thương phương thức hiển hiện, chính đại biểu cho thiên đế triệt để tiêu vong. Hoa! Nguyên thần liệt giải chân kinh rơi vào thiên đế yếu ớt nguyên thần bên trên, đưa nàng sắp chết nguyên thần triệt để vỡ vụn. Tống tiền bối, linh thạch ngay tại, thiên đế sau cùng tiếng vang, có chút vang lên. Lần này thiên đế không có gạt người, nàng là thật muốn đem chôn giấu linh thạch bảo địa nói cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tập trung tinh thần, tinh tế lắng nghe. Ngay tại, thiên đế thanh âm giảng đến một nửa lúc, đột nhiên tạm ngừng. Tống Thư Hàng. Kẹp lấy, thiên đế thanh âm cuối cùng giảm đi, cùng nàng nguyên thần cùng một chỗ, theo gió tiêu tán. Sau lưng cái kia hư ảo đế văn, cũng lấy bi ai phương thức, hóa thành lưu quang. Đến tận đây, thiên đế thần hình câu diệt. Tống Thư Hàng cứng ngắc vươn bàn tay của mình, nói không ra lời ngươi ngược lại là đem linh thạch giấu địa phương nói ra a. Thép, sắt, hóa, thân, đang lúc Tống Thư Hàng từ bỏ hy vọng lúc, có một cái đã sớm thu tốt thanh âm, truyền vào đến trong tai của hắn. Linh thạch cất giấu nặc chỗ manh mối, ngay tại Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân phía trên. Một bên khác, hiện thế, Thái Dương hệ hỏa tinh vị trí. Mấy phút đồng hồ trước, Tống, béo cầu, Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau, một mặt lạnh lùng. Tại bên cạnh hắn, Trường Sinh Giả Nguyệt như hỏa duỗi tay đè tại trên đàn, nhưng không có động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn qua hư không bên trong một tôn lôi thú. Mặc dù ta thay thế bản thể khiêu chiến chư thiên vạn giới thời gian đã kết thúc, bất quá. Nếu người nào còn có ý nghĩ, cứ việc tới đánh với ta một trận. Tống béo cầu lạnh lùng nói. Trên người nó, thuộc về Tống Thư Hàng bảy cái đạo hào, bị bạch tiền bối thủ đoạn chiếu tới, lập lòe tỏa sáng. Những ngày này thời gian bên trong, đã có vượt qua 10 vị đạo hữu bại vào Tống huynh chi thủ, trong thời gian ngắn, tại không có nắm chắc đối phó người điều kiện tiên quyết. Chỉ sợ không ai sẽ đến hướng Tống huynh khiêu chiến. Trường Sinh Giả Nguyệt như hỏa duỗi tay vỗ đàn, mỉm cười nói. Bại vào bá Tống phân thân chi thủ, liền bá Tống bản thể đều không có gặp gỡ, đây đối với Trường Sinh Giả tới nói không thể nghi ngờ là cái cự đại đả kích. Hiện tại, phần lớn Trường Sinh Giả thà rằng bại vào bá Tống bản thể chi thủ, cũng không muốn tới khiêu chiến tôn này bá Tống phân thân. Thắng, đây chỉ là đối phương một tôn phân thân. Bại. Đây chỉ là đối phương một tôn phân thân. Sở dĩ hiện tại, có không ít Trường Sinh Giả có lẽ đã tại đánh định chủ ý, chờ lấy bá Tống chân thân xuất hiện, lại cầu một chiến. Trường Sinh Giả Nguyệt như hỏa thu hồi dài đàn, nói ra chư thiên vạn giới rất nhiều người tiếng lòng, hiện tại, Tống huynh tiếp tục tại hỏa tinh bên trên ngốc lấy, cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Ngày nay ta vẫn như cũ có thể cảm giác được chư thiên vạn giới có rất nhiều nói ánh mắt đang nhìn chăm chú hỏa tinh, nhưng người bản thể không xuất hiện. Bọn hắn cũng chỉ sẽ án binh bất động. Tống béo cầu. Như vậy Tống huynh, ta trước hết đi một bước, tương lai có thời gian, hy vọng có thể cùng ngươi bản thể nâng cốc ngôn hoan. Trường Sinh Giả Nguyệt như hỏa là cái cầm trở đi, bỏ được tính cách. Làm gì chờ ngày khác, Nguyệt như hỏa đạo hữu không chê, ta hôm nay liền dẫn ngươi đi gặp bản thể của ta. Vừa vặn, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, là thời điểm cùng bản thể báo cáo một chút tình huống. Tống béo cầu phóng khoáng đáp. Lúc này Tống béo cầu, một mực tại theo chư thiên vạn giới theo như đồn đại bá Tống tính cách, đến suy tính cũng diễn dịch hành động của mình phương thức. Hắn tại mô phỏng lấy trong truyền thuyết bá Tống hành vi, tranh thủ trở thành nhất thân mật phân thân. Tống béo cầu lời nói, lập tức hấp dẫn rất nhiều âm thầm chú ý hỏa tinh tình huống đại lão lực chú ý. Bá Tống bản thể, rốt cục muốn hiện thân sao? Hỏa tinh bên trên. Tống béo cầu thông qua một loại cùng bản thể ở giữa tối tăm cảm ứng, mơ hồ khóa chặt bản thể bá Tống vị trí. Truy khóa bản thể bá Tống vị trí, tựa hồ là nó một loại bản năng, đồng thời hắn một mực tại như vậy làm, phi thường thuần thục. Khóa chặt vị trí tốt về sau, Tống béo cầu đầu tiên là đẩy ra một mặt không gian tấm gương, thấu dùng loại phương thức này xuyên thấu qua tấm gương quan sát bản thể tình huống. Nếu như không biết đã quấy rầy đến bản thể lời nói. Hắn tái sử dụng không gian lực lượng, truyền tống đi qua. Không gian kính mở ra. Sau một khắc, có khí tức hủy diệt từ không gian kính bên trên truyền lại đi ra. Đó là thuần túy phá hư, hủy diệt pháp tắc, dù cho cách không gian kính, cũng làm cho chư thiên vạn giới bí mật quan sát đại lão chấn động trong lòng. Bá Tống bản thể, đến cùng tại đối mặt cái gì? Vì sao lại có khủng bố như vậy phá hư cùng hủy diệt pháp tắc? Sau một khắc. Không gian kính trên tấm hình, xuất hiện một mặt vách tường kiếng,
cùng trong đó chói mắt thân ảnh. Thiên đế, là viễn cổ thiên đình thiên đế. Hắn lại còn sống. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới chấn động. Vị này đã từng chấn áp một thế, cùng Nho Gia thánh nhân một cấp bậc tồn tại, lại còn sống. Đối với chư thiên vạn giới đại lão tới nói, tin tức này đơn giản như đạn hạt nhân một dạng, Vương Tạc. Âm thầm chú ý hỏa tinh tình huống đại lão bên trong, có rất nhiều là trải qua Nho Gia thánh nhân thời đại cùng thiên đế thời đại, cũng tiếp xúc qua viễn cổ thiên đình thiên đế. Thiên đế lúc này bộ dáng mặc dù cùng trong trí nhớ khác nhau rất lớn, nhưng trường sinh giả cấp bậc này, nhận thức thời điểm không đơn giản chỉ nhìn bề ngoài huống hồ, thiên đế cùng Nho Gia thánh nhân đều là phi thường đặc thù tồn tại, chỉ dùng nhìn một chút, bọn hắn lập tức liền có thể xác định thiên đình thiên đế thân phận. Tự viễn cổ thời đại, thiên đình sụp đổ, thiên đế mất tích về sau, chư thiên vạn giới tu luyện giả đều coi là thiên đế đã băng hà. Không nghĩ tới, lần này bất hủ cuộc chiến bên trong, thiên đế cư nhiên lại một lần nữa hiện thân. Thiên đế là một mực ẩn núp tại chỗ tối, là đang lẳng lặng chờ đợi thiên đạo tranh đoạt chiến mở ra ngày sau. Lấy thân phận của hắn, đã lần nữa hiện thân, vậy khẳng định là vì tranh đoạt lần này thiên đạo chi vị. Mà bá tống lại là giới này thiên đạo chi vị cường lực nhất tranh đoạt người. Thiên đế muốn chứng đạo, tất nhiên sẽ tìm tới bá tống. Bá tống cùng thiên đế ở giữa, sớm muộn sẽ có một chiến, chỉ là không nghĩ tới một trận chiến này tới lại nhanh như vậy. Vừa rồi tấm gương hình ảnh bên trong cái kia hủy diệt vạn vật pháp tắc, chẳng lẽ chính là bá tống cùng thiên đế đại chiến dự uy? Từ khi trước này ngày, bá tống bắt đầu động thủ ngưng tụ thuộc về mình bá văn hình thức ban đầu thời điểm, chư thiên vạn giới có rất nhiều tu luyện giả liền đem bá tống nâng lên, đem hắn coi là cùng Nho Gia thánh nhân, viễn cổ thiên đình thiên đế cùng một đẳng cấp tồn tại. Mà lúc này, chính là chứng minh bá tống có phải thật vậy hay không đạt đến cảnh giới này tốt nhất xác minh. Bá tống có thể chống đỡ được thiên đế sao? Tại thời khắc này, không có ai đi tưởng tượng bá tống có thể sẽ thắng ý nghĩ này. Dù cho bá tống đạt đến cùng Nho Gia thánh nhân, thiên đình thiên đế đồng dạng cảnh giới. Nhưng thiên đế từ viễn cổ thời đại liền đã vững vàng cảnh giới này, là thế gian người mạnh nhất một trong. Mà bá tống, tại năm nay mới chính thức tiếp xúc đến cảnh giới này biên giới, vừa mới bắt đầu ngưng tụ bá văn. Sở dĩ, chỉ muốn bá tống có thể chống cự ở thiên đế công kích, cư nhiên có thể ở một mức độ nào đó không rơi vào hạ phong, liền có thể chứng minh thật sự là hắn là cùng Nho Gia thánh nhân, thiên đình thiên đế một cảnh giới tồn tại. Trường sinh giả nhóm não hải suy nghĩ chuyển động thật nhanh, trong nháy mắt trong đầu của bọn họ liền có thể hiển hiện hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ. Mà liền tại âm thầm nhìn trộm trường sinh giả nhóm suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, không gian kính hình ảnh bên trong bá tống bí pháp, đã đánh phía thiên đế. Một chiêu nguyên thần bí pháp, tại bá tống huyền thánh trong tay trở nên gay gắt. Cho dù là cách không gian kính, chư thiên vạn giới đại lão nhóm cũng có thể nhận ra bá tống thi triển một chiêu này, là một loại phi thường phức tạp, uy lực đáng sợ nguyên thần bí pháp. Loại bí pháp này, trực chỉ nguyên thần của đối phương, chém ngược căn nguyên. Thi triển ra, cũng phi thường rườm rà. Nhưng là, loại này rườm rà phức tạp bí lúc, tại bá tống huyền thánh trong tay, lại hóa thành hơn 10 mai đơn giản phù văn, quét qua mà ra. Đại đạo chí giản. Bá tống huyền thánh đối đạo pháp nắm giữ cảnh giới, vậy mà như thế cao thâm. Âm thầm nhìn trộm trường sinh giả âm thầm suy tính, sau đó toàn bộ lắc đầu muốn đem phức tạp như vậy nguyên thần bí pháp, áp xúc đến hơn 10 mai phù văn trình độ, thực sự làm không được. Cái này hoàn toàn là siêu cương thao tác. Cũng chỉ có bá tống đẳng cấp này tồn tại, mới có thể đem kiến tạo vũ trụ chiến hạm tiên toa khó khăn bí pháp, áp xúc đến trẻ nhỏ xếp gỗ độ khó. Phanh! Trong lúc đang suy tư, không gian trong kính, bá tống nguyên thần bí pháp, trực tiếp oanh bạo thiên đế tường thủy tinh. Thiên đế tựa hồ căn bản không kịp làm ra chống cự, bị bá tống chiêu này bí pháp chính diện trực tiếp đánh trúng. Sau một khắc, tại chư thiên vạn giới tất cả trường sinh giả không dám tin ánh mắt bên trong. Thiên đế, sập, ung dung hoa quý thiên đế, thân hình bị vỡ nát, bắt đầu tiêu tán. Thiên đế không ngăn được bá tống một chiêu này, trực tiếp bị đánh nát. Mà sau lưng nàng, có một mảnh đế văn như ẩn như hiện, tản ra bi ai khí tức. Cuối cùng, liền đế văn cũng như bão cát một dạng, theo gió tiêu tán. Đây là đế văn tại vì thiên đế táng biệt. Đế văn vãn ca, đây là đại biểu cho chấp trưởng đế văn chủ nhân, triệt để chết đi. Thiên đế, vong rồi. Chết rồi,
cứ thế mà chết đi. Mà lại là thần hình câu diệt, bá tống một chiêu này chém ngược căn nguyên, chảm trừ tận gốc tận, triệt để từ thiên địa ở giữa xóa đi thiên đế tồn tại. Nói đùa cái gì, ta đây là đang nằm mơ sao? Bá tống huyền thánh, đã mạnh đến loại trình độ này. Chư thiên vạn giới đại lão nhóm, trừng to mắt, một màn trước mắt, rung động trái tim của bọn hắn. Cường đại lực áp bách, khiến cho bọn hắn không thể thở nổi. Dù sao, viễn cổ thiên đình thiên đế tồn tại ý nghĩa, thực sự quá lớn. Nàng đại biểu cho một thời đại, một cái vô địch thời đại. Hôm nay, ngay trước chư thiên vạn giới đại lão trước mặt, bá tống huyền thánh xuất thủ, kết thúc thiên đế. Hắn kết thúc không chỉ là thiên đế, càng là kết thúc một thời đại, một cái vô địch truyền thuyết. Từ giờ khắc này, chư thiên vạn giới không còn có người sẽ nghi vấn bá tống cảnh giới hắn hoàn toàn đã đến cùng nho gia thánh nhân, thiên đình thiên đế đồng dạng độ cao. Một chiêu liền giết chết thiên đế. Trường sinh giả nguyệt như hỏa nuốt ngụm nước miếng, sau đó, hắn muốn tìm đáng sợ như vậy bá tống bản thể uống rượu. Nguyệt như hỏa cảm giác hoảng hốt. Không phải một chiêu, cho dù là bản thể của ta, cũng không có khả năng một kích chém giết thiên đế. Lúc này, tống béo cầu hai tay thả lỏng phía sau, lên tiếng giải thích nói, các ngươi nhìn kỹ liền có thể phát hiện, tại ta mở ra không gian kính trước đó, cái kia tràn ngập toàn bộ thế giới hủy diệt, phá hư pháp tắc nói cách khác. Bản thể của ta cùng thiên đế ở giữa chiến đấu, đã kéo dài rất dài thời gian. Chiến đấu giữa bọn họ, đánh nổ hành tinh, hỏng mất hành tinh. Toàn bộ thế giới, đều bị bọn hắn chiến đấu dư uy thôn phệ. Tông béo cầu thanh âm, bị tất cả âm thầm nhìn trộm đại lão nhóm nghe. Không phải miểu sát, nhưng lại càng rung động. Thông qua tống béo cầu giảng giải, chư thiên vạn giới đại lão nhóm đã não bổ ra bá tống cùng thiên đế ở giữa cái kia giả thiên cái địa đại chiến quá trình, hành tinh bị đánh nát, hành tinh bị đánh bạo, thế giới bị hủy diệt. So sánh dưới, bá tống phân thân tại hỏa tinh bên trên liên tiếp bại hơn 10 vị đạo hữu, lại ngay cả hỏa tinh đều không có đánh nổ, cái này hoàn toàn là hai cái khác biệt quy cách chiến đấu. Hỏa tinh sao mà mạng lớn? Chính đang khi nói chuyện, không gian trong kính, bá tống huyền thánh tựa hồ là cảm ứng đến hậu phương nhìn trộm. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn hướng không gian kính hình ảnh vị trí. Mang chém giết thiên đế chỉ uy bá tống, cái nhìn này trông lại lúc, chư thiên vạn giới đại lão chỉ cảm thấy bá tống huyền thánh bá uy cuồn cuộn, cho người ta một loại nặng nề vô cùng áp bách. Đây là bá tống tại không có vận dụng mang thai ngưng thị bên dưới, chỉ dựa vào ánh mắt, mang cho người ta áp lực. Bá tống con mắt, không đúng. Không muốn nhìn thẳng ánh mắt của hắn, có một vị uy tín lâu năm trường sinh giả đột nhiên nhắc nhở. Lúc này, bá tống trong hai mắt, tựa hồ có vô số phức tạp tin tức tại tính toán. Những tin tức này đẳng cấp, cao đáng sợ. Tống béo cầu lập tức xuất thủ đem không gian kính quan bế. Chém giết thiên đế về sau, bản thể tựa hồ hơi có thu hoạch. Tống béo cầu hai tay thả lỏng phía sau, thay bản thể trang bức nói. Tống béo cầu nhìn ra. Bản thể trong mắt giây lát phun lên đại lượng số liệu, là xuất thủ chém giết thiên đế về sau, từ thiên đế nát bấy nguyên thần bên trong, lấy được một ít lĩnh ngộ. Hắn tin tưởng những cái kia âm thầm nhìn trộm trường sinh giả nhóm, nhất định cũng chú ý tới điểm này. Chờ hấp thu xong chém giết thiên đế lĩnh ngộ về sau, bản thể đem biến càng thêm cường đại. Tông béo cầu dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm, nói một mình. Thay bản thể hảo hảo trang xong cái này một đợt về sau. Hắn bóp lấy thời cơ, đem không gian kính quan bế, ngăn trở ẩn tàng trường sinh giả nhóm nhìn trộm quấy dày bản thể. Trường sinh giả nguyệt như hỏa nuốt ngụm nước miếng đã khủng bố đến đánh nổ thiên đế bá tống, còn muốn biến càng thêm cường đại. Thật có lỗi, nguyệt như hỏa đạo hữu, vốn định thỉnh ngươi đi tìm ta bản thể uống một chén, hiện tại xem ra. Cái này ước định muốn thoáng rời lại, mỉm cười, tông béo cầu cố gắng lộ ra gạt ra mỉm cười biểu lộ. Bản thể tại chém giết thiên đế về sau, có một số cảm ngộ. Hắn cần một chút thời gian tiêu hóa lần này thu hoạch. Chờ bản thể kết thúc cảm ngộ về sau, ta lại mang nguyệt như hỏa đạo hữu đi cùng bản thể uống một chén đi. Hắn đang cố gắng đóng vai trong truyền thuyết bá tống phân thân nhân vật, mà lại tranh thủ thập toàn thập mỹ. Ha ha ha, tống đạo hữu không cần chú ý. Đối với chúng ta trường sinh giả tới nói, tương lai có chính là uống một chén cơ hội. Nguyệt như hỏa đại lão cười nói thật, hắn không muốn ngay lập tức đi tiếp xúc hiện tại bá tống. Vừa chém giết thiên đế bá tống, trên người uy thế thực sự thật là đáng sợ.
Dù là Bá Tống tính cách cho dù tốt, ở thời điểm này, trên người hắn sát ý cùng khí thế ở vào đỉnh phong, chưa thu liễm. Giống như khóe miệng còn mang lấy vết máu hung thú, không ai sẽ muốn tiếp cận lúc này Bá Tống. Tạ ơn Nguyệt Như Hỏa đạo hữu lý giải. Tống Béo Cầu lại quay người, đối nhìn trộm hỏa tinh chư thiên vạn giới cường giả nói, chư thiên vạn giới đạo hữu, đón lấy đến ta đem lên đường đi vì bản thể hộ pháp. Bất quá, như còn có muốn khiêu chiến ta đạo hữu, tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Có chút dừng lại về sau, hắn lại bổ sung, có lẽ, sau này các ngươi cũng có thể trực tiếp đi khiêu chiến bản thể của ta. Nhưng như đại gia thấy, bản thể của ta, cũng không giống như ta nhân từ như thế. Không sai. Nhân từ Tống Béo Cầu. So sánh trực tiếp đem thiên đế xử lý, thậm chí còn đem thiên đế nguyên thần phá hủy, chém ngược căn nguyên, khiến cho nàng thần hình câu diệt Bá Tống bản thể, phân thân Tống Béo Cầu hành vi hoàn toàn có thể xưng thượng là từ bi. Tại hỏa tinh trên chiến trường, bị hắn đánh bại người khiêu chiến, hắn cũng không có hạ sát thủ. Thậm chí người chọn đầu tiên chiến giả Nguyệt Như Hỏa, còn cùng Tống Béo Cầu ở giữa kết hữu nghị. Sở dĩ, nếu quả như thật có lòng tin khiêu chiến ta bản thể đạo hữu, tốt nhất vẫn là trước để ta tới thử một chút các ngươi sâu cạn. Nói đến đây, Tống Béo Cầu trên người khí thế kinh khủng bộc phát, dù sao, ngay cả ta đều không thể đánh bại người, căn bản không tư cách đi khiêu chiến bản thể của ta. Lần này, chư thiên vạn giới đại lão nhóm không ai phát ra tiếng. Bá Tống đem thiên đế đánh nổ chuyện này, đối bọn hắn trùng kích thực sự quá lớn. Trang xong cái này một đợt về sau, Tống Béo Cầu cùng Nguyệt Như Hỏa tạm biệt, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tan biến tại hỏa tinh phía trên. Nguyệt Như Hỏa cõng lên bản thân dài đàn, mặt mỉm cười, đồng dạng trốn vào hư không. Hỏa tinh bên trên, khôi phục yên tĩnh. Lão nửa ngày sau, những cái kia âm thầm dòm ngó hỏa tinh tình huống đại lão thần thức, bắt đầu giao lưu. Thiên đế vô địch thời đại bị kết thúc sau, cái này thời đại, có lẽ chính là Bá Tống thời đại. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Viễn cổ thiên đình sau khi ngã xuống, thiên đế đạo sụp đổ, thực lực của nàng khẳng định nhân này nhận lấy ảnh hưởng. Có lẽ, Bá Tống bản thể cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Có tỉnh táo trường sinh giả, từ rung động trùng kích bên trong sau khi tĩnh hồn lại, phân tích nói. Dù cho thiên đế thực lực chiết khấu, nhưng nàng vẫn như cũ là cấp bậc kia tồn tại. Sở dĩ, Bá Tống đạt đến thánh nhân, thiên đế cấp độ này tin tức, đã là không dung chất vấn sự thật. Theo hắn trưởng thành, hắn đem giống như thánh nhân đương thời vô địch. Có đại lão trầm giọng nói. Giới này bất hủ chi vị, khả năng đã là Bá Tống vật trong bàn tay. Có vị đã bại vào Bá Tống chi thủ trường sinh giả, hí hư nói. Bất hủ chi tranh, không đến cuối cùng một khắc, dù ai cũng không cách nào xác định. Lại một thanh âm vang lên, cho dù là đương thời vô địch, đem đang ngồi đại bộ phận đạo hữu đè xuống đất ma sát qua nho ra thánh nhân. Cuối cùng cũng không có chứng đạo bất hủ, không phải sao? Cái thanh âm này, coi là thật sẽ không giảng tiếng người. Cái gì gọi là đang ngồi đại bộ phận đạo hữu đều bị nho ra thánh nhân đè xuống đất ma sát qua? Mặc dù đây là sự thật, nhưng loại chuyện này đại gia trong lòng biết liền tốt, đặt tới trên mặt bàn là ý gì? Để mọi người cùng nhau khó xử sao? Nói không chừng, tại thời khắc cuối cùng, lại sẽ xuất tới một cái tồn tại, đem Bá Tống đánh bại, đoạt được bất hủ chi vị. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, mà cái này tồn tại, nói không chừng liền sẽ là người ta bên trong một vị. Có thể trở thành trường sinh giả, bước ra bản thân đạo tồn tại, từng cái đều là quái vật. Nhất thời thất bại không tính là gì, bọn hắn đẳng cấp này, chỉ muốn một lần đốn ngộ, hoặc là một cái chớp lóe suy nghĩ, liền có thể làm chính mình chiến lực tăng lên điên cuồng. Có đôi khi khả năng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thông suốt, liền có thể trực tiếp bước vào đến nho gia thánh nhân cấp bậc kia. Dù cho lúc trước nho gia thánh nhân đương thời vô địch, ta vẫn như cũ không có chút nào ý sợ hãi, đi lên liền bị hắn đè xuống đất điên cuồng ma sát, nhưng ta từ đầu tới đuôi liền không có sợ qua nho gia thánh nhân. Đồng dạng, ta cũng sẽ không sợ Bá Tống, cái thanh âm kia tự tin nói. Cái này hoàn toàn không biết nói chuyện đại lão, lại tại trong lúc bất chi bất giác thật sự điều động rất nhiều trường sinh giả lòng tin. Không phải liền là bị đè xuống đất ma sát một lần sao? Có gì phải sợ? Quay đầu chờ chúng ta điều chỉnh tốt trạng thái liền đi đối Bá Tống. Một bên khác, sụp đổ tiểu thế giới bên trong. Tống Thư Hàng thu hồi ánh mắt,
luôn cảm giác vừa rồi có người đang dòm ngó ta. Ân, công đức xà mỹ nhân gật đầu nói. Loại này nhìn trộm, cảm giác giống như là bị một loại nào đó thiên địch để mắt tới một dạng, tâm can đều phát run. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, cái này khiến hắn hồi tưởng lại năm đó bị béo cầu đại lão truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng trốn ở hạch tâm thế giới không dám ra tới thống khổ hồi ức. Loại này nhìn trộm chợt lóe lên, tựa như là ảo giác. Tống Thư Hàng hít sâu, tiếp tục phủ lên tại chém giết thiên đế nguyên thần cảm giác bên trong. Giờ này khắc này, hắn không thể lãng phí đốn ngộ cơ hội thiên đế khi còn sống, lặp đi lặp lại nhắc nhở qua hắn, nếu như có cơ hội chém giết nàng nguyên thần lời nói, liền hảo hảo dùng thân thể nhớ kỹ nàng nguyên thần vỡ nát lúc một khắc này cảm giác, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Lần này, thiên đế không có gạt người. Vỡ nát thiên đế nguyên thần cảm giác, lặp đi lặp lại không ngừng tại Tống Thư Hàng trong đầu phát lại, một lần lại một lần. Mỗi một lần phát lại, Tống Thư Hàng phảng phất đều có thể bắt lấy một loại nào đó thu hoạch. Nhưng là, còn chưa đủ. Hắn tu chân kiến thức căn bản thực sự nghèo nàn, sở dĩ, hắn cần một cái rõ ràng hơn thời cơ. Tống Thư Hàng mở to mắt, nhìn về phía thiên đế nguyên thần sụp đổ chỗ. Nơi đó, sót lại vô chủ, đã không còn lạc ấn thiên đế năng lượng. Thần hình câu diệt về sau, thiên đế còn sót lại xuống tới những năng lượng này, cũng thành vật vô chủ, dần dần tiêu tán tại phương thiên địa này bên trong. Phản hồi chỗ này thế giới. Giống thiên đế đẳng cấp này cường giả chí tôn, nếu như sau khi chết có thể lưu lại thi thể, các nàng sau khi chết thi thể, chỉ cần tùy tiện hướng chỗ nào quăng ra, vài phút liền có thể chế tạo ra một cái tu luyện thánh địa ra. Cho dù là linh lực khô cạn thế giới, chôn nhập thiên đế loại này đẳng cấp tồn tại thi thể, cũng có thể tại ảnh hưởng phạm vi bên trong nháy mắt chế tạo ra linh lực bạo tạc động thiên phúc địa. Còn nếu là chết không toàn thây, vậy bọn hắn sau khi chết tán giật ra năng lượng, cũng có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua ảnh hưởng bỏ mình chi địa hàng ngàn hàng vạn năm lâu. Bất quá loại ảnh hưởng này cụ thể là tốt là xấu, liền phải nhìn người chết cái người thuộc tính. Giờ phút này, thiên đế năng lượng chính tản vào thế giới, lại bị tràn ngập thế giới hủy diệt pháp tắc lực lượng xoắn nát. Cùng nó để bộ phận này năng lượng bị bạch bạch xoắn nát biến mất, còn không bằng để nó trở thành có ý nghĩa đồ vật. Tống Thư Hàng nói. Tiên tử nhẹ nhàng vỗ tay, vì Tống Thư Hàng ý nghĩ điểm tán. Như vậy, ra đi, đát, thiên đế trụ, Tống Thư Hàng quyết định nói, hắn đưa tay bóp tốt bá thần trụ số 2 trụ pháp ấn, cuốn về phía vô chủ thiên đế tán giật năng lượng. Bá thần trụ bí pháp rơi vào thiên đế năng lượng bên trong, đem thiên đế tiên tử còn sót lại năng lượng cuốn lên, sau đó tiến vào xoay tròn khâu. Sau một lát, Tống Thư Hàng cũng chỉ ở trước ngực, quát nhẹ, ngưng trụ. Hoa một tiếng, như vật thể phá suốt mặt nước thanh âm vang lên. Sau đó, một cây ám kim sắc bá thần trụ được thành công ngưng tụ, xuất hiện tại Tống Thư Hàng cùng tiên tử trước mắt. Nhìn qua căn này mượt mà cây cột, Tống Thư Hàng sắc mặt đều phi thường quái dị. Có tiền có thế có thành công, dạy con thất bại công dã tràng. Công đức xà mỹ nhân nhìn qua Tống Thư Hàng, bóp ra không hiểu thấu lời kịch. Lần này, hẳn là thành công, Tống Thư Hàng đáp. Hắn có thể cảm ứng được, chính mình cùng căn này thiên đế trụ ở giữa, có phi thường vững chắc liên hệ. Bất quá, căn này thiên đế trụ, cùng hắn tưởng tượng có chỗ xuất nhập. Hơi dừng một chút về sau, Tống Thư Hàng đối căn này ám kim trụ kêu, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi xưng là đế độc trụ. Công đức xà mỹ nhân một mặt mộng bức. Đế độc trụ là cái quỷ gì a? Không phải đã nói, cái này trụ bá thần trụ là trường sinh trụ bên trong tinh phẩm thiên đế trụ sao? Đế độc trụ danh tự này, quả thực đang điên cuồng kéo thấp thiên đế trụ đẳng cấp. Thiên đế trụ bước cách cao đến cửu thiên chi thượng, mà đế độc trụ nghe, tựa như là thiên đế không cẩn thận được cái gì không thể cho ai biết bệnh đồng dạng, bước cách lập tức bị đẩy vào đến 9 tầng vực sâu. Bất quá rất nhanh, công đức xà mỹ nhân liền kịp phản ứng. Hằng tinh hủy diệt virus cộng thiên đế năng lượng. Nàng nhịn không được dùng bản âm hướng Tống Thư Hàng dò hỏi lời kịch trong kho thực tế không cách nào tìm ra xứng đôi lời kịch. Nàng cảm giác hai ngày này, trạng thái của mình không đúng lắm. Rõ ràng lời kịch kho nội dung càng ngày càng phong phú, nhưng nàng lại thường xuyên sẽ lật không ra thích hợp lời kịch, làm cho nàng không phát không được bản âm. Mỗi một lần phát bản âm, nàng cũng cảm giác mình thua lỗ 100 triệu. Quay đầu nàng chuẩn bị cùng tạo hóa tiên tử. Da đen vũ nhu tử cùng một chỗ âm thầm trao đổi một chút,
nhìn xem thế nào điều chỉnh trạng thái của mình. Đúng vậy, thiên đế năng lượng cộng hủy diệt virus, Tống Thư Hàng đáp. Hắn tại ngưng tụ thiên đế trụ quá trình bên trong, thiên đế năng lượng tại xoay tròn thời khắc, vậy mà đưa vào một bộ phận hàng tinh hủy diệt virus lực lượng. Tại thiên đế năng lượng tác dụng dưới, hàng tinh hủy diệt virus năng lượng cùng thiên đế năng lượng đạt thành một cái kỳ diệu cân bằng, cuối cùng tạo thành căn này tạm định danh là đế độc trụ bá thần trụ. Tống Thư Hàng mới vừa rồi còn một mực tại lo lắng căn này bá thần trụ có thể hay không bạo tạc. Trước mắt xem ra, chỉ cần cân bằng không bị đánh vỡ, căn này cây cột liền ổn định vô cùng. Cho nên, Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, liền đem thiên đế trụ đổi tên, đổi thành đế độc trụ hắn trước kia một mực nhả rãnh sáng tạo kim cương cơ sở quyền pháp tiền bối, lấy tên thiên phú quá kém. Kết quả đến chính hắn trong tay, hắn lấy tên thiên phú so kim cương môn tiền bối càng nát. Đế độc trụ danh tự này, quá thảm rồi. Công đức xà Mỹ Nhân tiếp tục dùng từ tính bản âm lên tiếng nói, căn này cây cột, đản sinh tại thiên đế băng hà, thế giới hủy diệt thời điểm, lại dung hợp hủy diệt thế giới virus. Cho nên, gọi đế diệt trụ hoặc đế băng trụ có thể hay không chuẩn xác một điểm. Đế diệt trụ, danh tự này tốt, Tống Thư Hàng gật đầu nói, không hổ là viễn cổ thiên đình chi hoa, chỉ cần chịu giảng tiếng người, luôn luôn có thể nói ra phi thường có đề nghị lời nói tới. Thế là, Tống Thư Hàng lần nữa quay đầu đối mặt ám kim bá thần trụ, nói, quyết định, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi chính là đế diệt trụ, tương lai, ngươi đem theo ta chiến lược chư thiên vạn giới. Trước nguyện ý cùng ngươi chiến lược chư thiên vạn giới bia đá đạo hữu đã trải qua hối hận. Công đức xà Mỹ Nhân đưa tay, trong hư không viết. Dùng bản âm nói chuyện, mỗi nói nhiều một câu, nàng liền thua thiệt 100 triệu. Cho nên, đang tìm không đến phù hợp lời kịch trước, nàng lựa chọn dùng viết tay nói chuyện phiếm. Nói tóm lại, nàng chính là không muốn hảo hảo giảng tiếng người. Tống Thư Hàng. Một lát sau. Công đức tiên tử, người vẫn là niệm lời kịch đi. Đâm tâm loại chuyện này, vẫn là giao cho Xích Tiêu kiếm tiền bối tới làm, chúng ta phân công phải rõ ràng. Tống Thư Hàng đề nghị. Công đức xà Mỹ Nhân đưa tay nắm tay, phát ra một cái tin tức sướng ngôn viên nam bên trong âm, đi con đường của người khác. Để người khác không đường có thể đi. Ông phảng phất là đối công đức xà Mỹ Nhân câu này lời kịch có cộng minh, cây kia ám kim sắc đế diệt trụ khẽ chấn động. Tại chấn động bên trong, nó tầng ngoài mượt mà sát ngoài bong ra từng màng, lộ ra bên trong chân chính cán. Căn này trường sinh trụ cùng dĩ vãng bá thần trụ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì là hai loại khác biệt năng lượng quấn quanh ở cùng một chỗ cấu thành, đế diệt trụ cán cũng là song xoắn ốc dây dưa hình. Hai cây khác biệt cây cột xoắn ốc quấn quýt lấy nhau, tạo thành hoàn chỉnh đế diệt trụ. Cán bên trên, khắc họa lấy thế giới hủy diệt cùng thiên đình vẫn lạc hình tượng, mà tại trụ thủ chỗ, là ngồi cao tại vương tọa lên bá khí thiên đế tiên tử pho tượng. Tống Thư Hàng vẫy tay, đế diệt trụ rơi vào hắn bên cạnh thân. Công đức xà Mỹ Nhân nghiêng đầu, đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm căn này đế diệt trụ. Tại tay nàng chỉ đụng phải đế diệt trụ cán nháy mắt, trên cây cột quang hoa lấp lánh. Tiên tử công đức điện hình chiếu bị kích hoạt, chủ động hiển hiện, bao phủ nàng cùng Tống Thư Hàng. Sau đó, lấy công đức điện làm trung tâm, toàn bộ viễn cổ thiên đình thế giới hình chiếu khuếch tán ra đến, hóa thành to lớn phòng ngự. Đây là thiên đế cùng viễn cổ thiên đình cao cấp nhất cường giả mới có thể nắm giữ phòng ngự thủ đoạn, tại trường sinh giả phòng ngự thủ đoạn bên trong đều xem như đẳng cấp cao thủ đoạn. Có loại thủ đoạn này, Tống Thư Hàng mạng nhỏ độ an toàn, thẳng tắp tăng lên. Mà cái này, vẫn chỉ là đế diệt trụ công năng một trong. Ra khỏi vỏ, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Trụ thủ thiên đế pho tượng rút đao, một thanh giữ tợn răng cưa đao từ đế diệt trụ bên trong rút ra. Chuôi này trên đao, tràn ngập thuần túy lực lượng hủy diệt, đây là để trường sinh giả cũng sẽ tìm đập nhanh hủy diệt pháp tắc lực lượng. Rất tàn nhẫn chính là, đao này còn có độc. Bá thần trụ quả nhiên là rất thích hợp ta công pháp. Tống Thư Hàng nói. Hắn đưa tay một nắm, to lớn đế diệt đao rơi trên tay hắn, bị hắn cao cao nâng lên. Một cây đế diệt trụ liền để hắn nhiều hai loại pháp thuật, cách hắn tống. Vạn pháp chi chủ, Thư Hàng mục tiêu, lại tới gần hai bước. Hà chỉ ma đế trụ tử bí pháp, cùng Tống Thư Hàng tương tính siêu hợp. Chư thiên vạn giới, muôn vàn pháp thuật, mọi loại đại đạo, nhưng thích hợp Tống Thư Hàng đạo thuật, thật không nhiều. Liền lấy trước mắt hắn tình trạng đến nói. Coi như hắn nguyện ý tốn hao thời gian đi học tập phổ thông đạo thuật, nhưng đạo thuật còn không có triệt để học được,
cảnh giới của hắn liền đã tăng lên tới cái kia đạo thuật đã trải qua không dùng được cấp bậc cũng tỉ như, tu chân giới cực kỳ phổ thông lôi pháp ngũ lôi oanh đỉnh cái này tiểu pháp thuật. Tống Thư Hàng tại thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc, còn chỉ có thể dẫn hạ tứ lôi. Mãi cho đến hắn tăng lên tới bát phẩm huyền thánh cảnh giới về sau, dựa vào cảnh giới tăng thêm, mới cưỡng ép đem ngũ lôi oanh đỉnh pháp thuật này chống đến ngũ lôi cấp bậc. Nhưng là, ngũ lôi oanh đỉnh loại pháp thuật này, tại cửu phẩm kiếp tiên thậm chí là trường sinh giả cấp chiến đấu bên trong, có thể tạo được cái tác dụng gì? Dù là dẫn xuống tới lôi điện mỗi đạo đều có bát phẩm huyền thánh cấp lực sát thương, cũng không đủ ứng đối cửu phẩm cấp chiến đấu. Còn không bằng Tống Thư Hàng một phát thành phố cấp trường tâm lôi tới dứt khoát, chỉ ít hắn hiện tại thành phố cấp trường tâm lôi đã đạt đến tiếp cận 6 cái thành phố uy lực, khoảng cách tỉnh cấp trường tâm lôi cũng không xa xôi. Chờ hắn lại cố gắng một chút, đem trường tâm lôi cường hóa đến tỉnh cấp trường tâm lôi cảnh giới, sau đó lại tăng thêm các loại cường hóa, phụ trợ hiệu quả, cửu phẩm kiếp tiên ai lên một phát cũng phải kêu ba ba. Về sau đối mặt địch nhân lúc, ta lặng lẽ tế ra đế diệt đao. Chỉ cần răng cưa ở trên người hắn vạch một cái vết thương, liền có thể để hủy diệt virus tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại liền thiên đế cũng sẽ bị bạo chết virus tổn thương bên dưới, ta ngược lại muốn xem ai có thể chống đỡ ở. Quả thực quá hèn hạ. Nói đến đây, Tống Thư Hàng lại nhịn không được lộ ra cửu u chúa tể tiêu chí thiếu dung. Công đức xà mỹ nhân cũng không biết lộ ra biểu tình gì mới tốt. Theo thời gian tăng trưởng, Tống Thư Hàng nhận cửu u chúa tể quyền hạn ảnh hưởng cũng càng ngày càng sâu. Nói thật, công đức xà mỹ nhân đến bây giờ còn đang suy nghĩ bạch tiền bối đến cùng là như thế nào bảo trì tốt đẹp tâm thái. Theo lý thuyết tại cửu u chúa tể quyền hạn ảnh hưởng dưới, bạch tiền bối đối mặt Tống Thư Hàng cái này nhảy lên nhảy xuống cấn tay nhỏ động vật lúc, hẳn là muốn một chỉ đem hắn bóp chết mới đúng. Không chỉ có là bạch tiền bối, còn có trình cầu đản cha ban Văn Long. Cùng tam nhãn quản gia chủ nhân tam nhãn thiếu niên, rõ ràng là cửu u chúa tể, lại tựa hồ như đều không thế nào thụ cửu u chúa tể quyền hạn ảnh hưởng. Thiên đình hình chiếu phòng ngự cộng hủy diệt virus công kích, cái này sóng kiếm lời. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, răng cưa đế diệt đao trở vào bao, một lần nữa hóa thành đế diệt trụ bộ dáng. Cho dù là cuối cùng tán giật năng lượng, cũng đang giúp trợ Thư Hàng. Cho nên, đối với thiên đế người đến nói, Tống Thư Hàng đến cùng vì cái gì đáng giá ngươi như thế đi giữ gìn. Công đức xà mỹ nhân yên lặng nhìn qua đế diệt trụ. Thậm chí, liền liền nguyên thần sụp đổ một khắc cuối cùng, nàng vỡ nát nguyên thần đều muốn mang cho Tống Thư Hàng sau cùng lĩnh ngộ. Nàng luôn cảm giác, thiên đế cùng Tống Thư Hàng quan hệ trong đó, không giống nàng nhìn thấy đơn giản như vậy. Hai gia hỏa này ở trong tối dưới đáy, có một ít không muốn người biết câu thông cùng giao lưu sao. Trong lúc suy tư, Tống Thư Hàng đột nhiên đưa tay, đem đế diệt trụ thu nhỏ. Khổng lồ đế diệt trụ tại Tống Thư Hàng ý chí bên dưới, rất nhanh co lại đến cây gậy lớn nhỏ, bị phụ đến sau lưng. Hắn không có lựa chọn thu hồi đế diệt trụ, bởi vì tiếp xuống, Tống Thư Hàng còn cần dựa vào đế diệt trụ thời cơ, đến bắt lấy thiên đế nguyên thần nát phá lúc mang cho hắn cuối cùng lĩnh ngộ. Công đức tiên tử, người lần nữa mượn nhờ đế diệt trụ lực lượng, đến kích hoạt viễn cổ thiên đình hình chiếu phòng ngự. Chúng ta chống đỡ cái này phòng ngự, tiến về trước đó sắt thép hóa thân mặt trời nhỏ khu vực. Tính toán thời gian, nó cũng hẳn là muốn từ thiên kiếp thế giới bên trong ra. Tống Thư Hàng lưng tốt đế diệt trụ về sau, lên tiếng nói. Thiên đế cuối cùng lưu cho hắn thù lao linh thạch tin tức, ngay tại sắt thép hóa thân nơi đó. Công đức xà mỹ nhân nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng lúc này, người không hảo hảo mượn nhờ đế diệt trụ lĩnh ngộ thiên đế mảnh vỡ nguyên thần tin tức. Tống Thư Hàng phảng phất cảm ứng ra công đức xà mỹ nhân nghi ngờ trong lòng, hắn khẽ mỉm cười nói, thiên đế nguyên thần nát phá ký ức, đã trải qua một mực lạc ấn tại đầu óc của ta chỗ sâu. Hiện tại, đầu óc của ta mỗi thời mỗi khắc đều tại phát lại lấy cái kia nháy mắt một lát. Lại mượn nhờ đế diệt trụ lực lượng, ta hiện tại một mực ở vào ngộ trạng thái. Công đức xà mỹ nhân. Tống gia đốn ngộ quả nhiên cũng cùng bế quan đồng dạng, hoàn toàn không đáng tin cậy. Tương đương quá phận. Bế quan lúc nhảy đát vậy thì thôi, đốn ngộ lúc lại còn có thể di động, biết hành tẩu đốn ngộ sao. Thở dài về sau, công đức xà mỹ nhân đưa tay nhẹ nhàng đặt tại đế diệt trụ bên trên, lại một lần nữa kích hoạt viễn cổ thiên đình hình chiếu phòng ngự, đưa nàng cùng Tống Thư Hàng bảo hộ trong đó, khỏi bị hủy diệt virus ảnh hưởng. Tống Thư Hàng chống đỡ phòng ngự, tại phương này phá diệt tiểu thế giới bên trong đi nhanh,
tới gần trước đó sắt thép hóa thân mặt trời nhỏ bị kéo vào thiên kiếp thế giới biến mất vị trí. Ước chừng 7-8 phút sau, như Tống Thư Hàng sở liệu, sắt thép hóa thân mang theo mặt trời nhỏ, từ thiên kiếp thế giới bên trong một lần nữa thoát ra. Sắt thép hóa thân chỗ độ thiên kiếp, là không hoàn chỉnh bát phẩm huyền thánh kiếp. Là thiên đế tiên tử thông qua thời gian của mình pháp tắc lực lượng, từ tống pho thiên kiếp bên trong phân chia ra tới bộ phận thiên kiếp. Cho nên, sắt thép hóa thân dù cho từ thiên kiếp thế giới bên trong thoát ra, cũng không có giảng pháp cùng huyền thánh khâu. Cái này sóng giảng pháp cùng huyền thánh, sớm đã bị Tống Thư Hàng trước đó hoa thôi pháp tắc sớm tiêu hao. Sắt thép phân thân vừa trở về sau, cấp tốc cùng Tống Thư Hàng bản thể ở giữa một lần nữa dựng liên hệ. Thiên đế băng hà, nàng đối sắt thép hóa thân hạn chế tự nhiên biến mất. Giờ khắc này, từ sắt thép hóa thân trên thân có đại lượng tin tức bị cộng hưởng cho Tống Thư Hàng bản thể. Sắt thép hóa thân trong khoảng thời gian này tất cả kinh lịch, toàn bộ bị cộng hưởng trở về. Hắn cộng mặt trời nhỏ cơ hồ một mực cùng thiên đế đồng bộ hành động, cho nên liên quan tới cái này mặt trời nhỏ khống chế phương án, cũng bị truyền lại đến Tống Thư Hàng não hải. Chiếc này nguyên bản bị thiên đế mang đi Hắc Long thế giới mặt trời nhỏ, lúc này lại về tới Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng tiếp thủ mặt trời nhỏ quyền khống chế. Hơi suy nghĩ một chút về sau, trong lòng của hắn làm ra quyết định. Hắn muốn đem chiếc này Thái Dương thuyền trở về đến Hắc Long thế giới, để nó vây quanh Hắc Long thế giới xoay tròn, đem đã lâu ánh nắng lại một lần nữa mang cho Hắc Long thế giới sinh mệnh. Coi như là gần nhất Long Lạc nữ sĩ một mực bạo lá gan trợ giúp hắn thăng cấp tu chân nói chuyện phiếm công năng thù lao, tin tưởng Long Lạc nữ sĩ sẽ thích món lễ vật này. Trừ cái đó ra, từ sắt thép hóa thân cái kia truyền tới trọng yếu nhất tình báo, kia là liên quan tới thiên đế đáp ứng Tống Thư Hàng linh thạch tin tức. Đầu tiên, là liên quan tới thiên đế còn sót lại linh thạch số lượng. 1,000,000,000. Tống Thư Hàng lặp đi lặp lại kiểm kê một phía sau không số lượng. Sau đó trái tim của hắn, không tự chủ nhảy lên. Hỏng bét, là tâm động cảm giác. Giờ khắc này, hắn bá Tống, thế giới nhà giàu nhất cái này bị hủy diệt thế giới bên trong, hắn trở thành giàu có nhất nam nhân. Linh thạch tồn trữ vị trí đâu? Tống Thư Hàng lại hỏi. Sắt thép hóa thân đưa tay, tại trong bụng của mình sờ mó. Sau đó, nó móc ra một cái chỉnh tề, chùy, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức tiếp nhận cái này chỉnh tề chùy. 1 tỷ linh thạch, chùy. Đừng nói cho ta thiên đế dùng 1 tỷ linh thạch đổi cái chùy, sau đó liền cho ta cái chùy. Đây chính là ta 1 tỷ linh thạch. Tống Thư Hàng qua cái này chỉnh tề chùy, từ tâm động cảm giác được cảm giác đau lòng, chỉ cần ngắn ngủi 3 giây thời gian. Chờ mong càng cao, té càng đau. Đối diện, sắt thép hóa thân mặt không biểu tình. Nó chỉ là một bộ không có cảm tình sắt thép hóa thân, chỉ có được một chút tuân theo mệnh lệnh đi hành động năng lực. Cho nên, nó không cách nào trả lời Tống Thư Hàng vấn đề. Nó chỉ là đơn thuần dựa theo thiên đế đã sớm an bài tốt thiết lập, tại thích hợp thời gian bên trong, đem cái này chùy đem trả lại bản thể. Thấy không cách nào từ sắt thép hóa thân nơi này đạt được đáp án về sau. Tống Thư Hàng giơ cái này chùy nhẹ nhàng lay động. Trước tỉnh táo suy nghĩ một chút, trước đó thiên đế nguyên thần vỡ vụn thời điểm, nói qua là đem linh thạch giấu kín manh mối lưu tại sắt thép hóa thân nơi này. Cho nên, cái này chùy cũng không phải là 1 tỷ linh thạch, nó chỉ là một đầu manh mối. Tống Thư Hàng một tay nắm chùy, một tay xoa cằm tỉnh táo suy nghĩ nói. Đây là đầu chùy manh mối công đức xà Mỹ nhân dùng một người nam tử thanh âm tức giận đọc lên câu này lời kịch. Lại là không biết cái nào truyền hình điện ảnh kịch lời kịch. Tống Thư Hàng nắm lấy chùy trên dưới lắc lư, sau đó hắn mỉm cười, quả nhiên, loại này chơi đoán chữ phương thức, không thích hợp với thẳng thắn ngay thẳng ta. Công đức xà Mỹ nhân. Cũng may ta có bạo lực phá giải đầu mối thủ đoạn. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chính mình chuyển hóa thành ngụy bất hủ xương mù hình thức. Ra đi, bằng vào ta thống khổ cùng huyết nhục làm tế phẩm, ta thuật giám định bí pháp. Công đức xà Mỹ nhân tại nội tâm vì Tống Thư Hàng phối âm. Giám định bí pháp tà thuật cùng nho gia thánh nhân mang thai ngưng thị đúng lúc là 2 thái cực, một cái để người khác thống khổ, một cái để cho mình thống khổ. Thống khổ là cái này tà thuật tinh túy. Hoa Tống Thư Hàng trên người ngụy bất hủ sương mù bên trong phun ra hơn 10 đầu hơi khói, đổi thành nhục thân hình thức, đại khái là Tống Thư Hàng phần lưng cùng ngực đồng thời đại lượng chảy máu. Bất quá thương thế cũng không tính nghiêm trọng.
lần này nơi giám định thanh toán đại giới cũng không cao, nói rõ giám định nội dung cũng rất bình thường. Không nghĩ tới cái này trùy lên ẩn tàng bí định, chỉ trị giá 10 đạo chảy máu lượng vết thương giá trị. Ta còn tưởng rằng việc quan hệ 1 tỷ linh thạch manh mối giám định, sẽ để cho ta xuất huyết nhiều tới. Tống Thư Hàng nói, chỉ là loại trình độ này vết thương, hắn liền ngụy bất hủ xương mù hình thức đều có thể không đi thi triển. Đang khi nói chuyện, giám định bí pháp tin tức phản hồi tới, xuất hiện tại trong đầu của hắn. Viễn cổ thiên đình đệ nhất trùy tu Đông Phương Bùi trùy một trong, Đông Phương Bùi thân là viễn cổ thiên đình đệ nhất trùy tu, cũng là năm đó chư thiên vạn giới đệ nhất trùy tu. Hắn trùy pháp tinh diệu, trong tay trùy đã từng đánh nổ qua vô số địch nhân đầu chó. Đông Phương Bùi hứng thú yêu thích là tại trời tối người yên lúc, lặng lẽ viết một thiên lại một thiên liên quan tới trùy tu công pháp tu luyện tâm đắc, cũng đưa chúng nó cẩn thận từng ly từng tí khóa tại chính mình quyển nhật ký bên trong. Tống Thư Hàng, vì cái gì người ta cẩn thận từng ly từng tí khóa tại quyển nhật ký bên trong trùy tu tu luyện tâm đắc đều sẽ bị giám định ra đến. Mặt khác, hắn muốn giám định liên quan tới 1 tỷ linh thạch tin tức đâu. Chẳng lẽ, cái này Đông Phương Bùi trùy, liền đáng giá 1 tỷ linh thạch. Tống Thư Hàng nắm lấy cái này trùy, một mặt xoắn suýt. Coi như cái này trùy giá trị 1 tỷ linh thạch, nhưng hắn cũng không phải trùy tu. Chẳng lẽ hắn cũng muốn học Đông Phương Bùi, dùng chuôi này giá trị 1 tỷ linh thạch trùy, đi trùy hắn địch nhân đầu chó. Ta bá Tống căn bản không có cái này trùy pháp thủ đoạn A, mà lại ta tương lai đối đại lão lúc, cái này trùy cũng không nhất định có thể phát huy được tác dụng A. Tống Thư Hàng của phương này ngay ngắn chính trùy. Tại đối đại lão trong chuyện này, hắn vẫn có chút tự biết rõ. Hắn tương lai muốn đối đại lão đoán chừng sẽ là trường sinh giả cất bước. Cái này viễn cổ thiên đình đệ nhất trùy tu trùy, có thể trùy bạo trường sinh giả đầu chó. Đông Phương Bùi trùy, công đức xà Mỹ nhân bóp Tống Thư Hàng thanh âm, sau đó đưa tay đưa về phía Tống Thư Hàng, ra hiệu hắn đem trùy cho mình. Tống Thư Hàng tiện tay đem trùy đưa về phía tiên tử. Công đức xà Mỹ nhân tiếp nhận trùy về sau, trên dưới dò xét, cũng đưa tay cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve trên đó minh văn. Tống Thư Hàng thấy thế, con mắt lập tức sáng lên. Hắn thu thập viễn cổ thiên đình vật cũng không ít, nhưng trong đó có rất ít đồ vật, có thể để cho công đức xà Mỹ nhân như thế để ý. Giám định bí pháp biểu hiện, đây là viễn cổ thiên đình đệ nhất trùy tu trùy. Tống Thư Hàng nói, công đức xà Mỹ nhân khẽ gật đầu, sau đó nàng đưa tay trong hư không viết 4 chữ, Đông Phương Đại Đế. Tống Thư Hàng, Đông Phương Đại Đế, viễn cổ thiên đình tứ phương đại đế cùng giao chỉ nữ đế trình lâm địa vị, ẩn ẩn cao hơn ra phổ thông trường sinh giả một đoạn. Tại viễn cổ thiên đình bên trong vẫn như cũ còn bị mang lên đại đế xưng hào. Nói cách khác, tứ phương đại đế thực lực tại trường sinh giả bên trong, cũng là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Còn lại 3 vị tứ phương đại đế, Tống Thư Hàng bao nhiêu đều tiếp xúc qua một chút. Quen thuộc nhất là Vọng Thiên Quy Tiền Bối chủ nhân Bắc Phương Đại Đế. Tiếp theo là Tiếu Lý Tàng Đao, bị Quy Tiền Bối xưng là rất mài người. Một khi bị để mắt tới sẽ rất khó thoát thân Nam Phương Đại Đế, vị này Đại Đế Nam Thu tự hiện tại còn hoàn chỉnh tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong nằm sấp. Lại nói tiếp là Tây Phương Đại Đế, theo sở các chủ giới thiệu, Tây Phương Đại Đế trước mắt tựa hồ cùng Tống Đầu Gỗ ở chung một chỗ. Hiện tại, vị cuối cùng Đông Phương Đại Đế rốt cục nổi lên mặt nước. Mà lại Đông Phương Đại Đế cũng là 4 vị Đại Đế bên trong, Tống Thư Hàng duy nhất biết danh tự Đại Đế, Đông Phương Bùi. Cái này để người ta có loại tập thể rốt cục hoàn thành cảm giác thỏa mãn. Đông Phương Đại Đế gọi Đông Phương Bùi, cái kia Bắc Phương Đại Đế có thể hay không gọi Bắc Phương? Nam Phương Đại Đế gọi Nam Phương, Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Công đức xà Mỹ Nhân. Ngươi nói gọi còn gọi bá Tống, vậy ngươi tên thật chẳng lẽ gọi bá? Bất quá, đã đây là Đông Phương Đại Đế trùy, vậy nó khẳng định giá trị 10 ức linh thạch. Mặc dù ta không cần trùy. Nhưng không có nghĩa là người khác không thể dùng, trước cất giữ lấy lại nói. Tống Thư Hàng nói. Lúc này, cái này sụp đổ thế giới bên trong, những cái kia virus năng lượng bắt đầu tiêu tán bọn chúng như là hỏa diễm, đem có thể đốt nốt chi vật thiêu đốt hầu như không còn về sau, mới có thể dập tắt. Hiện tại, trong tiểu thế giới này nhân tạo hành tinh đã trải qua toàn bộ chôn vùi, cái gì đều không có còn lại. Thậm chí liền liền vị diện không gian đều ẩn ẩn vỡ ra. Toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Đợi thế giới này sụp đổ về sau, hiện thế chư thiên vạn giới liền muốn ít hơn 1 giới. Lấy đi, thế
thế giới này đã trải qua không an toàn. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Cái này truy, đừng nói là giá trị 1 tỷ, thậm chí giá trị lại vượt lên mấy lần, cũng có người muốn đoạt lấy. Lúc này, công đức xà mỹ nhân đột nhiên lần nữa vận dụng nàng bản âm. Tống Thư Hàng, nếu như Đông Phương Đại Đế còn sống, công đức xà mỹ nhân lại bổ sung. Cái này truy chân chính đáng tiền chính là nó đại biểu cho ý nghĩa, chủ nhân của nó mới thật sự là giá trị. Viễn cổ thiên đình đệ nhất truy, mạnh không chỉ có riêng chỉ là vũ lực, hắn mạnh hơn là hắn luyện khí năng lực. Hắn thiên hạ này đệ nhất truy, truy hệ chiến lực thiên hạ đệ nhất, luyện khí năng lực đồng dạng thiên hạ đệ nhất. Là song trọng đệ nhất. Đông Phương Đại Đế là đem chủ chức cùng phó chức đều luyện đến mắc cấp tồn tại. Thiên đế trước khi chết, có hay không nói qua dùng như thế nào nó triệu hoán Đông Phương Đại Đế? Công đức xà mỹ nhân nhìn về phía sắt thép hóa thân. Sắt thép hóa thân vẫn như cũ không có cảm tình, càng chớ được tiền. Xem ra hắn cái gì cũng không biết. Tống Thư Hàng đạo, nếu như sắt thép hóa thân biết tường tình, tình báo liền sẽ ngay lập tức đồng bộ đến hắn bên này. Nhưng bây giờ, sắt thép hóa thân không phản ứng chút nào. Mà lại, chúng ta tại sao phải triệu hoán Đông Phương Đại Đế? Tống Thư Hàng hỏi. Đối phương có thể là viễn cổ thiên đình tứ phương đại đế một trong, tại không rõ ràng đối phương lập trường tình huống dưới, trực tiếp đem đối phương triệu hoán đi ra, có trời mới biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Vạn nhất đối phương lập trường giống như Nam Phương Đại Đế, sau đó đi lên liền dùng cái này chỉnh tề truy, đánh nổ hắn Tống cẩu đản đầu chó làm sao bây giờ? Tứ phương đại đế có thể là thật có thực lực trùy bạo hắn đầu chó tồn tại. Công đức xà mỹ nhân đưa tay trong hư không viết, Đông Phương Bùi, thế gian cao cấp nhất luyện khí đại sư. Sau đó, nàng chỉ trùy. Có cái này trùy, liền có thể để Đông Phương Bùi xuất thủ một lần. Đông Phương Đại Đế tự mình xuất thủ luyện chế pháp khí, cơ hội như vậy đừng nói là 1 tỷ linh thạch, coi như đắt đi nữa hơn mấy lần, cũng có là đám thổ hào đoạt muốn. Thế giới đỉnh tiêm luyện khí đại sư tự tay luyện chế pháp khí, hoàn toàn chính xác mê người. Bất quá, Tống Thư Hàng chỉ chính mình dòng dã 2 bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nói, ta không thiếu pháp khí a. Bạch tiền bối đã trải qua chơi chán tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, về sau không có đưa nó thu về, một mực từ Tống Thư Hàng sử dụng bọn chúng. 2 bộ pháp khí, đều là bát phẩm cấp bậc, tại Tống Thư Hàng tấn thăng đến bát phẩm về sau. Bọn chúng phong ấn phía trên liền toàn bộ giải ấn, đã trải qua có thể phát huy ra hoàn mỹ bát phẩm pháp khí uy lực. Lại thêm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tính đặc thù, 2 bộ pháp khí tổ hợp sau còn có thể hóa thành cường đại hơn vĩnh bất hãm lạc thánh thành cùng trung yên thánh kiếm, đầy đủ bát phẩm Tống Thư Hàng sử dụng. Thậm chí coi như dùng bọn chúng đi đối cửu phẩm kiếp tiên, cũng không có vấn đề gì cả. Đồng thời bọn chúng đều là bản mệnh pháp khí là có thể theo chủ nhân ôn dưỡng. Cùng chủ nhân cùng một chỗ thăng cấp, mạnh lên. Hắn Tống mỗ nhân, không thiếu hụt pháp khí. Chỉ luận bản mệnh pháp khí số lượng, hắn cũng coi là cái hào. Công đức xà mỹ nhân khinh thường nhìn Tống Thư Hàng một chút. Chỉ là bát phẩm cấp tổ hợp pháp khí, vậy mà liền thỏa mãn. Bản mệnh pháp khí mặc dù có được hộ Tống chủ nhân cùng một chỗ thăng cấp tính chất đặc thù, nhưng quá trình kia cũng cần chủ nhân không ngừng đi ôn dưỡng bọn chúng. Trên đường còn cần vì bản mệnh pháp khí đầu nhập một chút phẩm chất cao vật liệu, đối bọn chúng tiến hành cường hóa. Mà lấy Tống Thư Hàng tốc độ lên cấp, nó ở đâu ra đầy đủ thời gian đi ôn dưỡng bản mệnh pháp khí. Công đức xà mỹ nhân dám đánh cược, coi như Tống Thư Hàng bước ra chính mình đạo tiến vào trường sinh giả cảnh giới, hắn bản mệnh pháp khí vẫn như cũ sẽ chỉ là bát phẩm cấp bậc, căn bản không có khả năng nhanh như vậy tấn thăng làm cửu phẩm. Cho nên, nàng cảm giác Tống Thư Hàng cuối cùng vẫn muốn dùng mất Đông Phương Bùi Trùy, mời Đông Phương Đại Đế xuất thủ, tăng lên một chút hắn bản mệnh pháp khí cấp bậc. Tống Thư Hàng một lần nữa nhắc lên Đông Phương Bùi Trùy, nói, có lẽ, ta có thể giữ lại cơ hội này, vì đệ tử của ta chế tạo bản mệnh pháp khí. Vô luận là Sở Sở, Tước Yêu Tiểu Thải, hoặc là nhân viên thông nương, nữ nhi âm trúc, các nàng đều cần bản mệnh pháp khí. Hắn người sư phụ này không có quá nhiều đồ vật có thể giáo dục đệ tử, cũng không có dạy bảo kinh nghiệm, chỉ có thể tận lực để cho mình đệ tử tại tu luyện trên đường thuận lợi một chút. Không nói chuyện nói, cái này trùy tạo hình. Tống Thư Hàng giơ cao cái này chỉnh tề trùy, hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên kêu lên, ai như tay cầm này trùy, lại hoàn toàn xứng đáng, chắc chắn có được lôi thần chi lực. Công đức xà mỹ nhân.
Tại cái này không có người ngoài sụp đổ thế giới, Tống Thư Hàng triệt để thả bản thân. Oanh! Trong hư không, phảng phất thật có cuồng lôi vang rền. Tống Thư Hàng! Hắn nhìn qua trong tay cái này chùy. Chờ chút, chùy ca, ta chính là hô hào chơi đùa, ta cũng không có thật muốn đi chuyển trước khi lôi thần dự định. Công đức xà mỹ nhân cũng ngẩn người. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang rền. Trong hư không, mơ hồ có một thân ảnh hiển hiện. Không phải thực thể, mà là giống như là như u linh tồn tại. Đông Phương Đại Đế Đông Phương Bùi. Tống Thư Hàng có chút khẩn trương nhìn qua vị này như u linh Đông Phương Đại Đế, cũng không biết vị này Đại Đế là địch hay bạn, tiếp xuống có thể hay không chửi bạo hắn đầu. Vừa rồi không cẩn thận ngủ quên mất rồi. Thật có lỗi, ta đến chậm, bá Tống đạo hữu. Đông Phương Đại Đế ngáp một cái, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghe ngữ khí, đối phương tựa hồ biết hắn. Nhưng Tống Thư Hàng vắt hết óc, cũng nghĩ không ra chính mình lúc nào cùng vị này Đông Phương Đại Đế từng có tiếp xúc. Chính mình cùng hắn hẳn là lần thứ nhất gặp mặt mới đúng. Chẳng lẽ, là tương lai chính mình nhập mộng qua vị này Đông Phương Đại Đế, đồng thời giống lúc trước ảnh hưởng đến Thánh Nhân, Thiên Đế đồng dạng, ảnh hưởng đến quá khứ Đông Phương Đại Đế. Như vậy, bá Tống đạo hữu ngươi chuẩn bị xong chưa? Đen xì u linh đối Tống Thư Hàng lên tiếng nói, chuẩn bị xong, ta liền thay ngươi đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thăng cấp. Tống Thư Hàng, loại này hết thảy đều đã được an bài thỏa đáng, nhưng khi sự tình người hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra tình huống, khiến người bắt gấp. Thiên Đế không có cùng ngươi nói qua, ta tại rất nhiều năm trước thiếu nàng 1 tỷ linh thạch, cuối cùng dùng thay nàng chế tạo một lần pháp khí cơ hội đến hoàn lại. U Linh Đông Phương Đại Đế đạo, hắn toàn bộ hành trình chỉ dùng nhìn Tống Thư Hàng mặt, liền có thể hoàn thành vấn đáp quá trình. U Linh Đông Phương Đại Đế nhìn qua ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Thiên Đế nói 1 tỷ linh thạch, đây là cái này rồi. Tống Thư Hàng nhìn về phía sắt thép hóa thân. 1 tỷ linh thạch, liền để hắn qua tay hâm nóng cơ hội cũng không cho. Còn chưa tới tay liền đã tiêu xài. Yên tâm đi. Ta đối tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cấu tạo cũng không lạ lắm. Tại thiên đình lúc, ta liền nghiên cứu qua thú thần bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. U Linh Phương Đông Thiên Đế nói. Vậy liền phiền phức Đông Phương tiền bối. Tống Thư Hàng nói. Hắn vung tay lên một cái, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bay ra, phân tán rơi vào Phương Đông Thiên Đế trước mặt. Cái này hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo không tệ. Thủ pháp này là huyền trọng phái đại trùy tiểu trùy thủ pháp. Đông Phương Đại Đế không hổ là thiên hạ đệ nhất trùy, ánh mắt độc ác. Đồng thời Đại Đế còn chú ý tới, Tống Thư Hàng cái này 66 kiện pháp khí bên trong, có 65 kiện đều ngưng tụ ra khí linh hình thức ban đầu, ra đời yếu ớt ý thức. Món kia nghịch kình quyền sáo, càng là đã trải qua ra đời hoàn chỉnh khí linh. Xem ra, bá Tống đối với mấy cái này pháp khí đầu nhập vào thời gian dài đến ôn dưỡng. Pháp khí đều đã có yếu ớt ý thức, thăng cấp độ khó liền sẽ giảm mạnh. Hài lòng nhẹ gật đầu về sau, Đông Phương Đại Đế đưa tay nói, sau đó, ta cần đại lượng linh thạch cùng luyện khí vật liệu. Chuẩn bị xong chưa? Tống Thư Hàng sững sờ, 1 tỷ linh thạch đâu? 1 tỷ linh thạch chỉ là mời ta xuất thủ giá tiền, người sẽ không coi là 1 tỷ linh thạch đã trải qua bao quát thăng cấp pháp khí tài liệu a? U Linh Đông Phương Đại Đế mắt liếc Tống Thư Hàng. Đừng nói cho ta ngươi không có linh thạch cùng vật liệu. Hắn phảng phất từ trên thân Tống Thư Hàng ngửi thấy nghèo khó hương vị. Tống Thư Hàng. 1 tỷ linh thạch không có để hắn qua tay hâm nóng vậy thì thôi, thăng liền cấp 2 bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí muốn tiêu hao vật liệu cùng linh thạch, còn muốn chính hắn đến thanh toán. Từ mặt ngoài đến xem, đây là Thiên Đế tiên tử khổ tâm an bài cho hắn một cái thăng cấp bản mệnh pháp khí đại kỳ ngộ. Thiên Đế tiên tử đem tất cả đều an đạt thỏa đáng. Có thể nói dụng tâm lương khổ. Nhưng chẳng biết tại sao, Tống Thư Hàng từ đó ẩn ẩn cảm giác xuất thế giới đối với hắn thật sâu ác ý. Các loại pháp khí thăng cấp xong, hắn không chỉ có không có 1 tỷ linh thạch nhập chướng, nói không chừng còn được chính mình móc ra cái 10 cái 8 ức linh thạch ra. Nghĩ đến đây, bá Tống chi tâm liền nhìn không được trầm muộn nhảy lên, từ mừng rỡ tâm động chuyển hóa thành cơ tim tắc nghẽn. Đối diện, U Linh Trạng Đông Phương Đại Đế. Bình tĩnh nhìn qua Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân không chút nào yếu thế về nhìn chằm chằm Đông Phương Đại Đế. Một lát sau, cái kia, Đông Phương tiền bối, ta có thể lựa chọn không thăng cấp,
sau đó lui khoản sao? Tống Thư Hàng suy tư nửa ngày, đưa ra một cái Đông Phương Đại Đế tuyệt đối không có nghĩ tới đề nghị. Từ xưa đến nay trời, chư thiên vạn giới các hệ người tu luyện, đều là cầu Đông Phương Đại Đế luyện khí. Đừng nói 1 tỷ linh thạch, liền xem như lật cái mấy lần số lượng, cũng có là người tới cửa. Hiện tại, có một cái có sẵn luyện khí thăng cấp pháp bảo cơ hội bày ở trước mắt, bá tống lại muốn cự tuyệt trả lại tiền. Đại đế cảm giác, bá tống đây là tại đánh hắn mặt. Người có thể lựa chọn từ bỏ thăng cấp, nhưng lui khoản là không thể nào. Đông Phương Đại Đế chậm rãi nói. Cũng không phải là hắn thiếu tiền, tứ phương đại đế bên trong hắn là nhất hào một cái kia. Chủ yếu là lui khoản vấn đề quan hệ đến mặt mũi. Mà lại, năm đó hắn thiếu thiên đế cái kia bút 1 tỷ linh thạch nợ, liền hắn cũng không biết cái kia 1 tỷ linh thạch đến cùng là cái gì phẩm cấp. Viễn cổ thời đại, hắn tại một lần tu luyện trên đường gặp gỡ đột phát tình trạng, cần tiêu hao đại lượng có sẵn linh thạch, vượt qua ngoài ý muốn. Lúc ấy là thiên đế xuất thủ, giúp hắn một tay. Lần kia thiên đế tế ra linh thạch bên trong, lục, thất, bát, cửu phẩm linh thạch, mỗi cái phẩm giai đều có. Số lượng cũng không phải tinh chuẩn 1 tỷ số lượng, chỉ là đại khái 1 tỷ linh thạch trên dưới, cũng không chính xác. Cho nên, coi như muốn hắn lui khoản, hắn cũng vô pháp đem ngay lúc đó linh thạch phẩm giai hoàn nguyên ra. Luôn không khả năng để hắn lui cái 1 tỷ cửu phẩm linh thạch ra ngoài đi. Cuối cùng hắn lựa chọn lấy công gán nợ, thiếu thiên đế một cái nhân tình. Nhân tình này từ viễn cổ thời đại, một mực lưu cho tới bây giờ. Tống Thư Hàng. Nếu như ngươi không có vật liệu cùng linh thạch, vậy ta liền đi về trước ngủ tiếp một giấc. Chờ ngươi chủ bị tốt thăng cấp vật liệu cùng linh thạch về sau, lại kêu gọi ta. Dù sao chỉ cần chính ngươi không từ bỏ cơ hội này, vậy ta cùng thiên đế ở giữ ước định, liền sẽ không bãi bỏ. Đông Phương Đại Đế lên tiếng nhắc nhở. Hắn có thể cho bá tống một chút thời gian đi chủ bị vật liệu. Dù sao đối với hắn mà nói, hôm nay thay bá tống thăng cấp cùng ngày mai thay bá tống thăng cấp, không có gì khác biệt. Muốn gấp ngược lại là chính bá tống. Bản mệnh pháp khí càng sớm tăng lên đẳng cấp, đối tương lai tu luyện liền càng có chỗ tốt. Không, không cần chờ lần sau. Tống Thư Hàng cắn răng kiên định nói. Ngươi là muốn từ bỏ cơ hội. Đông Phương Đại Đế hơi kinh ngạc nhìn qua bá tống. Bá tống nghèo khó tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bởi vì nghèo, liền dạng này miễn phí cường hóa pháp khí cơ hội đều muốn từ bỏ. Không phải, Đông Phương tiền bối. Ta nói là, ta hiện tại liền muốn thăng cấp. Vật liệu cùng linh thạch, ta có một ít. Tống Thư Hàng lộ ra đau lòng chi sắc nói. Trước mắt hắn, hoàn toàn chính xác có một ít tài phú. Kia là lần trước đem Côn Vương đánh nổ về sau. Từ Côn Vương thể nội không gian bên trong bạo xuất cách xù tài sản. Chư thiên vạn giới, giống Côn Vương tương mình như vậy cả nhà thân khi tồn trữ với mình thể nội, đánh quái sau còn có thể rơi bảo giống loài, cũng không nhiều. Có được Côn Vương bảo tàng Tống Thư Hàng, gần nhất nửa tháng, tài phú giá trị có thể nói là nhân sinh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác của cải của mình nhân sinh đỉnh phong chỉ số, sẽ phải thẳng tắp ngã xuống. Mà lại, nếu như linh thạch phương diện số lượng không đủ, ta còn có thể hướng bằng hữu mượn 1 điểm. Tống Thư Hàng lại bổ sung, đã trải qua thiếu bạch tiền bối rất nhiều linh thạch, cũng không lo lại nhiều thiếu một chút. Hắn bây giờ có được cửu phẩm kiếp tiên thọ nguyên, tại cái này dài dằng dặc thọ nguyên bên trong, hắn nhất định có thể kiếm được đủ nhiều linh thạch, hoàn lại thiếu bạch tiền bối nợ khổng lồ. Mượn 1 điểm, công đức xà mỹ nhân bắt đầu đóng vai máy lặp lại. Trên lý luận đến nói, Tống Thư Hàng cần hướng bạch tiền bối mượn linh thạch, chỉ dùng thật mượn 1 cái điểm linh thạch liền đủ. Đem bạch tiền bối viên kia linh thạch hành tinh theo tỷ lệ co lại thành mô hình địa cầu lớn nhỏ, phía trên 1 cái điểm nhỏ chính là thành thị lớn nhỏ, đào ra 1 cái điểm linh thạch, hoàn toàn đầy đủ Tống Thư Hàng thăng cấp pháp khí tiêu hao cần thiết. Người trước đem toàn bộ linh thạch móc ra, ta xem một chút có đủ hay không thăng cấp cần thiết. Một mình ngươi có được 2 bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, muốn một hơi thăng cấp. Tiêu hao số lượng sẽ tương đối lớn. U Linh Trạng Đông Phương Đại Đế hữu nghị nhắc nhở, không che giấu chút nào đất là nghèo khó khí tức nồng đậm bá tống đạo hữu đánh tâm lý dự phòng châm. Miễn cho thăng cấp lên tới 1 nửa lúc, bá tống đạo hữu bởi vì đau lòng linh thạch, nội tâm dẫy dụa, lựa chọn đình chỉ thăng cấp. Còn nữa, thăng cấp bản mệnh pháp khí lúc cùng thăng cấp phổ thông pháp khí khác biệt, vì để phòng vạn nhất, linh thạch dự trữ phải tận lực phong phú, thà nhiều không ít. Không bằng trước bối đến ta.
vẫn là ta thả ra đi. Tống Thư Hàng nói đến một nửa, cười khan nói. Hắn vốn định trực tiếp mang theo Đông Phương Đại Đế đi hắn hạch tâm thế giới. Nhưng tưởng tượng, hạch tâm thế giới bên trong hiện tại khắp nơi là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Liền Nam Phương Đại Đế Nam Thu Tự cùng trước mắt Đông Phương Đại Đế Đông Chi Xuân các mảnh vỡ, cũng đều tại hắn hạch tâm thế giới bên trong. Chủ yếu là Nam Phương Đại Đế Nam Thu Tự, Tống Thư Hàng cũng không muốn để người ta biết nó tại chính mình hạch tâm thế giới. Vạn nhất tin tức để lộ ra đi, mà người Nam Phương Đại Đế để mắt tới hắn, sẽ rất khó thụ. Theo quy tiền bối nhắc nhở, nếu như bị Nam Phương Đại Đế để mắt tới, kia là ăn cơm, đi ngủ, bế quan lúc, đều có thể sẽ bị Nam Phương Đại Đế tập kích. Mài người Đại Đế tên tuổi, cũng không phải trống rỗng mà tới. Trên thế giới này có thể sẽ có lấy sai đạo hiệu, nhưng tuyệt đối không có lấy sai ngoại hiệu. Dứt lời, Tống Thư Hàng thoáng mở ra hạch tâm thế giới, cũng hướng hạch tâm tiểu trợ thủ hạ đạt đem linh thạch móc ra chỉ lệnh. Hoa lạp lạp lạp, một đống lớn lấp lánh bát, cửu phẩm linh thạch, từ hạch tâm thế giới bên trong nghiêng đổ ra tới. Thậm chí trong đó, còn kèm theo một phần nhỏ phẩm cấp thấp linh thạch. Kia là Tống Thư Hàng riêng tư tiền, cũng đều bị hạch tâm tiểu trợ thủ móc ra. Trừ linh thạch bên ngoài, còn có Côn Vương bảo tàng bên trong vật liệu luyện khí, cùng Tống Thư Hàng lần này từ cửu U Hao Bạch tiền bối lông dê thu thập lại một chút vật liệu luyện khí, cũng đều bị móc ra. Bá Tống đạo hữu trong tay ngươi nguyên vật liệu số lượng không ít nha, mà lại đều là khó được tinh phẩm. Cái này có thể sử dụng, những thứ này cũng có thể dùng, bộ phận này cũng có thể dùng, cái này cũng không tệ. Đông Phương Đại Đế bắt đầu ở vật liệu trồng bên trong chuyển. Vạch một cái chính là một mảnh. Trong nháy mắt, một đống lớn vật liệu luyện khí, cũng chỉ thừa chút bên cạnh cạnh góc sừng không dùng được, bị chuyển về cho Tống Thư Hàng. Còn lại 99% nguyên vật liệu, đều bị Đông Phương Đại Đế vạch đi. Mặt khác, linh thạch phương diện, bá Tống đạo hữu người tốt nhất lại chuẩn bị 3 lần tả hữu số lượng. Đông Phương Đại Đế nói bổ sung. Khó được xuất thủ, hắn muốn cho bá Tống hảo hảo dòng dã, nhất định phải tranh thủ đem bá Tống linh thạch cùng luyện khí vật liệu toàn bộ dùng tới, đem 66 kiện tổ hợp pháp khí, rèn luyện đến cực hạn. Cũng không thể để bá Tống coi thường hắn 1 tỷ linh thạch xuất thủ một lần trình độ. Nói thật, Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới móc ra vật liệu luyện khí chi phong phú, khiến nguyên bản cảm giác hắn là cái nghèo khó hộ Đông Phương Đại Đế hơi có chút kinh ngạc. Những thứ này vật liệu luyện khí không chỉ có số lượng phong phú, mà lại mỗi một loại đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra luyện khí tài liệu tốt. Như thế xem ra, nhìn như nghèo khó bá Tống nhưng thật ra là cái có ánh mắt tinh phẩm cất giữ người, đi tinh phẩm lộ tuyến. Cũng khó trách hắn sẽ nghèo không có nhiều linh thạch, những thứ này tinh phẩm vật liệu thu thập có thể là phi thường háo tiền. Đông Phương Đại Đế nhìn về phía Tống Thư Hàng ánh mắt biến nhu hòa, luyện khí sư nhóm liền thích chế tạo loại này cực phẩm vật liệu. Vật liệu càng tinh phẩm, luyện khí sư nhóm mới có thể đem bản lãnh của mình siêu trình độ phát huy ra. Có những tài liệu này, Đông Phương Đại Đế thậm chí có nắm chắc đem Tống Thư Hàng bát phẩm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đẳng cấp cho chồng đến yếu. Trường sinh giả thần binh trình độ. Này chủ yếu còn là bởi vì Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí số lượng quá nhiều, hai bộ tổng cộng có 66 kiện. Nếu như Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí chỉ là 2-3 kiện một bộ, dựa vào trong tay những thứ này cực phẩm vật liệu luyện khí, lại thêm đủ nhiều linh thạch, Đông Phương Đại Đế lại đụng một cái, đi đem chính mình hang ổ thiên hỏa tế đàn bắt đầu, nhiều nhất chỉ cần 1-2 năm thời gian, hắn trực tiếp liền có thể mân mê ra trường sinh giả thần binh, hoặc là có tiềm lực tiến hóa thành trường sinh giả thần binh cực phẩm kiếp tiên thần binh ra. Xem ở những thứ này tinh phẩm tài liệu trên mặt mũi, Đông Phương Đại Đế chuẩn bị toàn lực xuất thủ, phát huy chính mình thiên hạ đệ nhất trùy luyện khí bản sự, nhất định phải đem bá Tống hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trồng đến cực hạn cường đại. 3 lần linh thạch, ta hiểu được, ta đi tìm bạch tiền bối mượn điểm. Lúc này Tống Thư Hàng khôi phục bình tĩnh. Tại biết mình tiền đã trải qua không gánh nổi, chỉ có thể tiêu xài lúc, Tống Thư Hàng nội tâm vậy mà biến giếng cổ không gợn sóng bắt đầu bởi vì thế cục đã đến muốn mượn tiền trình độ, mượn 3 lần cũng là mượn, mượn 4 lần 5 lần cũng là mượn. Đã trải qua không có gì đáng sợ. Nghĩ như vậy thời điểm, Tống Thư Hàng nội tâm ngược lại biến bình tĩnh. Bạch tiền bối bản thể còn đang bế quan, cho nên Tống Thư Hàng trực tiếp liên hệ bạch tiền bối lưu tại cửu U thế giới nửa cái phân thân. Bạch tiền bối, thuận tiện đáp lời sao? Ta cần mượn ít tiền. Tống Thư Hàng có chút chột dạ nói,
Loại cảm giác này để hắn nhớ lại cao trung sớm hướng Tống ba ba muốn tiền sinh hoạt lúc cảm giác. Làm gì dùng? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Thăng cấp hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí dùng, phải lượng lớn linh thạch. Thiên hạ đệ nhất trùy Đông Phương Đại Đế tự mình động thủ thăng cấp. Tống Thư Hàng đáp. Cái kia không tệ. Mở không gian thông đạo, chúng ta bắt đầu linh thạch truyền tống. Bạch Tiền Bối phân thân sảng khoái trả lời. Dù sao là bản thể linh thạch, hắn lại không đau lòng. Tống Thư Hàng theo lời, tại cái này sắp sụp đổ tiểu thế giới cùng Bạch Tiền Bối phân thân nơi đó mở cái không gian thông đạo. Sau một khắc, liên tục không ngừng linh thạch từ không gian thông đạo bên trong tuôn ra. Phổ thông linh thạch, đều là trải qua tiêu chuẩn cắt chém. Mà Bạch Tiền Bối phân thân cái kia truyền tới linh thạch, đều là linh thạch nguyên thạch, mỗi một khối đều to lớn vô cùng. Bạch Tiền Bối phân thân cũng lười lại mảnh gia công cắt chém. Thế là, từng cái bất quy tắc cự hình linh thạch khoáng, từ không gian thông đạo bên trong tuôn ra mỗi một khối đường kính đều vượt qua 100 mét chi cự. Như thế lớn linh thạch quảng thô, mà lại cái này phẩm chất còn như thế cao, những linh thạch này mỏ làm ra là đầu siêu cự hình khoáng mạch sao? Đông Phương Đại Đế ngẩn người, nói. Như thế cự hình linh thạch khoáng cũng không phổ biến, dù sao liền xem như siêu cự hình trong mỏ quặng linh thạch khoáng, bên trong linh thạch cũng không có khả năng toàn sinh trưởng ở cùng một chỗ. Đây cũng không phải là mỏ linh thạch xuất phẩm linh thạch. Tống Thư Hàng kiêu ngạo nói, đây là ta Bạch Tiền Bối nhặt được một viên linh thạch tinh cầu, sau đó từ phía trên cắt đi linh thạch. Nếu không phải ta không gian thông đạo chỉ có thể duy trì cái này lớn nhỏ, Bạch Tiền Bối cái kia hoàn toàn có thể cắt chém càng lớn linh thạch khoáng tới. Đông Phương Đại Đế. Cái gì, người mới vừa nói cái gì, ta có nghe lầm hay không? Linh thạch tinh cầu là thứ quỷ gì? Ta Đông Phương Đại Đế tung hoành viễn cổ thời đại, dấu chân đạp biến chư thiên vạn giới. Ta cũng chưa từng thấy qua linh thạch tinh cầu loại vật này a. Bình thường liền xem như cao linh lực thế giới, một cái thế giới bên trong có thể có rất nhiều cự hình mỏ linh thạch cũng không tệ rồi. Nguyên một hành tinh đều là linh thạch, đây quả thực không cách nào tưởng tượng được không? Nếu như trên viên tinh cầu kia có người tu luyện ở lại, kia là chuyện hạnh phúc dường nào. Ngồi xổm trên mặt đất, tùy tiện một móc chính là linh thạch. Lúc tu luyện, hướng trên mặt đất một nằm sấp, liền có thể hấp thu lực lượng. Liền bồn cầu đều là linh thạch chế tác, động phủ, công cụ toàn bộ có thể dùng linh thạch chế tạo. Ngẫm lại liền xa xỉ. Đông Phương Tiền Bối, người thất thần sao? Linh thạch số lượng không sai biệt lắm không? Tống Thư Hàng hỏi. Không gian thông đạo bên trong, từng cái 100 mét đường kính linh thạch còn đang không ngừng lăn ra. Đủ rồi, đầy đủ. Đông Phương Đại Đế liền vội vàng khoát tay nói. Hắn quả thực muốn bị đối diện bá tống nhà Bạch Tiền Bối hào khóc. Loại này mượn người linh thạch phương thức, liền viết thần thoại diễn nghĩa cũng không dám như thế viết a. Có thể giao đến bằng hữu như vậy, quả thực tam sinh hữu hạnh. Bạch Tiền Bối, linh thạch số lượng đầy đủ, Tống Thư Hàng kêu lên. Thu được, cố lên, Bạch Tiền Bối phân thân truyền âm trả lời. Tống Thư Hàng lớn tiếng nói, tạ ơn Bạch Tiền Bối. Sau đó, không gian thông đạo quan bế. Đông Phương Đại Đế nhìn qua bồng bềnh trong hư không một đống lớn cự hình linh thạch, lại nhìn phía Tống Thư Hàng, người mượn linh thạch về sau, đều không nhắc một chút lúc nào trả sao. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, ngữ khí thê lương nói. Dù sao ta thời gian ngắn cũng trả không được. Đông Phương Đại Đế. Vì cái gì ngươi có thể như thế lẽ thẳng khí hùng? Đông Phương Tiền Bối, còn cần chuẩn bị thứ gì không? Nếu như còn kém đồ vật, ta có thể liên hệ cái gì đều có thể bán đại lão, từ chỗ của hắn vào tay mua vào một chút. Tống Thư Hàng trên mặt nghèo khó hương vị tán đi, hiển thị rõ hào khí. Nam nhân quả nhiên muốn có tiền, không có tiền nói chuyện đều không có sức. Hiện tại trước mắt có cái này một chỗ cự hình linh thạch khoáng về sau, Tống Thư Hàng lại bành trướng. Tạm thời đầy đủ, chênh lệch đơn giản một chút vật liệu ta có thể cho ngươi bổ túc, xem ở ngươi cung cấp như thế tinh phẩm vật liệu luyện khí phân thượng, phổ thông vật liệu ta liền không thu phí dụng. Đông Phương Đại Đế nói. Tạ ơn tiền bối không hổ là thiên hạ đệ nhất trùy. Tống Thư Hàng nho nhỏ đập cái mông ngựa. Đông Phương Đại Đế mỉm cười. Đưa tay mơn trớn Tống Thư Hàng 66 kiện bản mệnh pháp khí, lại hơi có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, kỳ thật có 65 kiện pháp khí đều chỉ ở vào ngưng tụ yếu ớt ý thức trạng thái. Nếu như bọn chúng trạng thái có thể tiến thêm một bước,
ta liền có nắm chắc hơn để ngươi hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chất lượng nâng cao một bước. Nói cách khác, muốn cường hóa một chút bọn chúng sao? Tống Thư Hàng trả lời. Đông Phương Đại Đế. Pháp khí ý thức, cũng không phải nghĩ cường hóa liền cường hóa a. Đối diện. Tống Thư Hàng dùng tu chân nói chuyện phiếm công năng liên hệ Hoàng Sơn mụ mụ, Hoàng Sơn tiền bối, Hoàng Sơn tiền bối. Chuyện gì? Hoàng Sơn mụ mụ trả lời. Hẹn sao? Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng bổ sung cái giơ ngón tay cái biểu lộ. Hoàng Sơn tiền bối. Xé. Trong tay hắn một bản cổ thư bị xé thành hai nửa. Đậu đậu. Đậu đậu trừng to chính mình mắt chó, nghi hoặc nhìn qua Hoàng Sơn tôn giả. Hoàng Sơn đại ngốc có phải là đến thời mãn kinh, nếu không vì cái gì đột nhiên không hiểu thấu liền nóng này. Chờ chút. Chẳng lẽ là ta lặng lẽ đem hắn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đổi thành cùng khoản hương vị đường đậu sự tình, bị hắn đã nhận ra. Đậu đậu trong lòng có chút chột dạ bắt đầu. Chủ yếu là vài ngày trước, Hoàng Sơn đại ngốc tâm can đau lúc, liền sẽ để nó gặm mấy quả hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, sau đó Hoàng Sơn nghe hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn bị nhấm nuốt thanh âm, tâm can sẽ dễ chịu một chút. Cho nên nha, vì mình dạ dày suy nghĩ, đậu đậu lặng lẽ đem Hoàng Sơn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đổi thành đường đậu. Dù sao tâm can của nó lại không có mau bệnh, không có bệnh ăn cái gì thuốc. Trong lúc đang suy tư, đã thấy Hoàng Sơn đại ngốc thuần thục đưa tay, nắm lên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cái bình, đổ ra hai hạt, liền chuẩn bị nhét vào trong miệng. Xem ra không phải ta nồi, là Cửu Châu Dược Hoàn quần bên trong lại có người phát khiến Hoàng Sơn đại ngốc tâm can run rẩy nói chuyện phiếm nội dung. Đậu đậu đầu tiên là âm thầm vì vị kia không biết tên quần thành viên điểm tán. Đồng thời nó nhào về phía Hoàng Sơn đại ngốc, lên tiếng kêu lên, đại ngốc, ta đến nhai, dược hoàn ta đến nhai. Ngươi nghe ta nhấm nuốt dược hoàn thanh âm liền tốt, là thuốc ba phần độc, ngươi gần nhất vẫn là chớ ăn. Hoàng Sơn tôn giả sững sờ. Đậu đậu, đây là vì hắn suy nghĩ. Từ khi hắn đưa ra muốn đem đậu đậu phân phủ, đồng thời đã tại bắt đầu vì đậu đậu bố trí mới động phủ về sau, đậu đậu tựa hồ lập tức liền trưởng thành, biến thành thục. Quả nhiên, hài tử không thể một mực lưu tại phụ mẫu cánh chim phía dưới, nhất định phải để bọn hắn rời đi, bọn hắn mới có thể thu được trưởng thành. Hoàng Sơn nội tâm trận trận vui mừng. Hút trượt đậu đậu đầu lưỡi một quyển, đem Hoàng Sơn tôn giả trong tay dược hoàn cho liếm lấy quá khứ, sau đó miệng bên trong phát ra thanh thúy nhấm nuốt âm thanh. Hoàng Sơn tôn giả đem bình thuốc khép lại, cười sờ lên đậu đậu đầu chó. Yên tâm đi, ta không sao. Hắn nói như vậy. Sau đó, hắn cắn răng mở ra Tống Thư Hàng tiểu hữu nói chuyện riêng, trả lời, nói chính sự. Hắn không thể giả chết không đi hồi phục Thư Hàng, bởi vì lấy Thư Hàng, Tam Lãng, đồng quái ba tên này tính cách, nếu như ngươi không để ý bọn hắn nói chuyện riêng, cái kia một hồi về sau, bọn hắn liền sẽ chạy đến quần trò chuyện bên trong ngươi. Hai hại khách quan lấy nó nhẹ, cho nên cho dù là tâm can ẩn ẩn làm đau, Hoàng Sơn mụ mụ vẫn là lựa chọn phản ứng bá tống. Là như vậy, Hoàng Sơn tiền bối, ngài lần trước không phải cùng ta nhắc qua, tháng một trung tuần thời điểm, chúng ta cùng một chỗ thành đoàn hẹn Lý Đạo Quân, đi hóa linh di tích bên trong tìm kiếm khiến tu sĩ bản mệnh pháp khí đản sinh ra yếu ớt ý thức, hoặc là khiến yếu ớt pháp khí ý thức có nhất định tỷ lệ tiến hóa thành khí linh vật chất. Ta xem một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm đến tháng một trung tuần. Không bằng, chúng ta hôm nay liền hẹn bắt đầu, Tống Thư Hàng trả lời. Hôm nay đã là ngày 17 tháng 1, tính toán thời gian, vừa vặn đã là tháng 1 trung tuần. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay liền hẹn bắt đầu, xông vào này cái hóa linh di tích, sau đó vài phút bên trong đẩy ngang hóa linh di tích phó bản, đem cái kia khiến bản mệnh pháp khí thăng cấp vật chất cho móc ra. Dù sao thiên hạ đệ nhất trùy Đông Phương Đại Đế còn tại bên cạnh chờ lấy khai lò luyện khí, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem cái kia thần kỳ vật chất đem tới tay. Tại đại đế khai lò trước đó, để cho mình tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nâng cao một bước. Nguyên lai là việc này, người bây giờ có thể dành thời gian ra. Hoàng Sơn tôn giả hỏi. Tống Thư Hàng trong tay có cái kia thần kỳ thuốc nhỏ mắt, đồng dạng có được khiến bản mệnh pháp khí đản sinh ra yếu ớt ý thức công năng, đồng thời số lượng không ít. Lúc trước Thư Hàng dùng cái này thuốc nhỏ mắt, lấy mỗi giọt vì một phần, tại Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu trong tay đổi đi đại lượng bảo vật. Những cái kia bảo vật về sau lại thông qua tán tài vương tỏa tại Thiên Hà Tô Thị Niên hội thượng tán tài một đợt. Hoàng Sơn tôn giả cũng mượn cơ hội này,
dùng cái kia thuốc nhỏ mắt làm chính mình bản mệnh kiếm khí đã đản sinh ra yếu ớt linh thức. Mà hóa linh di tích bên trong thần kỳ vật chất, có được khiến yếu ớt linh thức có nhất định tỷ lệ sinh ra khí linh công hiệu. Thuốc nhỏ mắt cùng thần kỳ vật chất tổ hợp, trên lý luận mà nói quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Hiện tại duy nhất cân nhắc chính là cái kia di tích bên trong thần kỳ đặc chất hiệu quả, có thể hay không cùng Tống Thư Hàng thuốc nhỏ mắt trùng điệp. Có thể, hoàn toàn không có vấn đề, ta tùy thời có thể xuất phát. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hiện tại, hắn sắt thép hóa thân trở về rồi, lại thêm cửu u thế giới Tống Pho. Hắn lại về tới cái kia có phân thân vui vẻ thời gian, một người có thể đồng thời xuất hiện tại ba cái địa phương. Cửu u ma hải thế giới từ Tống Pho tọa chấn, sau đó đem sắt thép hóa thân lưu tại tiểu thế giới này hài cốt bên trong, cùng đi Đông Phương Đại Đế. Cứ như vậy, bản thể của hắn có thể xuất phát, cùng Hoàng Sơn tiền bối hẹn lên, đẩy ngang hóa linh di tích. Được, vậy ngươi chờ một lát, ta đi liên hệ hạ Lý Đạo Quân. Hoàng Sơn tiền bối trả lời. Kết thúc cùng Tống Thư Hàng nói chuyện riêng về sau, Hoàng Sơn tôn giả lại móc ra một viên đặc chế truyền âm ngọc phù, bắt đầu liên hệ Lý Đạo Quân. Lý Đạo Quân là loại kia khá là cẩn thận tính cách tu sĩ. Gần đây có rất nhiều người đều trong bóng tối tìm hắn, nghĩ từ trên người hắn đạt được cái kia thần kỳ vật chất, dẫn đến gần nhất Lý Đạo Quân liền lưới cũng không dám bên trên. Cũng chỉ có một chút hảo hữu chí giao, mới có thể thông qua đặc chế truyền âm ngọc phù liên hệ với hắn. Truyền âm ngọc phù rất nhanh kết nối. Nha, Lý Đạo Quân, ta là Hoàng Sơn. Hoàng Sơn tôn giả lời đầu tiên báo danh hào, miễn cho cẩn thận Lý Đạo Quân treo ngọc phù. Hô, là Hoàng Sơn a. Đối diện Lý Đạo Quân ngữ khí tựa hồ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Chênh lệch thời gian không nhiều đến tháng một trung tuần, chúng ta muốn hay không hẹn lên tiến về cái di tích kia động phủ. Hoàng Sơn tôn giả nói. Lý Đạo Quân lên tiếng trả lời, người bên kia tìm tới thích hợp phòng ngự hình đạo hữu sao? Nhân phẩm phương diện có tin được không? Ta lần trước liên hệ ngươi thời điểm, chẳng phải cùng ngươi nhắc qua, ta đã tìm được thích hợp phòng ngự hình nhân tuyển. Yên tâm đi, nhân phẩm lên tuyệt đối tin qua, là ta một tay nhìn xem hắn trưởng thành đạo hữu. Hoàng Sơn tôn giả bùi ngùi mãi thôi. Là hậu bối, vậy hắn phòng ngự đủ thịt sao? Lý Đạo Quân có chút gánh thầm nghĩ, hóa linh di tích bên trong cạm bẫy cùng công kích phi thường đáng sợ, cho nên nhất định phải là sở trường phòng ngự lục phẩm phía trên tu sĩ. Ta mới có nắm chắc xâm nhập đến di tích chỗ sâu đi. Giữ gốc bát phẩm cấp phòng ngự, Hoàng Sơn tiền bối bình tĩnh trả lời. Tống Thư Hàng tiểu hữu bộ kia tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, toàn bộ bát phẩm phẩm chất. Cái kia vĩnh bất hãm lạc thánh thành vừa mở, cửu phẩm công kích đều gánh được. Mà lại, đây vẫn chỉ là Tống Thư Hàng mặt ngoài phòng ngự cấp bậc, trên thực tế Thư Hàng hiện tại phòng ngự mạnh bao nhiêu, Hoàng Sơn mụ mụ đều coi không ra. Tê, thỏa, thỏa, Lý Đạo Quân vui vẻ nói. Bất quá một lát sau, Lý Đạo Quân lại có chút khổ não nói, phòng ngự hình đạo hữu là tìm được, nhưng chúng ta còn thiếu khuyết một vị có được đại công đức cao tăng. Kỳ thật mấy ngày nay, ta một mực tại tìm kiếm dạng này đắc đạo cao tăng, nhưng một mực không có đáng tin nhân tuyển. Có được đại công đức cao tăng, hơn nữa còn phải là đáng tin, tin được đạo hữu, muốn đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này không dễ tìm. Lúc đầu Lý Đạo Quân là có một cái tương đối thích hợp cao tăng đạo hữu. Nhưng vị này cao tăng mấy tháng trước nghe xong bá tống giảng pháp, chịu một phát cường giả giám định thuật về sau, đột nhiên đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ được sinh mệnh chân lý. Gần nhất ở vào bế quan trạng thái, cho tới bây giờ đều không có xuất quan. Nếu không phải biết vị đạo hữu này là đắc đạo cao tăng, Lý Đạo Quân đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không muốn đi tạo sinh mệnh đi. Hoàng Sơn tôn giả nghe được yêu cầu này lúc, có chút dừng lại tức muốn phòng ngự đủ thịt, lại muốn đại công đức, cái này giảng không phải liền là Tống Thư Hàng sao. Đại công đức, ta bên này cũng bao tròn. Hoàng Sơn tôn giả cười trả lời, giữ gốc cụ hiện hóa công đức cất bước. Có đủ hay không? Tống Thư Hàng tiểu hữu công đức chi lực hiện tại thâm hậu cỡ nào, chỉ sợ liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Hoàng Sơn tôn giả biết Tống Thư Hàng tại lần thứ nhất huyền thánh giảng pháp trước đó, liền đã làm được công đức chi quang cụ hiện hóa. Về sau lại kinh lịch 7 lần giảng pháp hiển thánh khâu, tầng tầng công đức chi lực gia trì. Bây giờ cái này chư thiên vạn giới, chư sống thật lâu trường sinh giả bên ngoài. Chỉ sợ đã kinh rất khó tìm ra công đức chi lực so Tống Thư Hàng còn muốn khổng lồ tồn tại. Thậm chí trường sinh giả bên trong có hay không đại lão công đức chi lực vượt qua Tống Thư Hàng, đều vẫn là ẩn số.
giữ gốc công đức chi quang cụ hiện hóa trình độ. Tê thỏa thỏa, Lý đạo quân tâm tình đều biến mỹ diệu bắt đầu, Hoàng Sơn đạo hữu thật đúng là phúc của hắn tinh. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là cẩn thận hỏi một câu, vị này công đức đại sư có thể tin được không? Có được đại công đức đạo hữu nhân phẩm chúng ta là nhất định có thể tin được, bất quá hắn miệng có thể tin cậy được hay không? Yên tâm đi, hoàn toàn đáng tin. Ngươi chỉ cần đến phân phối di tích thu hoạch lúc, nhớ kỹ nhiều một ít mang cho ta tới đạo hữu liền tốt. Hoàng Sơn tôn giả vui vẻ nói. Là cùng một người, thì ra là thế. Lý đạo quân lập tức nghe hiểu Hoàng Sơn tôn giả, hắn gật đầu tỏ ra là đã hiểu cũng đúng. Đắc đạo cao tăng thường thường đều lòng mang nhân từ, cho nên so với công kích tới, cao tăng nhóm thường thường càng thích phòng ngự. Chỉ cần lúc cần thiết, mới có thể biểu hiện ra từ bi mặt khác lửa giận thủ đoạn. Cho nên, tức có được đại công đức, lại am hiểu phòng ngự thủ đoạn, hoàn toàn có thể lý giải. Trong đầu hắn đã kinh não bổ ra một vị diện mục hiền lành, tản ra công đức chi quang cao tăng bộ dáng. Đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không thua lỗ Hoàng Sơn ngươi mang tới đạo hữu. Đến lúc đó phân phối chiến lợi phẩm, khẳng định phải nhiều hắn một phần. Lý đạo quân vỗ ngực bảo đảm nói. Vậy ngươi còn có hay không yêu cầu khác, có duy nhất một lần nói rõ, ta tốt thay ngươi an bài. Nếu như không có vấn đề, chúng ta không bằng hôm nay liền hành động, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hoàng Sơn tôn giả đề nghị. Trừ phòng ngự cùng công đức chi lực bên ngoài, Tống Thư Hàng tiểu hữu còn có một đám hầu tử có thể kêu to 666 triệu uy, công kích phương diện mặc dù thủ đoạn không nhiều, nhưng uy lực lại không yếu, liền liền mang thai loại chuyện này Thư Hàng tiểu hữu cũng có thể làm được, có thể nói phi thường toàn diện. Đầy đủ, đầy đủ. Vậy chúng ta hôm nay liền xuất phát. Chúng ta hẹn địa phương đụng đầu đi. Lý đạo quân vui sướng nói. Hoàng Sơn tôn giả trả lời, được, vậy ta đi hồi phục ta mang tới đạo hữu, hỏi thăm hắn ở nơi nào, sau đó chúng ta tìm thích hợp tọa độ trước tụ tập, lại đi xông vào này di tích. Tạm thời trước treo tuột cùng Lý đạo quân trò chuyện về sau, Hoàng Sơn tôn giả lại nói chuyện riêng Tống Thư Hàng, Thư Hàng, thỏa, hôm nay liền xuất phát. Người bây giờ tại vị trí nào, chúng ta tìm vị trí thích hợp, ba người trước chạm mặt. Hoàng Sơn tiền bối ngươi bây giờ tại đây, ta trực tiếp mở cổng không gian quá khứ tìm ngươi, Tống Thư Hàng nói. Cổng không gian, Hoàng Sơn tôn giả có chút dừng lại về sau, đột nhiên nói, kém chút quên đi ngươi cái kia một thân vật trang sức. Thua lỗ, ngươi cái này một thân vật trang sức xuất tràng phí quá thấp. Tống Thư Hàng cũng không phải một cái đơn thuần cá thể, hắn cái kia một thân xa hoa vật trang sức, chỉ lấy khiên thịt cộng công đức đại sư xuất tràng phí, thực tế có chút thấp. Bất quá, ngẫm lại vẫn là quên đi, thật muốn đem Tống Thư Hàng cùng hắn một thân vật trang sức xuất tràng phí quy ra xuống tới, Lý đạo quân cũng trả không nổi. Hoàng Sơn tiền bối là nghĩ lầm ta là phải dựa vào vật trang sức mở không gian chi môn. Tống Thư Hàng vốn định giải thích một chút, hắn hiện tại đã kinh có thể dựa vào chính mình thủ đoạn mở cổng không gian. Bất quá ngẫm lại về sau, cảm giác vẫn là quên đi. Hoàng Sơn mụ mụ tâm đã kinh rất mệt mỏi. Hắn không thể lại cho Hoàng Sơn mụ mụ chế tạo gánh nặng trong lòng. Hoàng Sơn mụ mụ là mọi người, vạn nhất thật bởi vì gánh vác bệnh, cũng không tốt. Ta tại hiện thế trên địa cầu, hiệp trợ một chút đạo hữu xử lý tà vọng sự kiện di chứng. Ta đem địa đồ tọa độ phát cho ngươi, ngươi trực tiếp tới đi. Hoàng Sơn mụ mụ trả lời. Tống Thư Hàng nhu thuận trả lời, không có vấn đề. Tiểu thế giới hài cốt bên trong. Tống Thư Hàng đối Đông Phương Đại Đế nói, Đông Phương tiền bối, ta đi lấy đồng dạng có thể tăng cường bản mệnh pháp khí ý thức bảo vật, đi một chút sẽ trở lại. Ngươi có thể hay không chờ ta một chút thời gian? Ngươi cứ việc đi thôi, đưa ngươi phân thân lưu tại nơi này dùng để liên hệ là được. Ta tại chính thức khai lò cường hóa ngươi bản mệnh pháp khí trước, vừa vặn cũng cần một chút thời gian chuẩn bị. Đông Phương Đại Đế trả lời, khai lò luyện khí trước, hắn cần án lấy tài liệu phẩm chất cùng chủng loại. Vì Tống Thư Hàng 66 kiện pháp khí thiết kế một bộ cường hóa phương án. Tài liệu khác biệt, cường hóa lộ tuyến cũng có chỗ khác biệt. Đặc biệt là lần này Đông Phương Đại Đế chuẩn bị kỹ càng hảo chỉnh cả, tranh thủ đem tất cả nguyên vật liệu đều dùng đến 66 kiện pháp khí thăng cấp bên trên, bởi như vậy, cường hóa phương án cũng sẽ càng thêm phức tạp. Cái kia Đông Phương tiền bối, ta mau chóng trở về. Tống Thư Hàng đưa tay, đẩy ra không gian chi môn. Mang theo công đức xà mỹ nhân cùng một chỗ biến mất.
Đông Phương Đại Đế đem hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng thăng cấp vật liệu sắp xếp chỉnh tề, bắt đầu thôi diễn lên cường hóa phương án. Được đem bá tống thăng cấp pháp khí linh thức cường độ điều kiện cũng cân nhắc đi vào mới được. Ngược lại là không nghĩ tới, bá tống liền tăng lên bản mệnh pháp khí linh thức cường độ đồ vật cũng có thể móc đến. Bất quá, bản mệnh pháp khí linh thức đột nhiên biên độ lớn tăng lên cộng pháp khí đẳng cấp cũng đồng thời một hơi tăng lên lời nói, cùng tu sĩ bản thân ở giữa độ thân mật rất có thể sẽ phát sinh vấn đề, điểm ấy không thể không phòng. Đông Phương Đại Đế nói khẽ, thân là luyện khí giới đệ nhất nhân, hắn sẽ cân nhắc đến mỗi một chi tiết nhỏ. Nói trở lại, ta chính là một cái luyện khí, tu sĩ tự thân cùng bản mệnh pháp khí độ thân mật, ta hiểu cái chùy. Đông Phương Đại Đế nói, mỗi cái tu sĩ cùng bản mệnh pháp khí ở giữa tăng lên độ thân mật phương pháp đều không giống nhau, Đông Phương Đại Đế nhiều nhất chỉ có thể nhắc nhở một chút. Cụ thể muốn làm sao giải quyết, còn được nhìn chính bá tống thủ đoạn. Nói thật, Đại Đế còn rất chờ mong bá tống 66 kiện bản mệnh pháp khí bởi vì tăng lên quá nhiều, độ thân mật phát sinh vấn đề lúc, bá tống muốn thế nào đối mặt. Hắn muốn nhìn một chút, cái này bị thiên đế xem trọng người trẻ tuổi, đến cùng có chỗ đặc thù gì. Hiện thế, Hoàng Sơn Tôn Giả vị trí. Hoàng Sơn Tôn Giả nhẹ nhàng sờ lên đậu đậu đầu chó, nói, đậu đậu, tiếp xuống ta muốn đi thăm dò một cái di tích, ngươi xem thật kỹ nhà. Không mang tới ta, đậu đậu hỏi. Thực lực của ngươi không đủ, tại cái kia di tích bên trong, ta không nhất định có thể bảo hộ ngươi. Hoàng Sơn Tôn Giả nói, cố lên tấn cấp đi. Đậu đậu nghe nói như thế, liền khéo léo nhẹ gật đầu liền Hoàng Sơn cũng vô pháp bảo hộ hắn di tích. Nó gần nhất không có tìm đường chết hứng thú. Đang khi nói chuyện, đột nhiên có không gian chi môn tại đậu đậu trước mặt mở ra. Gâu, cửu phẩm kiếp tiên. Đậu đậu lập tức từ trên mặt bàn bật lên tới. Cửu phẩm kiếp tiên đột nhiên quang lâm, nó đương nhiên sẽ khẩn trương. Là ta, đậu đậu. Tống Thư Hàng thanh âm nhu hòa từ trong cánh cửa không gian phát ra, thân hình của hắn vượt không ở giữa mà đến, đưa tay đem đậu đậu giơ lên cao cao. Bắt trước Hoàng Sơn tiền bối giọng nói, cố lên tấn cấp đi, đậu đậu. Đậu đậu. Nó duy chỉ có không muốn bị Thư Hàng gia hỏa này nâng cao cao, nói lời như vậy. Ta tới, Hoàng Sơn tiền bối Tống Thư Hàng đem đậu đậu sau khi để xuống, nói. Vậy chúng ta lên đường đi. Hoàng Sơn Tôn Giả đưa lên một tờ giấy, nói, ta vừa rồi lại liên hệ Lý Đạo Quân, hắn bây giờ tại mặt trăng ẩn tàng động phủ, đây là tọa độ. Không có vấn đề. Chúng ta trực tiếp đi qua, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng hất đầu lên ngốc mao. Làm bộ là sở các chủ tại mở cổng không gian. Lại một cái cổng không gian mở ra, nối thẳng mặt trăng tọa độ. Hoàng Sơn tiền bối ngươi trước đi qua, Tống Thư Hàng nói hắn muốn duy trì lấy không gian này cửa. Hoàng Sơn Tôn Giả cũng không có hoài nghi, hắn đưa tay trên bàn nắm lên một con túi càn khôn, giao phó xong đậu đậu về sau. Liền đứng dậy bước vào đến bên trong cửa không gian. Mặt trăng, Lý Đạo Quân ẩn tàng động phủ chỗ. Hoàng Sơn nói muốn cùng vị kia cao tăng đạo hữu trực tiếp tới tìm ta, cũng không biết lúc nào sẽ đến. Lý Đạo Quân chỉnh lý tốt thăm dò di tích có thể sẽ dùng tới đồ vật. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn xem Hoàng Sơn nhà vị kia công đức thâm hậu, phòng ngự cao cường hậu bối đạo hữu. Đang khi nói chuyện, đột nhiên có một đạo không gian chi môn. Tại hắn động phủ nơi cửa mở ra. Không gian chi môn linh lực ba động cực lớn, lập tức đưa tới Lý Đạo Quân cảnh giác. Cửu phẩm kiếp tiên. Lúc này vì cái gì sẽ có cửu phẩm kiếp tiên tới tìm ta? Là ngẫu nhiên truyền tống phạm sai lầm, vẫn là nhìn chúng trong tay của ta đặc thù vật chất tin tức, muốn đi qua hướng ta đòi hỏi. Một nháy mắt, Lý Đạo Quân trong đầu hiển hiện mấy chục cái suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Sơn Tôn Giả thân ảnh quen thuộc kia từ trong cánh cửa không gian bước ra. Hoàng Sơn, Lý Đạo Quân sững sờ nói. Ngươi nói trực tiếp tới tìm ta, chỉ là vượt không ở giữa cửa trực tiếp tới. Ngươi kém chút đem ta sợ tè ra quần được không? Hoàng Sơn Tôn Giả mỉm cười nói, ta tới, Lý Đạo Quân, mở cửa đi. Lý Đạo Quân kết động đạo ấn, mở ra ẩn tàng động phủ đại môn, đem Hoàng Sơn đón vào. Đợi Hoàng Sơn Tôn Giả sau khi đi vào, Lý Đạo Quân tiến lên đón, cho hắn một cái ôm, sau đó hỏi, Hoàng Sơn, cái kia. Một vị khác đạo hữu đâu? Nhìn qua động phủ cổng cổng không gian, Hoàng Sơn nói một cái khác đạo hữu, sẽ không là mở cổng không gian đạo hữu a. Đang khi nói chuyện,
Cổng không gian lấp lóe, lại có một thân ảnh bước ra. Thân ảnh này vừa xuất hiện lúc, có đầy trời công đức chi quang đi theo. Đồng thời, có 7 cái thánh hào trực tiếp phù hiện ở Lý Đạo Quân não hải. Bá, Bá Tống. Lý Đạo Quân cả người thân thể đều cương cứng. Vị này đại lão sao lại tới đây? Tới, đây chính là ta nói phòng ngự rất mạnh đạo hữu. Hoàng Sơn mụ mụ xa xa hướng phía Tống Thư Hàng vẫy gọi. Lý Đạo Quân, ta chỉ là muốn một cái phòng ngự mạnh một chút khiên thịt đạo hữu, người vậy mà đem Bá Tống đại lão cho ta kéo qua rồi. Mặt khác, Hoàng Sơn người cái này mày rậm mắt to, vậy mà cũng sẽ dọa người. Bá Bá Tống lúc nào thành ngươi hậu bối, ngươi còn nhìn xem hắn trưởng thành. Ngươi là viễn cổ thời đại đại lão chuyển sinh sao? Ngươi mặt đâu? Có xấu hổ hay không rồi? Trong lúc đang suy tư, động phủ cổng không gian thông đạo chỗ, Bá Bá Tống đại lão xa xa hướng phía Hoàng Sơn tôn giả kêu lên, Hoàng Sơn tiền bối, ta đến rồi. Hoàng Sơn, tiền bối, tiền bối, Bá Bá Tống hô Hoàng Sơn tiền bối. Lý Đạo Quân sững sờ nhìn lấy mình chí hữu Hoàng Sơn. Ngọa thảo, ta thật không biết Hoàng Sơn lai lịch của ngươi như thế lớn a. Hoàng Sơn đại đại, ngài đến cùng là vị nào viễn cổ đại lão chuyển thế? Nói cho ta được không, ta tốt đi ngươi kiếp trước mộ phần tế bái đi. Lý Đạo Quân đặc biệt u oán nhìn qua Hoàng Sơn tôn giả. Đang nghe đáng sợ Bá Bá Tống ngọt ngào kêu Hoàng Sơn đạo hữu tiền bối thời điểm, Lý Đạo Quân cảm giác chính mình kém chút phải quỳ. Lúc này, Bá Bá Tống một bên vẫy tay, một bên hướng bên này chạy tới. Lý Đạo Quân cũng không biết chính mình muốn dùng dạng gì tâm tính, đi đối mặt Hoàng Sơn vãn bối Bá Bá Tống dù sao đây chính là làm cả chư thiên vạn giới đều run rẩy nam nhân. Không cần khẩn trương, bình thường đối đãi Thư Hàng liền tốt, hắn là cái rất dễ thân cận đạo hữu. Hoàng Sơn tôn giả trái lương tâm nói chính là ở chung lâu, người cần đến ta nơi này mua bí chế hoa quả vị hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Lý Đạo Quân, tâm bình tĩnh cọng lông lông cho a. Người đứng tại vị trí của ta cùng góc độ, đối mặt Bá Bá Tống lúc, người cho người tâm bình tĩnh tới một cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Đạo Quân ngươi đã nhận ra không có, người động phủ bên cạnh có người đang giám thị. Hoàng Sơn tôn giả lặng lẽ lên tiếng nhắc nhở. Tại Lý Đạo Quân mở ra động phủ chi nghênh tiếp ở cửa đón hắn thời điểm, chung quanh toát ra mấy cái giám thị bí mật thân ảnh. Bọn hắn rất sớm đã tại, bất quá trước đó động phủ của ta một mực ở vào ẩn tàng trạng thái, bọn hắn chỉ có thể canh giữ ở vùng này. Hiện tại ta động phủ chi cửa vừa mở ra, bọn hắn liền lặng lẽ tụ tập tới. Một đám giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, Lý Đạo Quân khinh thường nói. Hoàng Sơn tôn giả cười nói, dù sao trong tay ngươi cái kia đặc thù vật chất là có thể tăng cường bản mệnh pháp khí linh thức bảo vật. Nói trở lại, ngươi lúc đó tình báo là thế nào để lộ? Quá không cẩn thận đi. Là ta quá bất cẩn, đạt được bảo vật sau quá mức hưng phấn, tại không làm tốt phòng bị tình huống dưới, liền thử nghiệm sử dụng bảo vật tăng lên ta một thanh phi kiếm. Kết quả quá trình này lại vừa lúc bị người phát giác, hại ta trốn đông trốn tây, rụt vài ngày. Lý Đạo Quân buồn bực nói. Người tại quá thời điểm hưng phấn, sẽ không có cách nào giữ vững tỉnh táo, Lý Đạo Quân ngày thường phi thường cẩn thận, nhưng ở quá thời điểm hưng phấn vẫn là phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Đối diện, Tống Thư Hàng đồng dạng đã nhận ra cái kia một đám ẩn tàng giám thị thân ảnh, đồng thời, hắn hơi suy nghĩ một chút liền đoán được những người này giám thị Lý Đạo Quân nguyên nhân. Xem ra, có không ít người đều nhìn chằm chằm Lý Đạo Quân trong tay cái kia có thể tăng lên pháp khí linh thức đặc thù vật chất. Tu chân giới cũng là một cái đại giang hồ, có giang hồ địa phương liền khó tránh khỏi sẽ có bóng ma một mặt. Đã như vậy, cái kia xem ở Hoàng Sơn mụ mụ trên mặt mũi. Chính mình giúp vị này Lý Đạo Quân một thanh đi. Hoàng Sơn mụ mụ hảo hữu, chính là bọn hắn Cửu Châu nhất hào quần thành viên hảo hữu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, giám thị bí mật lấy Lý Đạo Quân động phủ đám kia thành viên, lúc này tâm can đều run rẩy, bắp chân như nhũn ra, phần bụng ẩn ẩn đau nhức. Bọn hắn nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới Bá Bá Tống đại lão hội xuất hiện nơi này lúc. Bọn hắn vốn chỉ là nghĩ điều tra một con cấp 10 nhỏ boss tin tức, kết quả lại phát hiện cái này nhỏ boss bên cạnh còn có chỉ 100 triệu cấp siêu quy tắc trung cực boss ở đây. Nếu không phải bọn hắn tâm lý tố chất quá cường, đã sớm hỏng mất. Không nghĩ tới Lý Đạo Quân vậy mà cùng Bá Bá Tống dựng vào tuyến.
cũng không biết Lý Đạo Quân cùng bá bá Tống ở giữa là quan hệ như thế nào. Nếu như chỉ là phổ thông duy nhất một lần hợp tác còn tốt, chờ Lý Đạo Quân hợp tác với bá bá Tống kết thúc về sau, bọn hắn có thể lại tùy thời mà động. Nhưng nếu như Lý Đạo Quân cùng bá bá Tống ở giữa có quan hệ thân mật, vậy ai dám có ý đồ với Lý Đạo Quân, chính là chán sống. Nhắc tới đã qua một năm, tu chân giới tồn tại cảm mạnh nhất nam nhân là ai, khẳng định là bá Tống không thể nghi ngờ. Mặt khác, nghe nói trước đó không lâu, bá Tống tại trên hỏa tinh khiêu chiến chư thiên vạn giới đại lão, cho tới bây giờ, nghe nói đã kinh có vượt qua 10 con số đại lão bị bá Tống đè xuống đất ma sát. Mặc dù cụ thể chiến cuộc không phải bọn hắn những bọn tiểu bối này có thể thăm dò, nhưng mơ hồ có thể nghe được rất nhiều nghe đồn. Tỷ như, bá Tống đã tại sáng tạo thuộc về hắn bá văn loại sự tình này dấu vết. Tỷ như bá Tống khả năng đã đạt đến cùng Nho Gia Thánh Nhân, Thiên Đình Thiên Đế cùng một cảnh giới sự tình. Rời đi trước đi, thừa dịp không chọc giận đến bá Tống tiền bối, trước lặng lẽ rút đi. Sau đó lại nghĩ biện pháp, lặng lẽ nghe ngóng hạ bá Tống cùng Lý Đạo Quân quan hệ trong đó. Ý nghĩ như vậy hiện lên ở giám thị thành viên não hải. Bọn hắn bắt đầu điệu thấp co lên thân thể, chuẩn bị rút lui. Nhưng mà, tại lúc này, bá bá Tống đại lão đột nhiên lại hướng phía Lý Đạo Quân vẫy gọi, cười lên tiếng kêu, Lý Đạo Quân tiền bối, ta tới đi. Tất cả giám thị thành viên, Lý Đạo Quân, tiền bối, bá bá Tống đại lão trong miệng cái kia mang theo ý cười gọi tiếng, lại như là tiền sử cuồng bạo lôi minh, tại tất cả giám thị thành viên trong đầu nổ vang. Mà lại, thanh âm này còn tự mang vô hạn hồi âm, một lần lại một lần tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn. Tất cả chuẩn bị rút lui giám thị thành viên, như là bị bóp chặt vận mệnh yết hầu con vịt, há to mồm, yết hầu không ngừng làm ra nuốt nước miếng động tác, nhưng không có nước bọt có thể nuốt, chỉ cảm thấy cổ họng khô cạn, thiếu nước. Lý Đạo Quân đến cùng là lai lịch gì? Hắn, vậy mà là bá bá Tống đại lão tiền bối. Nhưng Lý Đạo Quân cảnh giới, rõ ràng chỉ là lục phẩm chân quân cảnh giới. Hắn vì cái gì sẽ là bá Tống đại lão tiền bối? Chỉ có một cái khả năng, Lý Đạo Quân căn bản chính là tiền sử một vị đại nhân nào đó vật chuyển thế. Mà lại, kiếp trước của hắn cùng bá Tống ở giữa có cực kỳ tốt quan hệ, là bá Tống tiền bối nhân vật. Khó trách, liền tăng lên pháp bảo linh thức chí bảo di tích, hắn đều có thể tìm tới. Chỉ sợ cái kia di tích, căn bản chính là Lý Đạo Quân kiếp trước để lại. Nghĩ như vậy, tựa hồ rất nhiều chuyện liền có thể nói thông. Thật là đáng sợ, ẩn tàng quá sâu. Lý Đạo Quân tiền bối loại này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, thực tế âm hiểm. Rút đi, mau lui lại đi. Sau đó ngay lập tức đem tin tức này, truyền trở về. Chật vật chạy trốn giám thị thành viên, nhưng không có chú ý tới lúc này Lý Đạo Quân cái kia một mặt mộng bức biểu lộ. Đối diện, nguyên bản đang suy nghĩ muốn làm sao đối mặt bá bá Tống Lý Đạo Quân, toàn thân đều cứng đờ, một mặt ngốc trệ. Hắn vừa rồi tại trong đầu diễn toán rất nhiều chính mình cùng bá Tống chính thức tiếp xúc hình tượng. Tỷ như hắn tôn kính cho bá Tống hành lễ, gọi một tiếng, bá Tống tiền bối, hoan nghênh đi vào bỉ phủ. Sau đó lại biểu thị một chút bá Tống tiền bối đến làm hắn động phủ bồng tất sinh huy loại hình lời kịch. Hoặc là tại Hoàng Sơn dẫn tiến bên dưới, bá Tống đại lão xem ở Hoàng Sơn trên mặt mũi, không tiếc hạ mình, chịu cùng hắn cùng thế hệ tương giao. Nể tình gọi hắn một tiếng Lý Đạo Quân đạo hữu loại hình, để hắn về sau có cùng người có thổ như bức vốn liếng. Bá Tống đại lão đã từng cùng ta ngang hàng luận giao, xưng ta một tiếng nói bạn loại chuyện này, liền đã đủ người thổi tới mấy năm như bức. Nhưng bây giờ, bá Tống vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, gọi hắn một tiếng Lý Đạo Quân tiền bối. Cái này thực sự hoàn toàn vượt qua Lý Đạo Quân tính toán. Hắn ngơ ngác ngoáy đầu lại, nhìn về phía Hoàng Sơn. Chẳng lẽ, ta cùng Hoàng Sơn đồng dạng, cũng là viễn cổ một vị nào đó đại lão chuyển thế? Đương nhiên, loại này hoang đường suy nghĩ, gần như chỉ ở Lý Đạo Quân trong đầu qua một lần, lập tức liền bị hắn bóp diệt tại chỗ sâu trong óc. Chính hắn rất rõ ràng, chính mình không phải cái gì đại nhân vật chuyển thế. Thân là tu sĩ, có một số việc vẫn là có thể xác định. Cho nên, bá Tống đại lão vì cái gì đột nhiên muốn gọi hắn một tiếng tiền bối? Bị bá Tống đại lão gọi như vậy thời điểm, hắn có loại thiên thọ cảm giác hắn thực tế đảm đương không nổi đại lão dạng này tôn xưng. Thư Hàng tiểu hữu quả nhiên vẫn là không có biến. Hoàng Sơn tôn giả vui mừng nhìn Tống Thư Hàng một chút.
Mặc dù cảnh giới thực lực tăng lên, nhưng hắn bản tính cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ cùng lúc trước mới vừa vào quần đồng dạng, là trong đó thiện tâm lương tiểu tử. Đây là rất khó được sự tình, biến thành người khác giống Tống Thư Hàng dạng này, trong khoảng thời gian ngắn thực lực kịch liệt bành trướng, rất có thể tâm tính cũng sẽ bành trướng đến không cách nào tự điều khiển. Đây chính là đạo tâm cùng thực lực quan hệ, thực lực cường đại cần đồng dạng cường đại đạo tâm đi xứng đôi. Đối diện, công đức xà Mỹ nhân xa xa nhìn qua Hoàng Sơn Tôn giả một mặt vui mừng biểu lộ, liền ước chừng đoán được Hoàng Sơn Tôn giả nội tâm ý nghĩ từ khi học được đọc đến Tống Thư Hàng biểu lộ về sau, nàng hiện tại ngẫu nhiên cũng có thể thông qua những người khác tương đối rõ ràng biểu lộ, đến suy đoán đối phương nội tâm ý nghĩ. Trên thực tế, Thư Hàng tâm tính một mực bảo trì tốt đẹp, cơ bản không có quá độ bành trướng nguyên nhân, trừ hắn tính cách nhân tố bên ngoài. Cũng bởi vì hắn vòng bằng hữu một mực có một đám mạnh đến không được vật trang sức ảnh hưởng nguyên nhân đi. Công đức xà Mỹ nhân ở trong nội tâm nói bổ sung. Tại đám kia mạnh đến không được vật trang sức cùng vòng bằng hữu hảo hữu ảnh hưởng dưới, để Tống Thư Hàng có thể một mực duy trì manh tân tâm thái, hắn thậm chí chưa từng có cảm giác chính mình có bao nhiêu sâu qua, luôn cảm giác chính mình còn nộn vô cùng. Đương nhiên, Tống Thư Hàng tự thân tính cách cũng là cực tốt. Mặc kệ hắn hiện tại ở vào tu vi gì cảnh giới, với hắn mà nói Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tiền bối nhóm vĩnh viễn là tiền bối, điểm ấy hiện tại sẽ không cải biến, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Mặt mỉm cười Tống Thư Hàng đi vào Lý Đạo Quân phía sau người, hướng phía Đạo Quân chắp tay. Chúng ta lên đường đi, Hoàng Sơn Tôn giả nhẹ nhàng thọc mộng bước bên trong Lý Đạo Quân, ra hiệu hắn lấy lại tinh thần. Đồng thời, lại truyền âm để hắn đem hóa linh di tích tọa độ nói cho Tống Thư Hàng. Tại Hoàng Sơn Tôn giả nhắc nhở bên dưới, Lý Đạo Quân rốt cục lấy lại tinh thần đồng thời hắn hiểu được tới, bá Tống đây là xem ở Hoàng Sơn trên mặt mũi, âm thầm nâng hắn một thanh, vì hắn giải quyết một chút phiền toái. Lòng mang lòng cảm kích Lý Đạo Quân, vội vàng dùng truyền âm nhập mật phương thức, đem hóa linh di tích kỹ càng vị trí hướng Tống Thư Hàng miêu tả một lần. Tống Thư Hàng thu được di tích vị trí về sau, ở trong lòng thoáng tính toán hạ không gian truyền tống tọa độ. Như vậy, hai vị tiền bối, chúng ta lên đường đi. Dứt lời, Tống Thư Hàng trừ lên ngón tay, nhẹ nhàng trong hư không gõ một cái. Phanh không gian bên trong truyền đến một trận thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Sau đó, không gian kẽ nứt triển khai, hóa thành một cái không gian chi môn. Tống Thư Hàng đối không gian lực lượng nắm giữ còn không phải quá quen luyện, cho nên hắn mở ra không gian chi môn về sau, cần toàn tâm toàn ý duy trì lấy không gian thông đạo, để Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân đi vào trước. Tại Tống Thư Hàng chỉ thị bên dưới, Lý Đạo Quân trước đem chính mình ẩn tàng động phủ chi cửa đóng bế, sau đó cùng Hoàng Sơn Tôn giả cùng một chỗ, trước một bước bước vào không gian chi môn, độn hướng hóa linh di tích phụ cận. Ngọa thảo, chuyện ngày hôm nay, đủ ta nghiêu bức 100 năm. Tiến vào không gian chi môn về sau, Lý Đạo Quân trong đầu vẫn như cũ giống như là rượu giả uống nhiều quá đồng dạng, cả người đều tại phiêu. Mà lại, cái này nghiêu bức đều không cần chính hắn đi thổi, trên mặt trăng nào đó bộ phận tu sĩ, liền sẽ thay hắn đem cái này nghiêu bức thổi bành trướng. Đương nhiên, cái này nghiêu bức hắn cũng không thể tự mình đi thổi. Nếu như bá Tống trước đó gọi hắn là đạo hữu, hắn cũng có thể chính miệng đi thổi một chút bá Tống cùng hắn ngang hàng luận giao sự tình. Nhưng bá Tống vì âm thầm trợ hắn một thanh, vậy mà gọi hắn là tiền bối. Vậy cái này nghiêu bức, hắn liền không thể dây vào. Hắn là có tự biết rõ người, chính mình cũng không phải bá Tống thật tiền bối, loạn suy có thể là sẽ tổn thọ. Hoàng Sơn, bá Tống đại lão cùng ngươi ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Lý Đạo Quân hiếu kỳ hỏi. Ta trước đó đã nói với ngươi, Hoàng Sơn mụ mụ một mặt bình tĩnh trả lời. Nhưng là, Hoàng Sơn mụ mụ nội tâm lại cũng không giống trên mặt bình tĩnh như vậy. Hắn vừa rồi chú ý tới, Tống Thư Hàng tiểu hữu là trừ lên ngón tay trong hư không nhẹ nhàng vừa gõ, liền mở ra không gian chi môn. Nói cách khác, Thư Hàng tiểu hữu nói không chừng đã kinh nắm giữ không gian năng lực. Hoàng Sơn mụ mụ đột nhiên cảm giác tức vui mừng. Lại tâm mệt mỏi đây là một loại rất phức tạp cảm xúc. Vui mừng là loại kia nhà mình hoa tử lại trưởng thành, tâm mệt nguyên nhân cũng không phải là dăm ba câu có thể thỉnh giảng sở. Hóa linh cửa vào di tích chỗ. Lý Đạo Quân đưa tay lấy ra một khối hình mâm tròn pháp khí, hướng trong hư không nhấn một cái, mở ra tiến vào hóa linh di tích lối vào. Bá Tống tiền bối,
trong này chính là hóa linh di tích. Đương nhiên, kỳ thật cái tên này chỉ là chính ta lấy. Chỗ này di tích chân chính danh tự, là dùng thái cổ ngôn ngữ ghi chép, ta không cách nào đọc đến thái cổ ngôn ngữ tin tức. Không biết bá tống tiền bối người đối thái cổ ngôn ngữ có nghiên cứu sao? Lý Đạo Quân đưa tay thu hồi mâm tròn, mang theo Tống Thư Hàng cùng Hoàng Sơn Tôn giả bước vào di tích bên trong. Tống Thư Hàng cười lắc đầu. Ta liền viễn cổ ngôn ngữ đều không có nắm giữ, thái cổ ngôn ngữ thì càng khỏi phải nói. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng bất quá, trên người hắn ngược lại là có một đầu cùng tất cả văn tự ngôn ngữ căn nguyên có liên quan pháp tắc. Nếu như nó có thời gian lóe sáng một chút, Tống Thư Hàng liền có thể phân biệt một bộ phận thái cổ văn tự. Hoàng Sơn tiền bối, người đối thái cổ văn tự có nghiên cứu sao? Tống Thư Hàng ngược lại hỏi thăm Hoàng Sơn Tôn giả. Hoàng Sơn Tôn giả lên tiếng nói, thái cổ văn tự, thực tế quá xa xôi, ta cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Đang khi nói chuyện, ba người đi tới một khối to lớn bia đá trước mặt. Trên tấm bia đá, khắc họa lấy 5 cái thái cổ phù văn. Mỗi một mai thái cổ văn bên trong, đều ẩn chứa một loại thiên truy bách luyện khí thế. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái này 5 cái thái cổ văn tự, đưa chúng nó ghi ở trong lòng. Đáng tiếc, trên người hắn pháp tắc lần này không có bị kích thích đến, không có vì Tống Thư Hàng phiên dịch cái này 5 cái văn tự. Công đức tiên tử, người biết bọn chúng sao? Tống Thư Hàng lên tiếng dò hỏi. Công đức xà Mỹ nhân cụ hiện hóa ra, đầu tiên là lắc đầu, sau đó nàng bóp ra Tống Thư Hàng thanh âm. Vấn đề này hỏi thật hay, rất có chiều sâu, cho nên. Tiên tử ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi thần kỳ cẩu đản cha? Đây là lúc trước cẩu đản cha đem trình cẩu đản sửa lại đạo hiệu về sau, trình cẩu đản tới cửa chất vấn, Tống Thư Hàng cho nàng hồi phục. Câu này lời kịch, cũng bị công đức xà Mỹ nhân ghi xuống. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới? Tống Thư Hàng lôi ra nói chuyện riêng, liên tuyến ban văn long tiền bối, cẩu đản cha, ngươi có rảnh hay không? Giúp ta nhìn xem cái này 5 cái thái cổ văn tự là có ý gì thôi. Nói, hắn đem 5 cái thái cổ văn tự hình ảnh gửi đi quá khứ. Nhìn cái gì vậy, cút cẩu đản cha vô tình cự tuyệt nói. Tống Thư Hàng, cái này 5 cái thái cổ văn tự chính là nhìn cái gì vậy, cút ý tứ. Lúc này, trình cẩu đản tiên tử quan tâm giải thích nói. Tống Thư Hàng, cho nên, kỳ thật cẩu đản cha trước đó đã kinh thay ta phiên dịch. Cho nên, ta còn không thể quên tạ ơn cẩu đản cha. Tống Thư Hàng hít sâu điều chỉnh tâm tính, cho cẩu đản cha trả lời một câu, tạ ơn cẩu đản cha. Không khách khí, lần sau có thái cổ văn muốn phiên dịch, tiếp tục tìm ta. Cẩu đản cha trả lời. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, vọng thiên. Luôn cảm giác có loại chính mình góp nghiêm mặt đi lên, bị người hung hăng thưởng một bạt tai, sau đó chính mình còn phải hô 666 cảm giác. Cái này đầy đủ nói rõ, học tốt tri thức là quan trọng cỡ nào sự tình. Học tập khiến người vui vẻ, không hảo hảo học tập, muốn ăn thua thiệt ngầm. Tống Thư Hàng cảm thán nói, quay lại ta liền bù lại thái cổ văn tự đi. Lý Đạo Quân, đây là bá Tống đại lão cảm khái. Đại lão là cảm giác hắn tự thân học tập còn chưa đủ cố gắng, còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu học tập các loại tu hành tri thức. Nhưng là, tại bây giờ chư thiên vạn giới bên trong. Nếu luận mỗi về tu chân tri thức, bá Tống đại lão đã kinh đủ để xếp vào trước 10 hàng ngũ A. Lần kia gợi cảm bá Tống, tại tuyến đáp đề giảng pháp khâu lúc, bá Tống đại lão có thể là lấy sức một mình, cơ hồ trả lời tất cả quan sát giảng pháp đạo hữu đưa ra trên việc tu luyện nghi hoặc phải biết, chư thiên vạn giới bên trong hệ thống tu luyện ngàn ngàn vạn, mỗi một loại hệ thống tu luyện đều có hoàn toàn khác biệt lý luận hệ thống cơ sở. Từ khía cạnh đó có thể thấy được. Bá Tống đại lão đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu chư thiên vạn giới tu luyện tri thức. Ngay cả như vậy, bá Tống đại lão lại còn phải nắm chặt thời gian đi học tập. Quả nhiên, chân chính đại lão là sống đến già, học đến già, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ học tập bước chân. Lý Đạo Quân cảm giác mình bị bá Tống đại lão nhân cách mị lực khuất phục. Hắn nhìn về phía bá Tống đại lão ánh mắt, biến bắt đầu sùng bái. Hoàng Sơn Tôn giả. Mặc dù không biết mình hảo hữu não bổ cái gì, nhưng luôn cảm giác hắn tựa hồ ở vào bản thân công lược trạng thái. Quay đầu muốn hay không đem hắn kéo vào đến Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong đến, để hắn tam quan băng một băng. Lý Đạo Quân trước đây ít năm một mực tại thăm dò bí cảnh, ngăn cách. Trước mấy thời gian thật vất vả từ bí cảnh ra, lại bởi vì tin tức tiết lộ, tại trốn đông trốn tây. Cho nên,
Hoàng Sơn mụ mụ cũng không có cơ hội thêm hắn nhập quần. Thư Hàng, phía trên này viết là cái gì? Hoàng Sơn tôn giả dò hỏi. Tống Thư Hàng thở dài trả lời, cái này năm cái thái cổ văn tự có ý tứ là nhìn cái gì vậy? Lăn ý tứ, thành lập cái này di tích chủ nhân, nhất định phi thường ác thú vị. Nếu như không phải là vì tránh Hoàng Sơn mụ mụ quá mức tâm mệt lời nói, Tống Thư Hàng khẳng định phải bì một chút. Nhưng vì chiếu cố Hoàng Sơn mụ mụ viên kia đã kinh thủng trăm ngàn lỗ tâm, Tống Thư Hàng lần này khắc chế chính mình. Hoàng Sơn tôn giả, Lý Đạo Quân, phảng phất là bị Tống Thư Hàng đọc lên thái cổ văn tự ý tứ, khối kia to lớn bia đá bắt đầu lập lòe tỏa sáng bắt đầu, trên đó năm cái văn tự như là tiểu tinh tinh đồng dạng, lóe lên sáng lóng lánh, đặc biệt trào phúng. Loại này lóe lên bia đá, khiến Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới hắn bia đá đạo hữu. Thế là, Tống Thư Hàng không chút do dự tiến lên, hai tay đặt tại trên tấm bia đá. Hắn tóc dài hóa thành 64 chiếc bím tóc bàn tay, 360 độ không góc chết đặt tại tấm bia đá này từng cái vị trí theo thực lực cảnh giới tăng lên, hắn có thể khống chế bím tóc bàn tay số lượng cũng thẳng tắp tăng lên. Giá rẻ yêu, Tống Thư Hàng trong miệng hô hào một cái rất ngôn tình phong cách danh tự, sau một khắc, hai tay của hắn cùng 64 chiếc bím tóc bàn tay điên cuồng múa bắt đầu. Nháy mắt đã đột phá âm bạo, mỗi một cái tay mỗi một giây tốc độ, đều vượt qua 100 số lượng. Dưỡng đao thuật quang huy, hóa thành chướng mắt quang huy. Tại cái này tràn đầy yêu quang huy bên dưới, to lớn bia đá run lẩy bẩy. Đây là cái gì pháp thuật? Lý Đạo Quân cả kinh nói. Cái này ôn nhu tràn đầy yêu loại tâm tình này quang huy, ấm áp lòng người không hổ là có được đại công đức bá Tống đại lão, vậy mà có thể có được ấm áp như vậy pháp thuật. Hoàng Sơn tôn giả, ta không biết muốn làm sao cùng ngươi giải thích, kỳ thật đây là tu chân giới rất chính thống dưỡng đao thuật, dưỡng kiếm thuật loại hình phụ trợ nhân kiếm hợp nhất pháp thuật. Nhưng ta nghĩ ta giải thích như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. 3 giây. Vẹn vẹn 3 giây thời gian, Tống Thư Hàng liền bình tĩnh thu hồi chính mình 64 chiếc bím tóc bàn tay cùng hai tay. Trước 2 giây thời điểm, Tống Thư Hàng vung ra 13.200 phát dưỡng đao thuật. Thứ 3 giây kết thúc công việc lúc bắt đầu giảm tốc, chỉ thả ra 814 phát giá rẻ yêu, góp đủ 14.014 phát số lượng. Đây là Tống Thư Hàng vì tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối khai phát ra bí chiêu, tên là dưỡng đao thuật. Muốn chết rồi, muốn chết. Lần sau tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối như thế đâm tâm hắn lúc, đâm hung ác hắn cứ làm như vậy. Ong ong ong. Trước mặt, khối này khắc họa lấy 5 cái thái cổ văn tự bia đá, bắt đầu chấn minh bắt đầu. Phảng phất là bị bá Tống yêu lây nhiễm. Sau một lát, oanh long long long, to lớn bia đá bắt đầu tự chủ xê dịch bắt đầu, nó chậm rãi hướng bên cạnh chuyển rời. Cuối cùng, lộ ra một đầu bí đạo. Đầu này ẩn tàng bí đạo, bị bia đá chỗ chân áp, liền liền tu sĩ thần thức cũng vô pháp phát giác. Lại có bí đạo, Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Sau đó, hắn xoay người lại nói, Hoàng Sơn tiền bối, Lý Đạo Quân. Chúng ta đi xuống xem một chút ha. Bình thường mà nói, di tích bên trong bí đạo hoặc là một loại nào đó nối thẳng bảo vật khu đường tắt, hoặc là cất giấu đặc thù bảo vật khu vực. Bá Tống tiền bối như bức, Lý Đạo Quân tại nội tâm điên cuồng vì Tống Thư Hàng đánh cô. Hoàng Sơn tôn giả. Cái này cũng được. Thư Hàng lần này tao thao tác thật vọt đến hắn eo, hắn Hoàng Sơn sống lâu như vậy, thăm dò qua di tích không có 1.000 cũng có 800. Nhưng chưa từng có gặp gỡ qua phía trên loại tình huống này. Một lát sau, Tống Thư Hàng ở phía trước mở đường, hắn là tới làm khiên thịt, đương nhiên phải làm cho tốt khiên thịt chức trách. Hoàng Sơn tôn giả cùng Lý Đạo Quân cùng sau lưng hắn. Bí đạo nhìn rất phổ thông, trên đường đi, cũng không có phát hiện cái gì ẩn tàng tài vật. Xem bộ dáng là đầu thông hướng bí cảnh tầng sâu đường tắt. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn ở phía trước chậm rãi hành tẩu. Công đức xà mỹ nhân càng là kín đáo chuẩn bị sẵn sàng, một khi có ngoại ý muốn liền lập tức thoát ra, thủ hộ đám người. Ước chừng đi 500 bước tả hữu lúc. Thư Hàng, chờ một chút, sau lưng, truyền đến Hoàng Sơn tiền bối thở dốc thanh âm. Bá Tống tiền bối, mời đi chậm một chút, Lý Đạo Quân đồng dạng run rẩy phát ra tiếng. Tống Thư Hàng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân phi thường mỏi mệt bộ dáng. Tống Thư Hàng. Cái lối đi này, có chút cổ quái. Mỗi đi một bước, đều đang tôi luyện tu sĩ nhục thân. Hoàng Sơn tôn giả lên tiếng nói.
Liền hắn thất phẩm tôn giả thể phách, tại đi vẻn vẹn 500 bước về sau, đều có chút thở dốc. Bên người Lý Đạo Quân ở vào lục phẩm đỉnh phong cảnh giới, càng đã kinh mỏi mệt không chịu nổi. Tôi luyện nhục thân, có cái này hiệu quả sao? Tống Thư Hàng thư hoạt liễu hạ gân cốt, không có cái gì cảm giác. Hoàng Sơn mụ mụ, đột nhiên cảm giác tâm thật mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Nếu như ta không có đoán sai, lối đi này có lẽ là tại viễn cổ thời đại đều phi thường hiếm thấy luyện thể bảo địa tiên thân thông đạo. Hoàng Sơn mụ mụ thoáng thở dốc về sau, lên tiếng giải thích nói. Đồ tốt sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đồ tốt, không bằng toàn bộ đào ra đi, đem đến hắn hạch tâm thế giới. Cửu U, đào ba thước đất truyền thống. Chúa Tể. Tu sĩ tại nhị phẩm cảnh giới về sau, nếu có kỳ ngộ, liền có thể ngưng tụ thuộc tính khác nhau thể chất đặc thù. Đạo tông xưng là tiên thân, chỉ là đạo tông tiên thân liền có mười mấy loại nhiều. Đem đối ứng, ma tu có ma thể, Phật tu có Phật chủng, nho môn có nho căn, yêu tu có yêu khu. Bất quá tiên thân nghĩ ngưng tụ luyện hóa rất không dễ dàng, tỷ lệ thất bại cũng cao đến không hợp thói thường. Hoàng Sơn tôn giả lên tiếng giải thích nói. Nghe rất lợi hại dáng vẻ. Tống Thư Hàng một mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Bên cạnh, Lý Đạo Quân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bá tống đại lão vì cái gì bác học bá tống tiền bối, liền tiên thân loại kiến thức này đều không hiểu rõ. Đó cũng không phải cái gì cao thâm tri thức a, liền một chút tu chân tiểu gia tộc bên trong, đều có quan hệ với tiên thân tri thức ghi chép. Có lẽ, là bởi vì bá tống tiền bối là viễn cổ thời đại nhân vật nguyên nhân, có chút tri thức điểm sẽ cùng hiện tại tu sĩ có chỗ khác nhau. Hiện thế bên trong, một chút truyền thừa lâu đời tu chân thế gia hoặc đại môn phái, đều sẽ có một ít ngưng tụ tiên thân, ma thể thủ đoạn. Mà cái này tiên thân thông đạo chính là ngưng tụ tiên thân thủ đoạn một trong. Hoàng Sơn tôn giả lên tiếng giải thích nói. Không đúng, Hoàng Sơn, nếu như là ngưng tụ tiên thân thủ đoạn, vì cái gì sẽ cho chúng ta mang đến nặng như vậy nặng lực áp bách? Lý Đạo Quân không khỏi lên tiếng nói. Ngưng tụ tiên thân tại nhị phẩm cảnh giới về sau, liền có thể bắt đầu. Mà hắn cùng Hoàng Sơn có thể là lục thất phẩm cảnh giới tồn tại. Không có đạo lý loại này nhị phẩm ngưng tụ tiên thân thông đạo, 500 bước liền cho bọn hắn mang đến như thế nặng nề lực áp bách. Cho nên, ta mới nói, đây là chân quý luyện thể bảo địa A. Viễn cổ thời đại, cái này tiên thân thông đạo phối hợp công pháp đặc thù, dược liệu, bảo vật cùng thiên hỏa về sau, có thể làm đệ tử có cơ hội ngưng tụ ra tiên thân. Trừ cái đó ra, nó vẫn là chân quý chỗ luyện thể. Đối với tu luyện tôi thể công pháp tu sĩ đến nói, ở đây xông tới một đoạn lộ trình, liền có thể đưa đến vô thượng luyện thể hiệu quả. Hoàng Sơn tôn giả nói. Thật tốt, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Hắn đang giàu muốn thế nào dạy bảo đệ tử của mình tu luyện, dù sao chính hắn kinh nghiệm tu luyện, rất khó xứng đôi đệ tử của mình sử dụng. Cái này tiên thân thông đạo với hắn mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chờ dạy bảo các đệ tử thánh viên long lực thần công về sau, mỗi ngày để các nàng tại cái này tiên thân thông đạo bên trong đi một chút, dạy học hiệu quả liền ra nha. Mặt khác liên quan tới rèn luyện tiên thân cần có công pháp, dược liệu, bảo vật, thiên hỏa loại hình đồ vật, hắn có thể hướng vật trang sức các đại lão tìm hiểu tin tức. Thật không được, còn có thể liên hệ cái gì đều có thể bán đại lão, từ bạch tiền bối cái kia vay tiền mua đi. Tranh thủ để các đệ tử từng cái luyện ra tiên thân tới. Cái kia Hoàng Sơn tiền bối, các người muốn tại lối đi này đi vào trong một lần không? Tống Thư Hàng nói. Hoàng Sơn tôn giả lắc đầu nói, mục tiêu của hôm nay chủ yếu là di tích bên trong bảo vật, lần sau đi. Thỏa, vậy ta mang theo tiền bối nhóm đi, lần sau Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân muốn sử dụng cái này tiên thân thông đạo lúc, liền liên hệ ta. Tống Thư Hàng nói. Hoàng Sơn tôn giả. Luôn cảm giác Thư Hàng tiểu hữu muốn gây sự. Đi. Tiền bối, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đưa tay nâng lên Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân. Sau đó, hắn quay người tại cái này tiên thân thông đạo bên trong chạy như điên. Bị khiêng chạy vội Hoàng Sơn mụ mụ, không có chút nào tôn nghiêm. Tiên thân thông đạo tổng chiều dài cũng liền 2 cây số tả hữu. Lấy Tống Thư Hàng tốc độ, chớp mắt một cái, cũng liền đến. Nhẹ nhõm chạy ra tiên thân thông đạo về sau. Tống Thư Hàng ngón tay vẩy một cái, lưu lại chuôi lạc ấn đao gỗ tại thông đạo. Chờ quay đầu thăm dò xong di tích, hắn lại dùng thánh viên luyện giới đem đầu này chân quý thông đạo đào đi nếu như có thể nói,
còn có thể cân nhắc trực tiếp đem toàn bộ di tích đem đến hạch tâm thế giới. Dù sao hắn hạch tâm thế giới hiện tại không ngừng khuếch trương, đất trống rất nhiều. Chuyển điểm di tích đi vào, tương lai vừa vặn có thể cho đệ tử, nữ nhi chơi mạo hiểm trò chơi. Còn có Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong thành viên, tỷ như Bạch Tiền Bối cùng thích chơi Vũ Nhu Tử, cũng khẳng định sẽ rất thích loại này di tích mạo hiểm. Tốt, thông đạo ra, thư hàng, đem chúng ta để xuống đi. Hoàng Sơn mụ mụ lên tiếng nói. Hắn đường đường Hoàng Sơn tôn giả, bị vác lên vai chạy vội, thực tế có hại hắn dĩ vãng uy nghiêm đại tiền bối hình tượng. Một cái khác trên bờ vai, Lý Đạo Quân hai mắt sáng lên nói, lối đi này quả nhiên là đường tắt, chúng ta một hơi qua trọn vẹn 5 tầng, trực tiếp liền đến tầng thứ 6 vị trí. Tiết kiệm quá nhiều thời gian. Hoàng Sơn tiền bối trước không vội, kỳ thật lần này, ta có chút thời gian đang gấp. Ta còn vội vã đào ra di tích bên trong khiến bảo vật thăng cấp thần bí vật chất, đi tăng lên ta bản mệnh pháp khí. Tại sát phách, viễn cổ thiên đình Đông Phương Đại Đế vẫn chờ cho ta pháp khí thăng cái cấp. Tống Thư Hàng khẽ cười nói. Hoàng Sơn mụ mụ. Cho nên, Hoàng Sơn tiền bối, lần này ta trước thất lễ cộc. Tống Thư Hàng nói. Nói, hắn tiếp tục khiêng Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân, một đường hướng phía di tích chỗ sâu chạy vội. Bá Tống tiền bối cẩn thận a, phía trước là tầng thứ 6, có được đáng sợ vô cùng kiếm khí đại trận. Đây cũng là ta muốn tìm cái phòng ngự cao cường đạo hữu chống cự nguyên nhân. Lý Đạo Quân lớn tiếng kêu lên. Đang khi nói chuyện, hắn cảm giác trên người mình nhiều một tầng khải ý phòng ngự. Đồng thời, bá Tống tiền bối trên thân nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Có 200 con thánh viên tại bá Tống tiền bối đỉnh đầu hiển hiện, miệng hát nghe không hiểu thánh ca. Bá Tống tiền bối thân thể càng là nhiễm lên màu đen kịt, như sắt thép tạo thành. Sau đó, bá Tống tiền bối khiêng hắn cùng Hoàng Sơn đạo hữu, một đầu liền vào di tích tầng thứ 6. Kiếm khí đại trận bị phát động. Vô số đáng sợ kiếm khí bắn ra, hướng phía bọn hắn chém tới. Nhưng là những thứ này kiếm khí còn không có chém tới bọn hắn bên cạnh thân, liền toàn bộ bị bá Tống tiền bối công đức chi quang ngăn lại. Ngẫu nhiên có một hai đạo kiếm khí, đột phá công đức chi quang phòng ngự, bá Tống tiền bối nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp liền đụng vào. Cái kia khiến Lý Đạo Quân phiền não kiếm khí, chạm tại bá Tống tiền bối đen nhánh kim loại màu sắc trên mặt, lại ngay cả một đạo ấn tử đều không có lưu lại, căn bản là không có cách phá phòng. Cái gì kiếm khí đại trận, cái gì tinh diệu công kích, tại thực lực tuyệt đối bên dưới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng liền trong chớp mắt, Tống Thư Hàng khiêng Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân, liên tiếp đột phá. Tầng thứ 6 kiếm khí đại trận, tầng thứ 7 ngũ hành pháp trận, tầng thứ 8 chân ngôn công kích, tầng thứ 9 quỷ dị nhằm vào nguyên thần trảm kích. Bá Tống là một đường đụng tới, trong lúc đó thậm chí liền cái dư thừa pháp thuật đều không có đi sử dụng. Dù sao trên đường đi, mỗi đến một quan, Lý Đạo Quân hét lớn, bá Tống tiền bối cẩn thận, phía trước là công kích. Hắn tiếng nói vừa mới rơi. Sau đó chớp mắt một cái, bá Tống liền khiêng bọn hắn đột phá đến tầng tiếp theo. Đây mới thật sự là đại lão. Đến tầng thứ 10, cũng chính là cái kia tăng lên pháp khí linh thức thần bí vật chất chỗ di tích cấp độ lúc, Lý Đạo Quân đã kinh cảm khái đến nói không ra lời. Nói thật, cùng bá Tống tiền bối xông bí cảnh, thật sự là quá dễ dàng. Trước đó hắn bỏ ra thời gian mấy năm, một chút xíu đột phá, mới xông đến tầng thứ 10. Bá Tống tiền bối khiêng hắn cùng Hoàng Sơn, chớp mắt một cái, liền đến. Chính là tầng này, bá Tống tiền bối. Cái kia thần bí vật chất liền trốn ở chỗ này. Tiền bối ngươi có thể buông ta xuống nhóm. Lý Đạo Quân nói. Ha ha, Tống Thư Hàng đưa tay, đem Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân để xuống. Hoàng Sơn tiền bối, chúng ta đến. Hoàng Sơn tôn giả bị sau khi để xuống, yên lặng móc ra một bình dược hoàn, bóp hai hạt nuốt vào. Nội tâm của hắn vẫn như cũ là tức vui mừng còn nói không ra lời nói. Trong trí nhớ, vừa gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần, lần thứ nhất tại quần bên trong mở miệng nói chuyện Tống Thư Hàng, cái kia manh tân bộ dáng, rõ ràng thoáng như hôm qua, nhưng lại cảm giác đã qua thật nhiều năm. Vì cái gì rõ ràng chỉ là hơn 8 tháng trước sự tình, nhưng thật giống như qua nhiều năm như vậy. Đây chính là bị đại lão mang theo soát di tích bí cảnh cảm thụ sao. Bên cạnh, Lý Đạo Quân cảm khái nói. Hắn đoạn đường này, là thật, năm qua. Mặc kệ gặp gỡ di tích bí cảnh chúng cái gì thủ đoạn công kích, cạm bẫy,
tại bá tống đại lão trước mặt tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Coi như trên đường không cẩn thận rơi vào cái nào đó cạm bẫy bên trong, bá tống đại lão chỉ cần ra tốc ép tới là được. Thụ thương loại chuyện này, đều lộ vẻ như vậy xa không thể chạm. Trên đường Lý Đạo Quân còn chú ý tới, có chút kiếm khí chạm tại bá tống đại lão trên thân lúc, đều bị bắn ngược ra ngoài, bá tống đại lão tự mang bị động phòng ngự phản kích hộ giáp. Hắn cùng Hoàng Sơn từ đầu tới đuôi chỉ là bị vác lên vai, nháy mắt liền đến mục đích. Loại này bị siêu cấp đại lão mang soát di tích cảm giác, thoải mái đến nói không ra lời. Tống Thư Hàng rốt cục cũng thành chân chính đại lão, có được dẫn người dây quá cao cấp phó bản thực lực, mặc dù hắn cả đời này soát qua phó bản số lượng, liền Hoàng Sơn cùng Lý Đạo Quân soát qua phó bản số lẻ cũng chưa tới, không có gì kinh nghiệm. Không lỗi thời đợi, kinh nghiệm cái gì ngược lại là thứ yếu, một đường mãng tới là được rồi. Đạo Quân, cái kia có thể khiến bản mệnh pháp khí linh tính thăng hoa vật chất, ở nơi nào? Tống Thư Hàng cái kia khổng lồ vô cùng thần thức, bao phủ toàn bộ tầng thứ 10 hóa linh di tích. Nhưng hắn cũng không có phát hiện Lý Đạo Quân trong miệng nói tới thần kỳ vật chất. Mà lại, toàn bộ hóa linh di tích tầng thứ 10 không có vật gì, không có ẩn tàng kiếm trận, không có pháp thuật trận văn, cũng không có ẩn tàng ám các loại hình. Trừ một cái trống rỗng khổng lồ không gian bên ngoài, cái gì cũng không có. Bá Tống tiền bối ngài đừng vội, ta lần trước đến thật vất vả xâm nhập đến cái này tầng thứ 10 không gian lúc, nhìn thấy cái này không có vật gì tầng thứ 10, cũng một trận 10 phần tuyệt vọng. Ta dùng mấy ngày thời gian tìm tòi tỉ mỉ cái này tầng thứ 10 không gian cái thứ nhất nơi hẻo lánh, liền một viên gạch đều không có bỏ qua, lại không thu hoạch được gì. Ngay lúc đó tâm ta thái đều băng, Lý Đạo Quân cười nói. Hắn nhưng là bỏ ra nhiều năm thời gian thăm dò chỗ này di tích, kết quả thật vất vả xâm nhập đến tầng thứ 10, lại ngay cả sợi lông đều không có. Khi đó nội tâm của hắn tuyệt vọng chí ít có 3 thất 2 sảnh, còn phải thêm 2 vệ lớn như vậy. Lúc ấy cái gì đều không được đến ta, thật vất vả điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị rời đi cái này hóa linh di tích. Ngay tại ta sắp rời đi thời điểm, cái này trống rỗng tầng thứ 10 không gian bên trong lại đột nhiên xuất hiện tầng thứ 11 thông đạo. Đồng thời, những cái kia có thể làm bản mệnh pháp khí linh tính tăng lên vật chất chính là từ tầng thứ 11 lối vào thẩm thấu ra. Lý Đạo Quân giải thích nói, thăm dò di tích, đến cuối cùng lại không thu hoạch được gì, đối tu sĩ đến nói mặc dù sụp đổ, nhưng cũng là tương đối thường gặp sự tình. 10 cái di tích bên trong luôn có như vậy 2-3 cái di tích, là này chủng loại hình. Cái kia tầng thứ 11 lối vào tại đây, Hoàng Sơn Tôn Giả lên tiếng hỏi. Ta không biết, Lý Đạo Quân đột nhiên lắc đầu. Hoàng Sơn Tôn Giả. Lý Đạo Quân ngượng ngùng nói, lần trước, khi tầng thứ 11 lối vào không hiểu thấu mở ra thời điểm, ta liền không kịp chờ đợi xâm nhập trong đó. Kết quả ta vừa tiến vào cái kia tầng thứ 11. Thậm chí liền tầng thứ 11 bên trong có đồ vật gì đều không có thấy rõ ràng. Liền nhận lấy trọng kích, phảng phất có thiên thạch khổng lồ nện ở ta sọ não bên trên, trực tiếp đem ta nện ngất đi, cũng đem ta nện về tới tầng thứ 10. Mà ta tại cái này tầng thứ 10 bên trong một choáng chính là hơn 10 tháng. Nếu không phải hắn tu vi đủ cường đại, choáng lên 10 tháng, đã sớm chết vỉnh lên vỉnh lên. Ta duy nhất có thể để xác định chính là cái kia tầng thứ 11 thủ đoạn công kích. Là một loại rất tà khí loại hình công kích, mà lại cùng vật lý công kích kết hợp. Mà ta sau khi tỉnh lại, đạt được thu hoạch chính là tầng thứ 11 mở ra lúc, từ đó thẩm thấu ra bộ phận thần bí vật chất. Cho nên, lần này ta muốn tiến vào hóa linh di tích chỗ càng sâu, mới muốn tìm kiếm lực phòng ngự cường đại đạo bản cùng người mang đại công đức cao tăng, đến giúp ta đột phá đến tầng thứ 11 bên trong đi. Lý Đạo Quân lại nói, to lớn công đức chi lực bài trừ cái kia tà khí lực lượng. Cường đại lực phòng ngự đạo hữu, chống đỡ cái kia vật lý phương diện đả kích. Vậy chúng ta muốn làm sao đến 11 tầng đi? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Chờ, Lý Đạo Quân nghiêm túc nói, tầng thứ 11 mở ra khẳng định có một cơ hội, sẽ tại cái nào đó đoạn thời gian mở ra. Lúc này, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, mà lại cái này mở ra thời cơ sẽ không quá lâu, tối đa 1 tháng thời gian, liền sẽ mở ra một lần. Bởi vì lần trước tại ta hôn mê trong lúc đó, tỉnh lại lúc phát hiện có 10 nơi vị trí, đều có thần bí vật chất tiết lộ vết tích. Điểm ấy cũng nói, tầng thứ 11 mở ra tọa độ cũng không phải là cố định, mà là ngẫu nhiên mở ra. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nói cách khác, vận khí kém, chúng ta muốn ở chỗ này chờ hơn 1 tháng. Chỉ là 1 tháng mà thôi,
đối với chúng ta đến nói không lại là thoáng đả tọa thời gian. Lý Đạo Quân nói, Tống Thư Hàng, với ta mà nói, một tháng có thể làm rất nhiều chuyện. Nói không chừng còn có thể cùng Thiên Kiếp Đại Lão gặp lại một mặt. Mà lại, ta thời gian đang gấp đâu. Sát Phách Đông Phương Đại Đế vẫn chờ cho ta trang bị thăng cấp, sao có thể chờ lâu như vậy? Thư Hàng ngươi rất gấp, Hoàng Sơn Tôn giả hỏi. Đúng vậy a, cho nên, ta phải mời Bạch Tiền Bối giúp ta một tay lực, Tống Thư Hàng nói. Hoàng Sơn Tiền Bối nghi ngờ nói, Bạch Thánh không phải đang bế quan sao? Hắn vừa dứt lời, đã thấy Tống Thư Hàng đưa tay làm đao, trên tay đao khí bùng lên, hướng phía chính hắn cánh tay trái chém tới. Hoàng Sơn Tôn giả, đây là cái gì thao tác, ngươi không phải muốn mượn Bạch Thánh một tay một chi sao? Quay đầu lại chặt cánh tay của mình là muốn làm gì đâu? Chi đao khí chém xuống, bá tống tay trái đủ khuỷu tay mà rơi. Bất quá vết cắt chỗ vuông vức, không có một vệt máu. Tống Thư Hàng thân thể đã kinh càng ngày càng không giống như là người bình thường. Bên cạnh Lý Đạo Quân đồng dạng một mặt mộng bức. Tống Thư Hàng tiếp được cánh tay trái của mình, một mặt trang trọng, đưa nó giơ lên cao cao, Bạch Tiền Bối, chỉ dẫn phía trước ta con đường đi. Dứt lời, hắn đưa tay dùng sức ném đi, đem cái này cánh tay trái cao cao quăng lên. Hoàng Sơn Tôn giả, cánh tay trái trong hư không không ngừng xoay tròn, tại Tống Thư Hàng thủ pháp hạ xoay thành một cái cầu. Xoay mấy hơi về sau, cái này cánh tay trái trong hư không dừng lại. Tay trái nắm tay, giơ ngón trỏ lên, chỉ hướng tầng thứ 10 không gian một cái phương hướng. Chính là cái kia, Tống Thư Hàng tự tin nói. Sau đó, hắn không chút do dự hướng phía hóa cánh tay trái ngón trỏ chỉ phương hướng mãng đi. Sắt thép tạo thành bá tống thân thể, như công kích chiến xe, vọt tới tầng thứ 10 chỗ kia vách tường. Phảng phất là cảm ứng được bá tống cái này dã man va chạm mang tới nguy cơ, hóa linh di tích tầng thứ 10 không gian, túng. Tại bá tống dã man va chạm sắp đụng vào trước đó, một trận u thanh âm vang lên. Sau đó, tầng thứ 11 không gian phi tốc mở ra. Cái này đều được, Hoàng Sơn Tôn giả khóe miệng co giật. Kia là tự nhiên, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, vẫy tay, trong hư không cánh tay trái trở về, tiếp trở lại cùi trỏ của hắn lên. Dù sao, ta cái này trong tay trái có thể là ẩn giấu đi Bạch Tiền Bối linh hồn. Rầm rầm. Phía trước, tầng thứ 11 thông đạo mở ra về sau, có liên tục không ngừng vật chất từ đó chảy ra tới. Những thứ này vật chất, phi thường quỷ dị. Xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Loại vật chất này, cho người ta một loại thất phẩm tôn giả chân thực huyễn tượng thể nghiệm cảm giác. Nhưng muốn so chân thực huyễn tượng muốn càng cao cấp một chút. Cụ thể bên trên, cùng Tống Thư Hàng tại bất hủ giả thế giới hủy diệt mộng cảnh trông được đến, vị kia bất hủ giả cuối cùng vì chính mình đúc đại mộ lúc, loại kia xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa thủ đoạn, rất tương tự. A, lần này số lượng làm sao như thế nhiều? Lý Đạo Quân nghi ngờ nói. Lần trước, tầng thứ 11 thông đạo mở ra lúc, xuất ra tới thần bí vật chất số lượng phi thường thưa thớt, Lý Đạo Quân đều dùng thẩm thấu hai chữ đi hình dung những thứ này thần bí vật chất lượng. Nếu không phải hắn hôn mê 10 tháng, đem tất cả thẩm thấu ra thần bí vật chất đều thu thập lại, nói không chừng đều không đủ hắn sử dụng một lần tiêu hao sử dụng. Mà lần này, tại bá tống tiền bối trước mặt mở ra tầng thứ 11 thông đạo bên trong, tuôn ra thần bí vật chất số lượng, muốn dùng chảy xuôi hai chữ đi hình dung. Quả thực như là mở tối đa vòi nước, liên tục không ngừng tuôn ra. Ngọa thảo, nếu là lần trước ta mở ra 11 tầng thông đạo bên trong, cũng có nhiều như vậy thần bí vật chất tuôn chảy ra, ta thu thập đủ về sau, chỗ nào còn cần lại xông cái này tầng thứ 11 đi. Nhiều như vậy thần bí vật chất, đã sớm đầy đủ ta đem một thân pháp khí đều điểm hóa ra yếu ớt linh thức đến. Rầm rầm. Những thứ này thần bí vật chất trọn vẹn chảy xuôi hơn 30 giây, mới dừng lại. Tống Thư Hàng đưa tay vạch một cái, dùng niệm lực đem cái này đại lượng thần bí vật chất nâng lên đến, cũng đưa chúng nó dùng niệm lực áp xúc toa thuốc khối. Không sai biệt lắm có một cái lập phương lớn nhỏ số lượng. Tống Thư Hàng khoa tay một chút, đưa chúng nó đều chia làm 3 phần. Hoàng Sơn Tiền Bối, Lý Đạo Quân, đây là phần của các ngươi. Hắn niệm lực khẽ động, đem bên trong 2 phần thần bí vật chất giao cho Hoàng Sơn Mụ Mụ cùng Lý Đạo Quân. 1/3 số lượng, đã đầy đủ Tống Thư Hàng đi đem 66 kiện tổ hợp pháp khí toàn bộ tăng lên một lần, còn dư xài. Dư thừa hơn phân nửa.
hắn còn có thể cho mình đệ tử, nữ nhi, cùng A Thập Lục các nàng còn có Bạch Tiền Bối đều lưu một bộ phận. Đối diện, Lý Đạo Quân nhìn qua trong tay to lớn phần thần bí vật chất, vội vàng lên tiếng kêu lên, nhiều lắm, bá tống tiền bối. Ta không dùng đến như thế nhiều, mà lại, lần này nói xong chiến lợi phẩm muốn bao nhiêu cho bá tống tiền bối ngươi một phần. Ta chỉ dùng một nửa như vậy đủ rồi. Đạo quân không cần khách khí, dù sao số lượng như thế nhiều. Mà lại, cái này tầng thứ 11 thông đạo vẫn còn, bên trong khẳng định có càng nhiều thần bí vật chất. Tống Thư Hàng đáp, lời tuy như thế, nhưng ước định chính là ước định. Lý Đạo Quân quả thực là từ chính mình cái kia bộ phận bên trong cắt ra một nửa, muốn giao cho Tống Thư Hàng. Lý Đạo Quân khách khí như vậy, Tống Thư Hàng ngược lại có chút không quen, chủ yếu là hắn dĩ vãng mạo hiểm, căn bản là cùng mình người hoặc là Bạch Tiền Bối cùng đi ra, chia đồ vật lúc, phân cũng rất tùy ý. Đặc biệt là cùng Bạch Tiền Bối cùng đi ra lúc, chia đồ vật đều là Bạch Tiền Bối tùy ý đem bảo vật nhóm hướng trên mặt đất như vậy víu vào, mọi người tùy tiện lấy chút. Dù sao cầm tới, kiểu gì cũng sẽ là chính mình thích hợp. Cái kia, Lý Đạo Quân ngươi đem bộ phận này giao cho Hoàng Sơn Tiền Bối đi. Hoàng Sơn Tiền Bối, năm nay sắp hết năm, đến lúc đó bộ phận này thần bí vật chất, coi như quần phúc lợi phát cho quần tiền bối thế nào. Tống Thư Hàng đề nghị. Trong nháy mắt, đều muốn chân chính qua Tết. Nghe nói dĩ vãng, Hoàng Sơn Tiền Bối cũng đều vì quần bên trong mọi người phát điểm qua năm gói quà loại hình, năm nay không bằng liền phát điểm tốt. Được, cái kia Lý Đạo Quân, bộ phận này trước hết cho ta, để ta tới xử lý đi. Đến lúc đó qua thâm niên, ta cũng bổ sung một chút, cho tất cả quần đạo hữu đều gửi đi mấy phần thần bí vật chất. Hoàng Sơn Tiền Bối mỉm cười nói, dù sao có mấy cái đạo hữu bản mệnh pháp khí giống như Tống Thư Hàng, là sáu trang hình, không chỉ một kiện. Đương nhiên, đến lúc đó phát qua Nam Hồng bao lúc, hắn sẽ nhắc nhở một chút quần bên trong đạo hữu. Quý giá này thần bí vật chất là Tống Thư Hàng hữu nghị tài trợ. Đến lúc đó, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm tự nhiên cũng sẽ nhớ kỹ, cho Tống Thư Hàng mấy người đệ tử cùng nữ nhi Lý Âm Trúc, yêu sủng thông nương bổ cái đại hồng bao. Vậy kế tiếp, chúng ta còn muốn tiến về cái này tầng thứ 11 thám hiểm sao? Cất kỹ thần bí vật chất về sau, Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn về Hoàng Sơn Tiền Bối cùng Lý Đạo Quân. Đã tới, ta vẫn là muốn đi vào tìm tòi. Lý Đạo Quân hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. 11 tầng thông đạo đều mở ra, không vào xem, tâm lý liền sẽ trống không. Ta cũng là ý tứ này. Bất quá, Thư Hàng ngươi thời gian đang gấp, không bằng đi trước đem sự tình xử lý, lại tới. Hoàng Sơn mụ mụ quan tâm nói. Cũng chính vì hắn loại tính cách này, mới có thể nhận toàn bộ Cửu Châu Nhất Hào quần tất cả thành viên kính yêu. Hoàng Sơn mụ mụ có thể dựa nhất. Mục đích của ta chính là những thứ này khiến pháp khí thăng cấp thần bí vật chất, đã tới tay, ta trước tiên cần phải trở về một chuyến. Bất quá, ta có thể kéo một tôn phân thân tới, hiệp trợ Hoàng Sơn Tiền Bối cùng đạo quân cùng một chỗ tìm kiếm cái này tầng thứ 11 không gian. Tống Thư Hàng cười nói. Sắt thép hóa thân sau khi trở về, hắn Tống mỗi nhân có thể đồng thời tại hai cái địa phương khác nhau làm khác biệt sự tình. Về phần công đức chi lực, cũng không cần lo lắng. Tống Thư Hàng dứt lời, đưa tay trên mặt đất nhấn một cái, ra đi, công đức trụ. Bì bì trụ. Công đức xà mỹ nhân. Không phải xà tiên trụ sao? Lúc nào lại đổi tên rồi? Rầm rầm. Một cây tràn đầy công đức chi lực bá thần trụ hiển hiện. Đây là ma môn ma thần trụ bí pháp. Không đúng, ma thần trụ không khả năng sẽ có khổng lồ như vậy công đức chi lực, cả hai là hoàn toàn xung đột lực lượng. Đây chẳng lẽ là bá tống tiền bối chuyên môn công pháp? Lý Đạo Quân kinh ngạc nhìn qua căn này công đức trụ. Bá tống tiền bối thực lực, quả nhiên thâm bất khả chắc. Tùy ý lộ lên một tay, đều làm người chấn kinh. Như vậy, Hoàng Sơn tiền bối, ta về trước đi, lại đem ta sắt thép hóa thân chuyển rời về tới. Các ngươi chờ một lát, dứt lời, Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không vừa gõ, ý đồ mở ra không gian chi môn. Kết không gian khẽ chấn động. Nhưng không gian chi môn không có mở ra. Cái này bí cảnh bên trong, lại có ẩn tàng không gian cấm cố thủ đoạn. Mặc dù đẳng cấp không cao, Tống Thư Hàng lại thử nghiệm mở ra hạch tâm thế giới. Lần này, hạch tâm thế giới không có túng. Theo hạch tâm thế giới không ngừng tiến hóa, đẳng cấp thấp không gian cấm cố đã kinh không thể để cho nó tự tâm. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tại nguyên chỗ lưu lại lạc ấn đao gỗ vì tọa độ,
sau đó thông qua hạch tâm thế giới chuyển rời đến sắt thép phân thân vị trí. Lại đem sắt thép phân thân thay thế tới. Có sắt thép phân thân cộng công đức bì bì trụ tổ hợp, đủ để mang theo Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân xông vào một lần cái kia thần bí tầng thứ 11. Sụp đổ thế giới bên trong. Đông Phương Đại Đế còn tại trong hư không tô tô vẽ vẽ, tại thiết kế tam thập tam thú pháp khí thăng cấp phương án. Tiền bối, ta trở về. Tống Thư Hàng đưa tay dùng niệm lực nâng những cái kia thăng cấp pháp khí vật chất. Đông Phương Đại Đế sững sờ, nhanh như vậy. Ta nói qua, đi một chút sẽ trở lại. Chân nam nhân, nói chuyện giữ lời. Tống Thư Hàng tiêu sái cười một tiếng. Đông Phương Đại Đế. Tống Thư Hàng đưa tay, đem cái kia thần bí vật chất nâng tốt. Ô ô ô nghịch kình khí linh tiểu tiên tử ngồi quỳ chân tại quyền sáo bên trên, ngửa đầu phát ra từng tiếng kình minh thanh. Nàng hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm những thứ này thần bí vật chất, khóe miệng có nước bọt lặng lẽ meo meo chảy ra. Đây là nghịch kình khí linh tiểu tiên tử tự sinh ra đến nay, lần thứ nhất đối vật gì đó sinh ra ăn dục vọng. Nàng ngồi quỳ chân tại quyền sáo trên mu bàn tay, nước bọt không ngừng bài tiết. Liền khí linh đều chịu đến hấp dẫn. Người đây là vật gì? Đông Phương Đại Đế nhìn về phía Tống Thư Hàng trong tay cái này một tảng lớn đặc thù đặc chất, hỏi. Một loại có thể làm pháp khí linh thức cường hóa thần kỳ vật chất, về phần cụ thể kêu cái gì, ta cũng không biết. Tống Thư Hàng đáp. Đông Phương Đại Đế. Hỏi tương đương hỏi không? Không nghĩ tới liền Đông Phương tiền bối cũng không nhận ra loại vật chất này tới. Tống Thư Hàng nói, hắn một mực không có đối loại này thần kỳ vật chất sử dụng xem xét bí pháp. Chính là muốn mang trở về, nhìn xem Đông Phương Đại Đế có biết hay không thứ này, miễn cho hắn muốn chịu một phát xem xét bí pháp đánh đập. Thống khổ loại vật này, mặc dù không có gì quá lớn cảm giác, nhưng có thể bớt thì bớt. Hắn chỉ là đối thống khổ nhẫn nại lực tương đối tốt, nhưng lại không thích chịu đau nhức. Chư thiên vạn giới như vậy lớn, ta liền xem như thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, cũng không có khả năng nắm giữ tất cả bảo vật tin tức. Đông Phương Đại Đế trả lời, mà lại, có rất nhiều bảo vật thậm chí có thể là lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt thế nhân, ta cũng không thể cho chúng nó nói bừa cái danh tự a. Tiền bối ngài nói có đạo lý, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ngài là thiên hạ đệ nhất trùy, ngài nói khẳng định có lý. Hết thảy vì mình chó đầu suy nghĩ. Nói, Tống Thư Hàng duỗi tay vẩy một cái, dùng dầu cù là niệm lực tại cái này thần kỳ vật chất bên trên nhặt bên dưới to bằng móng tay một khối nhỏ, đem hắn dùng niệm lực cố định vì đoàn nhỏ hình. Nắm đến nghịch kình khí linh tiểu tiên tử trong tay. Ô ô khí linh tiểu tiên tử vui vẻ tiếp nhận cái này đoàn thần kỳ vật chất, nâng ở trong lòng bàn tay, ngụm nhỏ gặm. Tống Thư Hàng cùng Đông Phương Đại Đế chú ý khí linh tiểu tiên tử trạng thái. Theo cái này đoàn thần kỳ vật chất bị gặm xuống dưới về sau, khí linh tiểu tiên tử linh thức cường độ vững bước tăng lên. Sách, thậm chí ngay cả thành hình khí linh đều có thể cường hóa, cái đồ chơi này căn bản không nói đạo lý a. Đông Phương Đại Đế lên tiếng nói. Khí linh tăng lên, theo lý thuyết là muốn cùng chủ nhân không ngừng tăng lên độ thân mật, không ngừng tiếp nhận chủ nhân ôn dưỡng, tại tích lũy tháng ngày bên trong dần dần trưởng thành. Mà Tống Thư Hàng trong tay cái này vật chất, đơn giản giống như là thuốc chín đồ ăn, trực tiếp tăng lên khí linh uy năng. Dạng này tăng lên khí linh là không có linh hồn. Đã có hiệu lời nói, cái kia tiền bối, ta hắn 65 kiện pháp khí. Hiện tại liền đều cho ăn một số thần kỳ vật chất không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hắn vừa dứt lời, cái kia 65 kiện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tất cả đều liều mạng lóe sáng lên, tựa như là tại ổ bên trong chim non, há to mồm, đang chờ đợi Tống Mụ Mụ mớm ăn. Không vội, ta vừa rồi đã hoàn thành đối ngươi tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cường hóa phương án. Vì để cho bọn chúng có thể tốt hơn hấp thu loại này cường hóa pháp khí bảo vật. Một hồi ta tại cường hóa pháp khí trên đường, lại đầu nhập loại này thần kỳ vật chất, nhất cử để chúng nó sinh ra hoàn chỉnh khí linh tới. Đông Phương Đại Đế lên tiếng nói. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện khí, Tống Thư Hàng nói. Đông Phương Đại Đế nhẹ nhàng vung mạnh bản thân chùy, nói, đã đồ vật đã gom góp, như vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Là thời điểm để ngươi kiến thức bên dưới ta luyện khí thủ đoạn. Tống Thư Hàng sau lưng. Cái kia 200 con thánh viên hình chiếu tiếp thu được tín hiệu, vội vàng bắt đầu H666. Đông Phương Đại Đế duỗi tay tại hư không bên trong nhấn một cái. Cát, hư không bên trong truyền đến không gian cộng minh thanh âm, sau đó có một gian cung điện to lớn phụ điện vượt không mà đến,
rơi vào Tống Thư Hằng cùng Đông Phương Đại Đế trước mặt. Đây là ta tại thời kỳ viễn cổ, thiên đình thời đại lúc cung điện Đông Chi Xuân Các một chỗ phụ điện. Nói là phụ điện, nhưng kỳ thật hắn mới là ta Đông Chi Xuân Các hạch tâm, là ta luyện khí điện. Đông Phương Đại Đế mỉm cười giải thích nói. Xa hoa, hùng vĩ, Tống Thư Hằng có chút chột dạ khích lệ nói. Mặt khác, trong lòng của hắn hiển hiện một cái ý niệm trong đầu muốn hay không dùng bản thân hạch tâm thế giới Đông Chi Xuân Các mảnh vỡ, cùng Đông Phương Đại Đế chống đỡ một số luyện khí tiêu hao cần thiết linh thạch. Đông Phương Đại Đế mắt liếc Tống Thư Hằng mặt, nói, yên tâm đi, ngươi không cần một mặt chột dạ bộ dáng, trong tay ngươi có ta Đông Chi Xuân Các mảnh vỡ sự tình, thiên đế đã sớm nói với ta. Ngoại trừ chỗ này phụ điện bên ngoài, Đông Chi Xuân Các mảnh vỡ, là ta chủ động chấn vỡ, vứt bỏ rơi. Ngươi đã được đến, liền là chính ngươi tạo hóa. Mà lại, ngươi cũng đừng nghĩ đến dùng những mảnh vỡ này chống đỡ linh thạch. Ngươi coi như đưa chúng nó trả lại cho ta, ta đều không muốn. Muốn dùng bọn chúng chống đỡ linh thạch, ngươi là mơ tưởng. Đại đế lại bổ sung một câu, đọc mặt giao lưu chính là thuận tiện. Tống Thư Hằng, linh thạch cứ như vậy có trọng yếu không? So nhà còn trọng yếu hơn. Đương nhiên trọng yếu, không có linh thạch lời nói, ngươi dựa vào cái gì gọi ta thay ngươi luyện khí? Đông Phương Đại Đế lời nói, hiện thực để cho người ta đau lòng. Dứt lời, Đông Phương Đại Đế duỗi tay cuốn một cái, mang theo Tống Thư Hằng 66 kiện bản mệnh pháp khí, vật liệu luyện khí, đại lượng linh thạch, tiến vào chỗ này Đông Chi Xuân các phụ điện bên trong. Chỗ này phụ điện bên trong, các loại kiểu dáng luyện khí thiết bị, đủ loại, diệu hoa Tống Thư Hằng con mắt. Có to lớn thiên hỏa chi lô, có thích hợp trí các loại hình hào pháp khí bình đài, có tôi nước lạnh dùng các loại thuộc tính khác nhau ao, có chuyên môn dùng để rút ra linh thạch năng lượng thiết bị, có chế tạo pháp khí linh kiện nhỏ thiết bị các loại. Tiến vào luyện khí phụ điện sau. Đông Phương Đại Đế cuốn lên Tống Thư Hằng một nhóm kia giải rác 8, cửu phẩm linh thạch, đưa chúng nó toàn bộ vùi đầu vào tinh luyện linh thạch năng lượng thiết bị bên trong đi. Hoa lạp lạp lạp, cái kia rút ra linh thạch năng lượng thiết bị cái phễu, giống như cùng không đáy. Linh thạch chỉ có vào chứ không có ra, vô luận bao nhiêu linh thạch, tựa hồ cũng không cách nào lấp đầy nó lỗ trống. Nhìn thấy từng khỏa lại lớn lại béo vừa đáng yêu linh thạch, bị tàn nhẫn vùi đầu vào thiết bị bên trong, Tống Thư Hằng đau lòng. Nhiều linh thạch như vậy, nếu như hắn làm công lời nói, muốn kiếm lời bao lâu mới có thể kiếm về. Linh thạch lực lượng bị lấy ra về sau, hóa thành hai cái bộ phận. Một bộ hóa trực tiếp cùng Đông Phương Đại Đế tự móc tiền túi chuẩn bị vật liệu dung hợp, hóa thành khắc họa trận pháp phù văn dung dịch. Một bộ phận khác tồn trữ lên, chờ đợi lấy một hồi quán nhập pháp khí bên trong, tăng lên pháp khí phẩm giai tiêu hao cần thiết. Bước kế tiếp, trước thử tăng lên tấm chắn đi, Đông Phương Đại Đế nói. Hắn duỗi tay, lấy ra pháp khí bên trong vương bá chuyên gia chi thuẫn. Hắn có thể nhìn ra đây là dùng hết Bắc Phương nhà cái kia hải quy sủng vật mai rùa chế thành pháp khí. Chất liệu đầy đủ kiên cố, thích hợp dùng để làm cái thứ nhất tăng lên phẩm chất pháp khí. Bá Tống, muốn giảm bớt linh thạch tiêu hao không? Nắm lên tấm chắn về sau, Đông Phương Đại Đế đột nhiên lên tiếng hỏi. Có thể sao? Tống Thư Hằng nhãn tình sáng lên. Có thể, Đông Phương Đại Đế cười chỉ cái kia thiên hỏa lô, nói, đi chỗ đó lò bên cạnh. Dùng hết toàn lực thôi động linh lực quán nhập thiên hỏa lô bên trong, dùng linh lực của ngươi thay thế linh thạch, để thiên hỏa thiêu đốt. Linh lực của ngươi có bao nhiêu, liền có thể thay thế bao nhiêu linh thạch. Liền nhìn ngươi có thể hay không kéo xuống mặt mũi này. Chết sĩ diện lời nói, vậy cũng chỉ có thể dùng linh thạch để thay thế tiêu hao. Nếu như có thể kéo xuống mặt mũi lời nói, không chỉ có thể tỉnh một ít linh thạch, càng quan trọng hơn là, dùng pháp khí chủ nhân linh lực đến thiêu đốt ra thiên hỏa. Dùng để rèn luyện pháp khí lúc, có thể tăng cường pháp khí cùng chủ nhân ở giữa liên hệ. Đây là Đông Phương Đại Đế cho người ta luyện khí một cái thói quen, mặc kệ pháp khí chủ nhân có thể hay không kéo xuống mặt mũi, Đông Phương Đại Đế cũng sẽ không điểm phá. Tống Thư Hằng nghe vậy, đột nhiên lâm vào trầm tư trạng thái. Kéo không xuống mặt sao? Đông Phương Thiên Đế nhìn qua trong trầm tư Tống Thư Hằng, thầm nghĩ trong lòng. Vốn cho rằng bá Tống tính cách. Hẳn là sẽ không câu loại này tiểu tiết. Không nghĩ tới, bản thân cứ nhiên nhìn lầm. Đông Phương tiền bối, Tống Thư Hằng đột nhiên một mặt nghiêm túc nói, nếu như, ta có thể cung cấp càng nhiều linh lực, có thể hay không đem dư thừa linh lực cùng ngươi quy ra thành linh thạch. Đối với mình linh lực dồi dào trình độ,
Tống Thư Hàng vẫn là tương đối có tự tin, hắn như vậy nhiều cái tiểu đan điền, như vậy nhiều hạch tâm, hắn thi pháp liền cho tới bây giờ không vì linh lực khô cạn loại sự tình này lo lắng qua. Đông Phương Đại Đế, công đức xà Mỹ Nhân hai tay che mặt, không nên nhìn ta, không nên nhìn ta, ta không biết phía dưới cái này người. Không được sao, Tống Thư Hàng nhỏ giọng hỏi. Ta xem thường ngươi, bá Tống, ngươi không hổ là bị thiên đế nhìn chúng nam nhân. Đông Phương Đại Đế đột nhiên cười ha ha nói. Tống Thư Hàng bị khen không có ý tứ, lộ ra xấu hổ tiếu dung. Nhưng là, ngươi đừng nghĩ quá đẹp, dùng linh lực của ngươi đi chống đỡ thiêu đốt thiên hỏa năng lượng, cũng đã là ta cho ngươi ưu đãi. Ngươi còn muốn ta cấp lại ngươi linh thạch, mà lưu cho ta lăn đi. Đông Phương Đại Đế nói. Tống Thư Hàng. Chuẩn bị xong, khai lò. Đông Phương Đại Đế duỗi tay giải khai trên người mình sa hoa áo bào, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Hắn nguyên bản u linh hình dáng thân thể, tại thời khắc này ngưng tụ, hóa thành thực thể. Đại đế chi trùy bên trên, có vô số phức tạp phù văn sáng tỏ mà lên. Tống Thư Hàng lập tức tới đến thiên hỏa lô bên cạnh, hai tay nhấn một cái, đem bản thân linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng quán vào đến thiên hỏa lô bên trong. Hừng hực thiên hỏa thiêu đốt mà lên. Vương bá chuyên gia chi thuẫn bị Đông Phương Đại Đế kẹt tại rèn đúc trên đài. Từ Tống Thư Hàng cất giữ cái đám kia chân quý vật liệu luyện khí bên trong, bay ra hai loại cửu phẩm cùng một loại siêu cửu phẩm chân quý vật liệu, bị Đông Phương Đại Đế vùi đầu vào thiên hỏa lô bên trong, luyện hóa. Linh thạch cùng luyện khí vật liệu biến thành dung dịch cuốn lên, bị Đông Phương Đại Đế độ tại quy thuẫn bên trên. Thiên hỏa bùng nổ. Đầu nhập trong lò ba loại vật liệu tự chủ bay ra, lơ lửng tại quy thuẫn trên không. Đại đế huy động chùy, dùng sức đập xuống. Lôi bạo tiếng chùy vang lên. Đông Phương Đại Đế mỗi một lần chùy vung lên ở giữa, đều tựa hồ ẩn chứa một loại siêu nhiên chùy pháp, cái này chùy pháp vừa là luyện khí chi pháp, cũng là vô thượng công phạt thủ đoạn. Mỗi một chùy đều là tiền a. Tống Thư Hàng chầm chầm vào đại đế cánh tay mỗi một chùy xuống dưới, thiên đế cái kia 1 tỷ linh thạch liền không ngừng giảm bớt. Hắn thanh toán linh thạch cùng luyện khí vật liệu, cũng không ngừng cắt giảm. Tiếng chùy rung trời, cũng chấn động bá Tống tâm can. Thần bí vật chất, lúc này, Đông Phương Đại Đế lên tiếng kêu. Tống Thư Hàng thôi động niệm lực, từ khối kia thần bí vật chất bên trên cắt một khối, tế đến Đông Phương Đại Đế trước mặt. Đông Phương Đại Đế tại huy động chùy đồng thời, phía sau lại dọc theo một đôi năng lượng cánh tay, cái này đối năng lượng trên cánh tay nắm lấy khắc họa trận văn đao bút. Tại thần bí vật chất bên trên cắt xuống một khối nhỏ, tại quy thuẫn bên trên không ngừng khắc họa lên tới. Tại Tống Thư Hàng cảm ứng bên trong, vương bá chuyên gia chi thuẫn phẩm chất không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đột phá đến cửu phẩm pháp khí cấp độ. Đông Phương Đại Đế luyện khí thủ đoạn, thực sự cao siêu. Lấy hắn phương pháp luyện khí cùng cảnh giới, đem pháp khí tăng lên tới cửu phẩm, đơn giản cùng hô hấp uống nước một dạng nhẹ nhõm. Mà lại, rèn luyện pháp khí vừa mới bắt đầu. Vương bá chuyên gia chi thuẫn phẩm chất, còn tại liên tục không ngừng tăng lên. Thuẫn bên trong cái kia một sợi pháp khí linh thức, cũng đang không ngừng tăng cường, tăng lên. Mấy phút sau, Đông Phương Đại Đế đột nhiên hơi nhíu lên lông mày, hắn từ thần bí vật chất bên trên lại cắt xuống một tiểu đinh điểm, dung nhập cái kia quy thuẫn bên trong. Nhưng quy thuẫn linh thức, không tiếp tục được đến cường hóa. Đến cực hạn sao, Đông Phương Đại Đế tiếc nuối nói, đáng tiếc. Rõ ràng chỉ kém một bước nhỏ, liền có thể ngưng tụ ra khí linh. Tống Thư Hàng tìm kiếm được thần bí vật chất hiệu quả, không đủ để trực tiếp đem quy thuẫn thúc đẩy sinh trưởng ra khí linh tới. Đông Phương Đại Đế trong lòng có chút không cam lòng. Hắn đã tận lực dùng trận văn thủ đoạn cùng luyện khí thủ đoạn, tăng lên thần bí vật chất hiệu quả, nhưng cự ly sinh ra khí linh, vậy mà liền kém như vậy một đoạn. Bá Tống, người pháp khí này... Trước đó có phải hay không còn dùng qua một loại nào đó bảo vật, tăng lên qua pháp khí linh thức? Đông Phương Đại Đế quay đầu hỏi. Hừm, ta dùng thuốc nhỏ mắt, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đông Phương Đại Đế, một loại đặc thù thuốc nhỏ mắt, mở ra ta pháp khí linh thức. Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Người cái này 65 kiện pháp khí linh thức, đều là thông qua bảo vật mở ra linh thức. Đông Phương Đại Đế trừng to mắt. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đông Phương Đại Đế, một mình ngươi cư nhiên có hai loại tăng lên pháp khí linh thức bảo vật, ngươi cái này khí vận là muốn nghịch thiên sao? Đông Phương Đại Đế hơi suy nghĩ một chút về sau, lại hỏi, vậy trừ hai loại bảo vật bên ngoài,
ngươi còn có hay không loại thứ ba tăng lên bảo vật linh thức thủ đoạn. Vạn nhất có loại thứ ba thủ đoạn lời nói, thêm ít sức mạnh, một hơi liền có thể đem pháp bảo khí linh cho mân mê đi ra. Tăng lên pháp khí linh thức thủ đoạn, Tống Thư Hàng ngắm nhìn bên cạnh Nhu Thuận ngồi quỳ chân khí linh tiểu tiên tử, nói, lấy thân luyện khí. Ngươi ngốc a, lấy thân luyện khí loại thủ đoạn này là tùy tiện dùng sao? Đông Phương Đại Đế trách mắng, mà lại loại này vô nhân đạo cùng mưu lợi luyện khí thủ đoạn, quả thực là đối luyện khí sư vũ nhục. Tống Thư Hàng lộ ra lúng túng tiếu dung. Đừng nói cho ta ngươi thử qua, Đông Phương Đại Đế nói. Lần thứ nhất luyện khí lúc, không cẩn thận rơi xuống đến lò lửa bên trong, lấy thân luyện khí một chuyến. Lãng phí một cái chân quý phục sinh, Tống Thư Hàng chỉ khí linh tiểu tiên tử ngồi nghịch kình quyền sáo. Đông Phương Đại Đế, khó trách ngươi quyền sáo cư nhiên như thế nhanh ngưng tụ ra khí linh. Bất quá, mặc dù ta không thể lấy thân luyện khí, nhưng là dùng thân thể một bộ phận có thể chứ. Tống Thư Hàng duỗi tay đè tại bộ ngực mình, không gian năng lực phát động. Sau đó, một khỏa như là tác phẩm nghệ thuật lưu ly bảy màu trái tim bị hắn lấy ra. Lấy hắn hiện tại trình lâm tự lành pháp cộng thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, lấy ra trái tim của mình về sau, vài phút bên trong, một khỏa mới trái tim liền có thể mọc trở lại. Đông Phương Đại Đế nhìn qua Tống Thư Hàng trong tay lưu ly trái tim. Cái này lưu ly trái tim, phi thường đặc thù. Trên cơ bản đã cùng thần thú trên người vật liệu luyện khí cung cấp. Có lẽ, thật sự có thể thực hiện. Ta thử một chút, Đại Đế gật đầu nói. Đối diện, Tống Thư Hàng thân thể hơi hơi dừng lại. Hắn phát hiện, trái tim của mình vừa lấy ra, lồng ngực bên trong đột nhiên có một đạo bất hủ chi lực từ kiếp tiên hư không bên trong vọt tới. Sau đó, một cái hô hấp thời gian, mới trái tim đã sinh trưởng trở về. Vân Tước Tử tiền bối hư không tiết điểm thính bất hủ chi lực. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Hắn lại phát hiện một cái phát tài ý tưởng. Có lẽ hắn có thể bán mình trái tim mà sống. Đông Phương Đại Đế tại tiếp nhận vật liệu luyện khí bá tống lưu ly trái tim thời điểm, thuận tiện lấy ngắm Tống Thư Hàng một chút, vừa vặn đọc đến Tống Thư Hàng vừa rồi nội tâm ý nghĩ. Đại Đế trong tay chùy cũng không khỏi cứng ngắc lại một lát cứ nhiên muốn dựa vào bán mình trái tim mà sống. Bá tống cái này não mạch kín đánh nút chết sao? Những thứ này tự lành năng lực khoa trương gia hỏa, ở phương diện này thật đúng là muốn làm gì thì làm. Mà lại, gia hỏa này liền không sợ đau sao? Hái trái tim quá trình bên trong, liền sẽ không cảm giác tê tâm liệt phế thống khổ. Tiền bối, Tống Thư Hàng gặp Đông Phương Đại Đế đột nhiên ngừng trùy, liền hoán hắn một tiếng. Đừng nói, ta không mua, Đại Đế nói thật nhanh. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Khục, ta dừng lại một chút, là bởi vì cần một quãng thời gian một lần nữa thôi diễn người pháp khí thăng cấp phương án. Dù sao mới gia nhập một dạng nguyên vật liệu, có một ít thăng cấp chi tiết cần cải biến. Đông Phương Đại Đế ho nhẹ một tiếng nói, hắn nắm vuốt bá tống lưu ly trái tim, cúi đầu nhìn qua Quy Thuẫn. Lấy Đông Phương Đại Đế cảnh giới, trong nháy mắt, trong đầu liền nhanh chóng thôi diễn mấy trăm loại phương án, cũng từ đó lựa chọn ra hoàn mỹ nhất mới thăng cấp phương án. Xác định mới phương án về sau, Đông Phương Đại Đế nắm lên bá tống lưu ly trái tim, sử dụng bí pháp đem hắn áp xúc, thu nhỏ đến chỉ có viên bi lớn nhỏ. Sau đó, hắn nâng lên chùy, đem lưu ly trái tim đặt tại Quy Thuẫn bên trên, dùng sức đập xuống. Y ta tâm cũng không phải pha lê làm, người chùy thời điểm có thể đem kình xuất ra, dùng sức chùy hắn. Công đức xà Mỹ nhân nhẹ nhàng hát nói, vì Đông Phương Đại Đế phối âm. Đông Phương Đại Đế. Tiên tử đây là thế nào, mà lại nàng thanh âm này là chuyện gì xảy ra, không thể hảo hảo nói tiếng người sao. Công đức tiên tử đừng làm rộn, người cái này một hát, Đông Phương tiền bối đều phân tâm. Tống Thư Hàng ngẩng đầu đối công đức xà Mỹ nhân nói. Đông Phương Đại Đế. Rõ ràng tiên tử là hắn tại Viễn Cổ Thiên Đình cũng coi như có trao đổi qua tiên tử, nhưng bây giờ nàng biến tốt lạ lắm, cảm giác thay đổi hoàn toàn cái dạng. Đương đương. Thiên hạ đệ nhất chùy tiếp tục đập xuống. Trận văn, vật liệu luyện khí, thiên hỏa rèn luyện. Một bộ đầy đủ quá trình, tại Đông Phương Đại Đế trong tay như nước chảy mây trôi thông thuận. Nhóm lửa đồng tử bá tống nhìn lấy rèn sắt Đông Phương Đại Đế, lại một lần nữa phát hiện rèn sắt cũng có thể như thế bá khí. Đáng tiếc, tại mỹ quan trình độ bên trên, Đông Phương Đại Đế rèn sắt yếu nhược lục tu tiên tử một bậc. Xong rồi, lúc này... Đông Phương Đại Đế đột nhiên phát ra tiếng nói.
hắn duỗi tay nắm lên xích hồng quy thuẫn, đem hắn vùi đầu vào bên cạnh tôi nước lạnh ao bên trong. Từ một tiếng, quy thuẫn bên trên nhiệt độ hạ xuống. Tân sinh vương bá chuyên gia chi thuẫn diện thế. Mặt này mới quy thuẫn hiện thân thời điểm, tại nó thuẫn bên trong truyền ra từng đợt tiếng tim đập. Bá tống lưu ly trái tim không chỉ có thể cho cái này quy thuẫn thăng cấp, càng là có thể cung cấp cho cái này quy thuẫn ngoài định mức linh lực nguồn suối. Quy thuẫn phẩm chất đẳng cấp, phi tốc tăng lên, tại tôi nước lạnh trước đã là cửu phẩm kiếp tiên đỉnh phong cấp pháp khí, tôi nước lạnh về sau, cấp bậc của nó triệt để đột phá cửu phẩm hạn chế, bắt đầu hướng trường sinh giả thần binh cấp bậc tới gần. Lúc này quy thuẫn đẳng cấp, có thể xưng là lại yếu trường sinh giả thần binh cấp bậc, hắn đã có rồi tấn thăng làm trường sinh giả thần binh tư chất lại cho hắn một số trưởng thành thời gian cộng chủ nhân bá tống đẳng cấp tăng lên phản hồi, cuối cùng cũng có một ngày, hắn có thể nước chảy thành sông trưởng thành là trường sinh giả thần binh. Đông Phương Đại Đế tính toán, chờ mấy trăm năm về sau, bá tống tấn thăng trường sinh giả lời nói, cái này quy thuẫn hẳn là có thể theo sát bá tống chen người trường sinh giả thần binh đẳng cấp. Khí linh cũng thành hình sao? Tống Thư Hàng hỏi. Tại trong miệng hắn đọc lên khí linh hai chữ thời điểm, quy thuẫn bên trên liền có một đạo hào quang nhỏ yếu hiển hiện. Sau một khắc, có một đầu mao nhún nhún đoàn nhỏ xuất hiện tại quy thuẫn phía trên đây là một đầu thành hình khí linh. Bất quá, hắn vẫn còn mới sinh giai đoạn, thậm chí ngay cả ngoại hình của mình cũng không có cố định xuống. Ô ô ô, cái này mao đoàn khí linh vừa xuất hiện về sau, liền phát ra trầm thấp tiếng kêu gọi. Tiếp đó, người cần hảo hảo ôn dưỡng hắn, bồi dưỡng nó ý thức. Mấy tháng về sau, hắn liền có thể ngưng tụ ra khí linh ngoại hình đến, trưởng thành là tiếp cận người cái này nghịch kình quyền sáo khí linh tiểu tiên tử trình độ. Đông Phương Đại Đế lên tiếng nói. Cần thời gian dài như vậy sao? Tống Thư Hàng duỗi tay tiếp nhận cái này tân sinh quy thuẫn. Thuẫn nơi tay, loại kia tâm ý tương liên, nhịp tim cộng minh cảm giác, liền dâng lên. Thật mạnh, cái này lực phòng ngự. Cửu phẩm cấp bậc công kích đã có thể hoàn toàn đỡ được a. Tống Thư Hàng nói. Đông Phương Đại Đế nói, đó là tự nhiên, có mặt này quy thuẫn nơi tay, đừng nói là cửu phẩm cấp công kích, liền ngay cả một số vừa bước vào trường sinh giả cảnh giới đạo hữu công kích, người cũng có thể chống đỡ. Có hắn về sau, tương lai đối đại lão lúc an toàn của ta tính năng lại liền có thể tăng lên mảng lớn. Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đây vẫn chỉ là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong một kiện, chờ hắn nguyên bộ pháp khí đều thăng cấp làm loại này yếu trường sinh giả thần binh phẩm chất, tổ hợp thành bộ sau không biết sẽ tăng cường đến cái gì cường độ. Mao đoàn khí linh, ô ô ô, cổ vũ trưởng thành đi, Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút những thứ này khí linh nhóm đều thành dài vì nghịch kình khí linh tiểu tiên tử trình độ về sau, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. 66 chỉ khí linh tiểu tiên tử tập hợp một chỗ lời nói, khẳng định rất hùng vĩ. Mà lại, đến lúc đó hắn cách vạn pháp chi chủ mục tiêu liền có thể càng tiến một bước. Tốt, cái tiếp theo pháp khí. Đông Phương Đại Đế duỗi tay, đem Hà Long thần hành chiến xa cho sách ra. Tại khởi công trước, hắn lại cho Tống Thư Hàng nhắc nhở một câu nói, đúng rồi, bá Tống. Bản mệnh pháp khí tại một hơi tăng lên mấy cái đại cấp bậc. Tăng thêm lại dùng bảo vật cưỡng ép đem nó khí linh cho ngưng tụ đi ra, hắn cùng bản thể của ngươi ở giữa độ thân mật, có thể sẽ xuất hiện một số lạnh nhạt. Hiện tại chỉ là một kiện pháp khí còn chỗ tốt lý, một hồi 66 kiện pháp khí toàn bộ thăng cấp sau khi hoàn thành, độ thân mật vấn đề tích lũy, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tại nhắc nhở Tống Thư Hàng, đừng đắm chìm trong pháp khí thăng cấp vui vẻ bên trong, mà là hẳn là dành thời gian, ôn dưỡng pháp khí. Tăng lên pháp khí cùng tự thân thân mật giá trị. Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta cảm giác pháp khí cùng ta ở giữa phảng phất thiếu khuyết chút gì. Rõ ràng ở vào nhịp tim cộng minh trạng thái, nhưng dù sao cảm giác ẩn ẩn ý cách một tầng giấy, cùng ta quan hệ trong đó không lấy trước như vậy thông thấu. Bất quá, nếu biết là độ thân mật vấn đề, vậy thì dễ làm rồi. Tống Thư Hàng lại nói. Đông Phương Đại Đế. Dễ làm. Bản mệnh pháp khí cùng mình độ thân mật lạnh nhạt, cũng chỉ có mài nước công phu một chút xíu ôn dưỡng, đem tình cảm bồi dưỡng trở về. Đó là cái quá trình khá dài, có cái gì dễ làm có thể nói. Đông Phương Đại Đế suy nghĩ mới trong đầu nhất chuyển. Đối diện, bá Tống duỗi ra hai tay đặt tại vương bá chuyên gia chi thuẫn bên trên, hai tay của hắn nhanh chóng hoạt động, ở trên khiên ma sát. Ngay sau đó, từng đạo ẩn chứa yêu quang mang,
từ bá tống trong tay bay ra, dung nhập vào quy thuẫn phía trên. Mỗi một giây, bá tống hai cánh tay liền hướng quy thuẫn chuyển vận gần 300 phát yêu quang mang. Ông quy thuẫn phát ra run rẩy chấn động. Sau đó, hắn cùng bá tống ở giữa độ thân mật, gặp quỷ tăng lên điên cuồng. Đông Phương Đại Đế trừng to mắt, cảm giác muốn bản thân muốn hít thở không thông. Mộng giới. Hư ảo mặt trời bên trong. Bảo hộ lấy thông nương cùng Vũ Nhu Tử Quy tiền bối, đột nhiên trừng to mắt, lên tiếng nói, Vọng Thiên, xảy ra chuyện gì, luôn cảm giác mai rùa từng đợt hàn ý. Quy tiền bối thế nào? Thông nương hỏi. Tê đau nhức nha nha. Bên cạnh, Vũ Nhu Tử đột nhiên kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng kêu lên. Vũ Nhu Tử, người thế nào? Thông nương lại vội vàng quay đầu nhìn về Vũ Nhu Tử. Quy tiền bối cùng Vũ Nhu Tử tựa hồ đồng thời gặp được tình huống gì? Phía trước, tâm ma xích tiêu kiếm cũng có chút dừng lại, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là cái này hư ảo mặt trời bên trong có thứ gì đang tác quái? Ta không sao, các tiền bối không cần lo lắng cho ta. Đau nhức nha nha Vũ Nhu Tử khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, hiển nhiên phi thường thống khổ. Nhưng nàng trạng thái tinh thần lại ngoài ý muốn không sai. Không nghĩ tới cái này đợt thống khổ sẽ chỉ hoãn lâu như vậy, đại gia không cần lo lắng, ta bên này chỉ là linh quỷ bể nát thống khổ, rốt cục đồng bộ đến đây nguyên nhân. Ta có thể chịu được được, nha nha nha, Vũ Nhu Tử cả người úp sấp quy tiền bối mai rùa bên trên, cắn răng bắt đầu phẩm vị loại thống khổ này thể nghiệm. Đối với linh quỷ bể nát thống khổ, nàng đã sớm chuẩn bị. Tống Thư Hàng trước đó liền nhắc nhở qua nàng, cho nên nàng một mực chờ đợi đợi linh quỷ mảnh vỡ thống khổ đồng bộ tới. Nhưng nàng chờ thật lâu, tại nàng đều muốn hoài nghi linh quỷ bể nát thống khổ sẽ xuất hiện hay không lúc, cái này đợt thống khổ mới khoan thai tới chậm. Vũ Nhu Tử cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không bản thân phản xạ đường cong quá dài. Thông nương duỗi ra hành lá mầm, thiếp trên người Vũ Nhu Tử. Sau đó kích hoạt lên một cái cấp thấp chỉ rũ thuật, đây là cửu tu phượng hoàng đao trong truyền thừa đặc thù chữa trị pháp thuật. Tạ ơn thông nương, Vũ Nhu Tử ngước mắt, đối thông nương đạo đạo, mặc dù không có hiệu quả, nhưng thông nương tâm ý nàng vẫn là nhận được. Nửa ngày sau, Vũ Nhu Tử thống khổ trình độ thoáng có chỗ làm dịu. Đây chính là linh quỷ bể nát thống khổ a, đã từng tống tiền bối cũng trải qua dạng này thể nghiệm sao? Thực sự là, rất tươi mới cảm giác. Vũ Nhu Tử vuốt vuốt mặt mình, lên tiếng nói. Phía trước tâm ma xích tiêu kiếm nghe vậy, có chút kinh dị nhìn qua Vũ Nhu Tử tiên tử một chút. Vũ Nhu Tử cô nương sẽ không cần thức tỉnh giống như Tống Thư Hàng nhẫn nại thống khổ thuộc tính a. Cái kia quy tiền bối, người không sao chứ? Thông nương lại cúi đầu hỏi. Ta còn tốt, chỉ là, mơ hồ cảm giác có chút dễ chịu, nhưng ta không biết vì sao lại xuất hiện loại này dễ chịu cảm giác. Quy tiền bối hồi đáp. Không có việc gì liền tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Sau đó, trên thân kiếm đao khí bùng lên, tiếp tục ở phía trước mở đường. Quy tiền bối mang theo thân thể vẫn như cũ thỉnh thoảng run rẩy Vũ Nhu Tử cùng thông nương, cùng sau lưng xích tiêu kiếm du động. Lại nói, không biết tại sao, đột nhiên cảm giác ta đối Thư Hàng tiểu hữu độ thiện cảm tăng lên không ít. Loại này gặp quỷ cảm giác là chuyện gì xảy ra? Quy tiền bối một bên du động. Trong lòng nghi ngờ nói,